Có thói quen uống cà phê mỗi sáng, cái này là dính sâu hả? Hoặc là mỗi sáng ra ngồi nhịp nhịp chân hút thuốc. Nếu ta để ý, này có một chuyện chúng tôi mới là tôi mới gặp một cái trường hợp thì mình nói liền. Đáng lý cái này nói trong cái chuyện mà trong cái bài gì về sức khỏe thì nó hay hơn. Chúng ta để ý là từ cái giờ 3 giờ tới 5 giờ sáng ấy, là giờ hoặc giờ gọi là thảy độc của phổi. Cho nên ai thức vào cái giờ đó để mà hít thở thì cái phổi nó sẽ tốt. Thành ra đến chùa 3 giờ bắt đầu thức dậy, ít nhiều gì chúng ta cũng ngồi thẳng lưng để hít thở thì cái phổi sau này rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cái gì xấu? Hút thuốc trong giờ đó. Đa số là bị lao phổi, lủng phổi, hư phổi thì hút thuốc trong cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ sáng, ngủ không được giờ đó. Những người mà lớn tuổi ngủ không được từ cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ bắt đầu hút thuốc là cái như xong cuộc đời. Phổi thế nào cũng bị lao, bị lủng. Nếu là để ý đi, ra hồi trẻ hút thuốc thấy không có gì, nhưng mà già hút thuốc có bị lao. Nhưng mà đoạn già tại sao hút thuốc bị lao là tại vì từ 3 giờ tới 5 giờ sáng không ngủ được. Và giờ đó ngồi dậy lai rai ít lắm cũng phải 2-3 điếu. Thay vì giờ đó nó phổi nó đang thải độc thì mình lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người bị phổi nặng là do hút thuốc ở cái giờ đó nhiều hơn. Giờ đó nhiều hơn những giờ khác. Hoặc là cái giờ từ 11 giờ tới 1 giờ khuya đầu ngày mới. Đầu ngày mới cũng là cái giờ mà chuyển biến để thải độc của cơ thể, mà chúng ta lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người mà bị bệnh về phổi và một số những bệnh khác là do cái thói quen ăn ngủ của chúng ta nó không có thuận, làm ảnh hưởng cơ quan nội tạng và bị nhiễm trong những cái giờ đó. Tất cả những người bị suyễn, những người bị phổi là họ bị nhiễm vào, nhiễm ở những cái môi trường xấu vào những cái giờ đó. Ví dụ như ở gần nhà mình người ta có thói quen đốt lò đi để tạo ống khói trong cái giờ từ 3 giờ tới 5 giờ. Thì mình cái phổi mình có tốt cỡ nào đi nữa, giờ đó mình hít khói thì trước sau mình cũng bị à. Mình không có tránh khỏi, không bị suyễn cũng bị lao. Giờ đó là cái giờ mà cần cái môi trường thanh khiết nhất. Cho nên là chúng ta phải ví dụ như ở trong nhà mà muốn đốt hương. Đây mình mới nói cái này là đụng nhiều người nè. Đốt hương trong cái giờ đó mà mua mấy cái loại hương tạp á, trời ơi, đó là mình xong chết mình á. Đó là mình tự xong chết mình á. Cho nên thức dậy 3 giờ khuya đốt nhang lại Phật để ngồi thiền. Mà cái loại nhang tào lao gì đó nó sử dụng quá chất mà mình nghe thơm thơm, mình nghĩ cái thơm đó là thơm, không phải. Chúng ta phải cố gắng tìm được những cái loại hương mà nó cháy lên nó không có bị gây ô nhiễm môi trường của chính mình, để cái giờ đó là cái phổi của mình nó không bị hấp thu những cái mùi, những cái hương đó gây ảnh hưởng cho mình. Rồi cái này là cái chuyện quan trọng rồi nha. Cho nên là phải tốn tiền mua nhang trầm. Nhang trầm ở những tầm thiên nhiên. Chứ còn đồ tầm bậy ba cái lá cây gì nó làm mấy cái nhựa đó là cả như mình từ chết cho tới chết chứ không thể nào nói được. Đó là ra là có những cái mùi hương mà đa phần những người Ấn Độ họ xài cái này nhiều lắm. Cái hương gỗ chiên đèn, ở Việt Nam mình thì có hương trầm, một số nước Đông Á cũng có hương trầm. Khi cái hương tự nhiên đó nó cháy lên nó sẽ có một cái vị, cái mùi á, cái mùi mà nó gần, tức là nó có 1%, 1/1000 cái endorphin ở trong đó. Nó làm cho cái não bộ chúng ta nó được xoa dịu. Có những cái loại cây như vậy thì mà tạo cái hương á, thì rõ ràng là cái thời thiền chúng ta nó không có căng thẳng, nó nhẹ nhàng. Còn đốt cái hương tạp là chúng ta nghe đầu tiên là cái khí thở chúng ta nó sẽ bị ô nhiễm, nó không có thông và dẫn tới là cái thiền định chúng ta sẽ không tốt. Cho nên cái giờ 3 giờ khuya thì ở chùa dứt khoát là chúng ta phải lựa cái nhang thật tốt để dành để đốt cái giờ đó. Dù như ban ngày bình thường đốt nhang gì cũng được, nhưng mà đúng 3 giờ tới 5 giờ là đừng bao giờ xong những cái loại hương không tốt. Đây là điều mà rất là cần, tôi thấy cần cho nên chúng ta nhắc. Chứ thật sự thì nó không có trong bài này, nhưng mà do tôi gặp, bữa đó mình gặp một cái người mà đang rất là mạnh khỏe mà họ xuống dốc. Thì tôi hỏi là thường sáng thức dậy mấy giờ? Thì nói ngon lành, tôi lúc này cũng già rồi thầy ơi, tôi không có ngủ được, 2 giờ mấy, 3 giờ tôi bắt đầu tôi thức à.
Tôi hỏi thêm câu nữa, thức dậy làm gì? Thì đó mới lộ ra. Thức dậy làm cái gì? Uống tách trà. Tôi uống trà thì được, không có sao, giờ làm gì nữa? Hút điếu thuốc từ đó đó. Thằng này là mới giết cái phổi, còn tách trà thì nó không giết. Có nghĩa là giờ đó uống trà, hút thuốc, uống cà phê, hút thuốc, gửi như đời tàn. Đó là điều mình phải biết. Còn người tu mình đó là thức cũng 3 giờ tới 5 giờ nhưng mà đốt hương. Rất là nhiều người tu tập rất là tinh tấn nhưng bị cái hơi thở từ từ nó ngắn, hoặc là bị suyễn, hoặc bị phổi là do đốt hương bậy bạ, hương tạp. Hay dùng là tạp hương ở trong nhà, xông ở trong nhà của mình, khiến cho cái tạp nó tạo ra một cái loại khí âm, nó làm nhiễm cả cái nhà của mình, khiến cái nhà mình không có sinh khí nữa. Thật ra là đốt hương tạp rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhiều chuyện, một là ảnh hưởng cái không khí môi trường, hay là nó làm âm hóa cái nhà của mình xuống. Thật ra khi mà đốt hương chúng ta có thể lựa những loại hương đốt để nó xông cái xông khí trong nhà. Khi mà cái khí dương nó thoát ra thì nó đẩy được cái tà khí ra khỏi nhà, khiến cái sinh khí của cái nhà mình nó được tốt. Thành ra cái giờ mà từ 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ rất là dương. Mà mình kích dương lên bằng cách mình đốt những loại hương nó dương, mình đánh tiếng chuông nó dương, mình đánh tiếng mõ nó dương, thì nó sẽ tạo được cái sinh khí cho cái chỗ mình đang sống, khiến cho nhà mình nó sinh khí. Chúng ta thấy rất rõ sau một thời gian tu tập. Nhưng mà nhiều người tu bước vô cái phòng tu thấy u ám, đốt nhang người ta cúng không à thầy ơi. Cúng mà nhìn bó nhang hả, cầm tới quá chất dính đầy tay thì chết cho tới chết chứ không có thoát được. Có một người đang tu tập tốt ở trong thất mà chỉ cần người Phật tử cúng bó nhang tào lao cho thôi, họ đốt là nguyên nửa một tuần lễ đó là không có tu được. Cứ tới giờ đó là nghe trong tâm nó có một cái gì, tại hơi thở không thông nó sẽ tạo sự bức ngặt khác, là loạn khí, và thiền định không có xảy ra, không có tốt được. Nó thành ra là chúng ta thấy có nhiều khi ấy, chúng ta đi gặp những cái vị mà họ tu tốt thì chúng ta thử lại cái bàn thờ ha, thử chúng ta liếc tới liếc lui chúng ta coi người đó đốt nhang gì biết. Không phải là họ chơi sang đốt nhang mất tiền. Không phải đâu, nhưng mà họ biết được cái giá trị của cái miếng nhang họ đốt, nó tạo được cái gì cho cái lúc mà mình hành thiền, nó góp phần cho cái việc hành thiền của mình. Đây là những cái điều mà nó ngoài lề nhưng mà chúng ta cần nên lưu ý. Đừng có giỡn chơi, đừng có muốn đốt nhang gì, đốt càng rẻ tiền càng tốt, tại mình tu mà càng tiết kiệm mà càng tốt, không có. Càng tiết kiệm thì coi chừng càng nguy hiểm chứ không phải là tốt. Có những cái mà buộc chúng ta phải xài đúng. Cho nên là thường đó là chúng ta dễ có thể bị nhiễm với những cái khối được xông ra từ hương đốt ở các chùa, ở trong thiền thất, ở trong phòng riêng của mình. Đây là điều mà người ta phải biết. Thì tôi cũng gặp một số thầy, số sư cô bị lao phổi. Thì họ cũng hay thức cả cái giờ phia đó, rồi họ đốt nhang, họ ngồi thiền trước bàn Phật. Nhưng mà một là tâm không yên, do khói nó xông lên. Mà giai đoạn đầu là tâm không yên, nhưng mà dần hồi nó ảnh hưởng tới phổi. Và ảnh hưởng tới phổi rồi ảnh hưởng tới nhiều cái khác nữa. Tại vì cái phút đó là cần cái khí, tất cả tế bào mà nó mới vừa bắt đầu hoạt động, kích hoạt lại thì phổi nó hoạt động lại. Phổi hoạt động lại nó sẽ đem khí oxy để nó nuôi khắp các cái tế bào trong cơ thể của mình. Nhưng mà lúc đó mình bị hít cái CO2 nhiều hơn là oxy, khiến cho các tế bào nó bị nhiễm khí CO2, gọi là nhiễm độc. Mỗi ngày ngấm một chút, mặc dầu nó không có nhiều, nhưng mỗi ngày ngấm một chút là chúng ta sẽ bị bệnh. Ngoài cái bệnh phổi ra còn một số bệnh khác do ảnh hưởng của khói nữa. Cho nên cái việc mà đốt nhang ở buổi tối là chúng ta phải coi lại. Một là người nam mà hút thuốc từ cái khoảng mà 3 giờ tới 5 giờ sáng, hai là 3 giờ tới 5 giờ sáng mà đốt nhang tụng kinh tọa thiền thì chúng ta phải rất dè dặt, hoặc là đốt ít lại vừa phải thôi. Thứ hai là chúng ta phải lựa cái loại nhang nào đó để cho nó xông được cái khí dương ở nơi mình tu tập. Chứ còn cái nhang xấu nó kết khí âm thì nó chiêu cái âm khí từ bên ngoài vào thêm, chứ không phải chơi. Cái khí dương nó sẽ đẩy được cái âm khí ra, nhưng mà khí âm nó sẽ làm tràn ngập âm. Cho nên có những cái phòng thiền đó, mình vô mình thấy lạnh ngắt, khí âm nhiều. Mà cái người tu đó, lại là không có khả năng thiền định để có thể hóa giải được cái âm khí nữa. Bản thân mình thật ra là không để lại cái thiền đường đó cái dương khí chút nào hết. Có những cái thiền đường chúng ta chỉ cần
bước chân vô thôi chúng ta thấy nó ấm áp, nó lạ thường lắm. Tức là người tu đó có năng lượng tốt, họ để lại cái gì ở chỗ họ mới vừa đứng lên. Cho nên chúng ta thấy là có những người mà đây nói chuyện đi ngược lại, chúng tôi hay nói hoài tới cái chuyện đi Ấn Độ. Ở đây chúng ta đi Ấn Độ hết chưa ta? Khi mà chúng ta tới cội Bồ Đề á, hai chỗ định lực lớn nhất là cội Bồ Đề và cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Chỗ nào Niết Bàn thì càng mãnh liệt hơn cái lúc mà Đức Phật thành đạo. Nhưng mà vì cái tâm thức con người ta nó như chúng tôi nói là cứ ai tới đó cũng cầu khẩn vãng sinh, thành ra nó trở thành một cái dòng xoắn tham tâm cuồn cuộn ở cái quanh đó. Thì nếu như mình tới đó mà đủ cái tâm để lắng động thiền định á, thì mình thấp hơn cái tầng dao động ồn ào kia á, thì mình sẽ nhận được cái lực thiền định của Đức Phật vẫn còn nguyên đâu đó, khiến cho công phu tu tập của mình nó thăng tiến. Thì nhiều người cũng đồn đãi là tới đó tu mới tốt, nhưng mà tới đó cái tâm cầu mong của mình á, là nó đã làm bích rồi, hết đường để mình thâu nhận cái năng lượng rồi. Mình phải vô tư hồn nhiên và phải hành pháp cho đúng để tâm mình đầy đủ cái định lực, mình mới có thể kết nối nó được. Cho nên những cái chỗ mà có những người đạt đạo, có những người đã tu tập tốt, thì chúng ta đừng có cho cái tâm chúng ta nó vọng động, để chúng ta giữ được cái thông thoáng ở nơi tâm mình, và nó sẽ kết nối được với những cái trường lực ở những cái người tu tốt. Cho nên có một cái số người mà cái tâm linh nhạy cảm á, thì họ chỉ cần họ từ xa thôi, khoảng chừng 10 mét, 20 mét, mà họ gặp một cái người tu tốt là họ chạm tới cái lực đó liền, họ bị chấn động. Mình bây giờ mình không thấy nổi cái này, nếu mà mình lại gặp một người tu tốt mình thấy nó cũng thường, chứ còn người bình thường không có đâu. Đang đứng xây lưng, không phải đối diện mình đâu, nhưng mà cái người mà tu tốt đi tới sau lưng mình cách khoảng 10 mét là mình bị chấn động, mình quay lại liền. Nó có một cái lực đó, chứ không phải không có. Họ gần như là một cái trường lực rất là lớn, nó phủ khắp họ 10 mét, 20 mét như vậy, chứ không phải không có đâu. Cho nên nhiều khi nó, ủa tôi trực giác là thầy đi tới. Không phải trực giác, mà cái lực của ông thầy nó tác động tới, để tâm mình lúc đó đang yên, mình mới chạm, mình nó chạm nổi cái lực đó. Thì những cái nơi mà có những người tu đạt đạo, cái định lực nó còn nguyên. Ở Việt Nam thì còn một số nơi mà các vị thấy đi tới những cái nơi mà các vị để lại nhục thân á, thì chúng ta có dịp để đi tham quan những cái nơi các vị thiền sư mà để lại nhục thân, tới những cái tháp thờ đó mà chúng ta đủ cái thanh tịnh á, thì chúng ta vẫn thấy nó nguyên ở đó, cái định lực kinh khủng. Còn hết không ạ? Không cần, ở đâu cũng có hết. Nhưng mà mình nhiều khi mình giới thiệu người ta đâu có thấy gì đâu. Nói tôi tới mấy lần tôi đâu có thấy gì đâu. Ví dụ vậy, giống như ở những cái chỗ thờ của chánh điện của mình, hoặc là ở các nơi mà tôi nói là nên đứng ở cái giữa, cái như chánh điện phía trước là tôi kêu đứng giữa chỗ mà gạch với đá đó, thì thả lỏng người sẽ thấy một cái lực hút để mình nhẹ ra. Ví dụ mình căng thẳng bị nhức đầu cứ vô đó ngồi và thả lỏng đi rồi nó sẽ hết. Ví dụ tôi mà nhiều người cũng có người hết, có người nữa tôi đâu thấy gì đâu thầy, tôi nói không thấy thì gắn chịu rồi biết giải thích làm sao, đâu biết giải thích làm sao. Nhưng mà cái lực nó kỳ cục lắm. Cái năng lượng nó có thể nó làm mở con người ta ra khi người ta đã tới chỗ đó. Mà nhiều khi họ nói chuyện linh thiêng, linh khí, thì nó không phải, không phải. Nó có những cái cục đất, có những cái nơi mà nó tháo gỡ được cái dòng xoắn trói cột. Trước kia nó là cái dòng xoắn trói cột, thì bây giờ những cái nơi thanh tịnh nó là dòng xoắn tháo gỡ. Cho nên mình tới đó mình nghe mình nhẹ đi mà mình không lý giải được. Không lẽ giải được, ở đây là rõ ràng là bị rọ, bị lưới trói cột do hoặc nghiệp khổ, đúng không? Thì bây giờ đó là cái chỗ tháo gỡ cái hoặc nghiệp khổ của mình, là những cái nơi thanh tịnh, những cái nơi có cái lực thiền định của những người đã tu hành. Thành ra có những người không lý giải được là khi tới cái chùa đó cái mình thấy nhẹ mà mình không cần ngồi thiền, ngồi dựa đại gốc cột mình cũng cảm thấy mình sướng dễ sợ luôn á. Có những chùa tới rút nhăn lẹ lẹ bỏ lên xe ngồi không xe không thèm uống nước nữa, vô đó là thấy mệt rồi. Có những cái chùa như vậy thì rõ ràng biết rằng nếu mà chúng ta hỏi thăm kỹ là chúng ở đó không có tu tốt. Có những chùa mình tới cái mình thích tới hoài không phải là có tiền có gạo gì, nhưng mà vì cái yên ổn, cái an lạc, cái thanh tịnh đó nó tỏa khắp ở khuôn viên đó rồi,
Tự nhiên mình tới mình cảm giác mình nhẹ. Ở nhà mất ngủ mà ta ngồi giữa gốc cột chùa đó ngủ ngon. Nhưng mà không có lý giải được, nó tháo gỡ được cái hoạt nghiệp khổ của mình một cách vô hình. Đây là cái lực cuốn hút của âm dương, đây là cái lực một cách rất là tự nhiên của vũ trụ này, chứ không phải là linh thiêng quyền bí gì hết đó. Nhưng mà ở chỗ đó người ta tu tốt, nó tạo thành một cái loại dương lực để có thể làm bung vỡ tất cả những cái bí kết trong tâm thức của mình. Nên là mình tới đó mình cảm giác mình nhẹ mà mình không lý giải được đó. Thì vậy là do ở đây ảnh hưởng tới cái đoạn mà ông tha quá tự tại thiên phương này, ông chơi, ông dùng cái hoặc nghiệp khổ để làm rọ, làm lưới. Là chúng sanh nghe từ rọ lưới là biết không thoát rồi, đúng không? Rồi còn gì nữa, cột trói tất cả các hạng phàm phu. Nếu mà chúng ta còn thấy nghe hay biết bằng hoặc nghiệp khổ thì chúng ta bị ông trời tha quá tự tại thiên vương trói chúng ta ở lại cõi phàm này không ra được. Mà đó là sự thật, không cần ông trói cho mình cũng tự trói mình rồi. Đại thiên thế giới đại phạm vương, tất cả chỗ ở của phạm thiên đều hay hiện thân ngồi ở trước, diễn thông tiếng phạm âm vi diệu. Chỗ trời này chúng ta có nghe chưa? Đại thiên thế giới đại phạm vương, nghe chưa? Thì chỗ trời này á là nơi của tất cả các trời đại phạm ở. Thì ổng luôn luôn hiện thân ngồi trước hết. Cõi trời này cũng hơi lạ, cho nên mình muốn làm chuyện gì đó sai trái mình không bao giờ làm được. Nó chỗ nào cũng thấy ông trời cũng hiện hết. Cái cõi này là chúng ta cũng ít khi mà nghe nói trong kinh, đúng không? Đại thiên thế giới đại phạm vương, đó là cõi trời đại phạm. Thì chỗ nào có căn chơi tăng chúng thì chỗ đó ông hay hiện thân ngồi trước chơi vậy đó. Tức là cái cách quản lý thiên chúng này rất là kỹ. Thật ra là các vị thiên chúng ở cõi trời đại phạm này á là không thể nào mà móng tâm để có thể làm điều gì sai trái được. Không có phóng túng, không có buông lung, không có theo những cái tà tâm của mình được, mà luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình rất là chân chính. Tại đi đâu quay tới quay lui, ở đằng trước ở đằng sau gì cũng thấy là hiện thân của trời đại phạm ở trước hết á. Thành ra đâu có chạy được nào thoát đâu. Giống như mình á, bây giờ á, ban đêm á, đêm nào mà mình ngồi thiền, không có ông thầy kiểm thiền thì ngồi nghiêm túc một chút, mà bữa nào mà liếc qua liếc lại thấy không ai kiểm thiền là mình ngồi hơi buông lung một chút, thấy chưa? Buồn buồn cũng gùng gùng người ngủ gục một chút. Nói sao, nhưng mà có ông thầy kiểm thiền là khác à, không có chuyện đó đâu. Mới gán rồi tinh tấn ngồi thẳng lưng. Nhưng mà cõi trời này gần như là không có cái chỗ nào không có ông trời đại phạm xuất hiện á. Thành ra là thiên chúng chắc chắn là sẽ tu tinh tấn, và đồng thời còn diễn thông tiếng phạm âm vi diệu nữa. Có nghĩa là lúc nào muốn nghe được cái tiếng phạm âm thì đều nghe được. Thì đây là một cõi trời mà không có phút nào không nghe diễn thuyết Phật Pháp. Đây là một cõi trời rất là đặc biệt, trời đại phạm. Đại phạm vương kia ở thế gian thiền định thần thông còn như ý, huống đấng xuất thế gian vô thượng mà thiền giải thoát chẳng tự tại. Chúng ta nếu mà thực sự phát tâm mà để mà sanh về cõi trời thì chúng ta thấy rõ ràng là nãy giờ chưa nói tới cõi trời đâu xuất coi sao, nhưng mà cõi trời đại phạm vương này là chúng ta cũng nên phát tâm về đi. Cỡ này là ngon rồi đó. Lúc nào cũng có thấy ông trời đại phạm và thuyết phạm âm vi diệu cho mình nghe. Tức là lúc nào, giờ nào cũng được học đạo hết đó. Giống như là giờ là nguyên cái khuôn viên chùa là đăng loa khắp hết ha, thì ngõ ngách nào cũng nghe mở loa âm nhạc. Những cái nơi du lịch nó hay mở nhạc như vậy. Thì ở chùa cũng vậy đó, mai mốt là nếu mà có điều kiện chúng ta sẽ mở loa khắp từ trước rồi tới sau, phục vô cổng chùa là được nghe giảng. Phục vô cổng chùa, đi đâu cũng nghe tiếng pháp âm vang 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 hết. Ma hê thủ la trí tự tại, đại hải long vương lúc làm mưa, có thể phân biệt đếm từng giọt, ở trong một niệm biết rõ ràng. Bậc vô lượng kiếp siêng tu học, được trí giác bồ đề vô thượng, há lại chẳng được, trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Ở thầy nói là ma ha hê thủ la trí tự tại. Thì lúc mà mưa là chỉ cần niệm biết hết các giọt mưa,
Cái này Đức Phật có một lần đã nói trong kinh, nhìn sao khắp pháp giới mười phương này mưa một lượt, Đức Phật liền biết trong một sát na niệm bao nhiêu hạt. Nhà Đức Phật có nói. Và cũng có một cái chuyện, có một cái lần cái ông ngoại đạo đó tự dưng ổng cũng bữa đó ổng thấy cái cây cũng đẹp, sáng ngắm cái cây mà với những cái lá non nó trổ rất là đẹp, ổng thích thú cái ông ngồi đó. Và ngồi đó thì không có chuyện gì, bắt đầu ngồi điếm lá cây. Ổng điếm cho suốt 3 tháng trời, vừa hết được lá cây ổng mừng quá, ổng ngồi điếm được hết lá cây. Ngồi một chỗ 3 tháng điếm lá cây là quý vị biết là thiền định không phải đơn giản rồi nha. Điếm mà xuyên suốt 3 tháng mà cộng mà không có lộn lá nào là không phải đơn giản đâu. Thì liền khi ấy ngày Xá Lợi Phật tới, thấy ông này cũng ngồi nghiêm trang và tỏ vẻ tự hào, thấy chưa? Hỏi ông ở đây làm gì, ông cười, ông nói là tôi suốt 3 tháng nay tôi ngồi điếm mà mới vừa hết lá cây của cây cổ thụ, đại thụ này. Thì vậy là ngày Xá Lợi Phật nói mất gì mà ông phải mất nhiều thời gian thế. Nói ông có biết được nhiều không, ông chê tôi mất nhiều thời gian. Ngày Xá Lợi Phật nói cả Trung Quốc. Nó là chỉ trong một sát na niệm thôi là thấy được hết tất cả lá cây của cây đại thọ. Trí của các vị là như vậy. Cho nên ở đây cái vị mà ma hê thủ la trí tự tại đến cái độ là mưa bao nhiêu là sẽ thấy từng giọt mưa và đếm được từng giọt mưa một không sót. Thì ở đây ví dụ cái gì? Thì cái người mà vô lượng kiếp tu học được trí bồ đề vô thượng á, thì lại sao? Lại trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Điều này Đức Phật có nói nhiều ở trong nhiều kinh và nhất là trong bản kinh Pháp Hoa, đúng không? Trong bản kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tinh tấn hoặc là giải đãi ở trong rừng sâu hoặc là ở giữa chợ, thương Phật hoặc là ghét Phật, tinh tấn hoặc là giải đãi, tất cả những ý niệm đó Đức Thế Tôn biết rõ không sai sót một niệm nào. À, giống như mình ngồi đây bây giờ mình nghĩ gì đâu ai biết, nhưng mà Phật không có thấy sót niệm nào của mình đâu. Có nhiều khi đó mình còn bất giác, mình còn không biết mình nghĩ cái gì nữa. Mình ngồi đây nhiều khi mình còn không có rõ là mình nghĩ tốt nghĩ xấu nữa, tại vì mình đang bất giác, mình không có tỉnh. Nhưng mà Đức Phật thì thấy không sót một niệm nào của mình đang khởi. Đây là cái bậc mà vô lượng kiếp siêng tu học. Chúng ta tất cả những ý niệm dù nhỏ dù lớn nơi tâm mà được chúng ta rõ biết bây giờ á, thì sau này chính nó là cái gì? Loại trí tuệ để chúng ta có thể thấy biết khắp tất cả tâm chúng sanh sau này. Thì đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đạo. Còn nếu mà tâm mình còn chưa biết rõ thì không ai nói mình là người có trí cả. Ra tu để thấy rõ được mình. Người có trí là người thấy rõ mình trong mỗi lúc. Lúc mà mình có niệm tốt, niệm xấu, niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm buồn, thương, giận, ghét gì đó, bao nhiêu cái niệm đó, bao nhiêu cái thuận nghịch xảy ra nơi tâm mà chúng ta không biết rõ mình thì mình rõ ràng không phải là người có trí. Trước mắt là mình mới thấy rõ mình. Và một phen mình thấy rõ được hết mình rồi thì chúng sanh khác ở khắp pháp giới mười phương sẽ được mình thấy. Thì thường ví dụ như những người mà có cái năng lực thiền định mà ít thì họ có thể bằng cái thiền định họ lắng tâm, họ hướng về mình, họ biết được tâm mình và phải lắng trong định. Còn nhớ vị thánh thì không cần phải lắng tâm như vậy, thấy một cách trực tiếp, không cần phải lắng tâm. Nhưng mà các vị đại thánh thì thấy một lần không phải một người mà thấy một lần nhiều người. Như Đức Phật thì thôi hết tất cả chúng sanh đều được thấy, không phải trong cõi mình mà tất cả các cõi nước ở mười phương. Thì càng thấy được cái trí tuệ của Đức Phật so với các vị thánh hiền thì rõ ràng là các vị thánh không có chỗ để so. Cho nên học Phật mà lần hồi chúng ta càng học, chúng ta càng thấy về cái trí tuệ, về cái sâu cạn của Đức Phật và các vị thánh là chúng ta sẽ thấy rất rõ. Chứ ngày xưa phải nói thật là khi mà chúng ta được đặt cái câu hỏi là cái chỗ chứng đắc của Đức Phật và các vị thánh đệ tử A-la-hán như thế nào thì chúng ta sẽ rất khó lý giải, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta học nhiều một chút, học và được một số bản kinh chuyên môn
thì chúng ta có thể nói được, chúng ta có thể đưa ra ví dụ được. Và chúng tôi nhớ là có một cái lần cái lớp giảng sư cái thời 2004 là phải, có một cái bài, có một bài thi hỏi câu hỏi này của Hòa Thượng Nguyên Ngôn đó. Gần như tăng chúng ni chúng rất hết không ai có điểm cao ở bài đó rồi, không ai được ông Hòa Thượng chấm được 2 điểm chứ không tới 5, mà bài là 20 điểm, không ai được chấm tới 5 điểm. Tại vì không thể so sánh được cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật và A La Hán, trí tuệ và thần thông không ai có khả năng để có thể nói được. Thường là kinh sách nói chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỗ nọ một chút, nhưng mà phải là những người có công phu thiền định và tu tập mới có thể hiểu nhiều hơn và nói được. Chứ còn nếu mà học giả học thức thì không đủ cái đầu để có thể so sánh cái chỗ khác nhau về trí tuệ của Đức Phật và trí tuệ của một vị thánh A-la-hán đâu. Thấy vậy chứ mà khó phân biệt lắm. Câu hỏi đó nghe nó bình thường nhưng mà nó rất là chuyên sâu, rất là khó thấy. Thì sau này ví dụ như có những cái câu hỏi mà để xác chứng được là người này tu tới đâu rồi thì người ta chỉ cần hỏi nhẹ một câu thôi. Ví dụ như bây giờ hỏi hoặc nghiệp là cái gì? Hoặc nghiệp là bên ngoài. Rồi vi tế hoặc là cái gì? Rồi tới trần sa hoặc là cái gì? Thì những cái này cũng có thể giải thích được. Nhưng mà hỏi tới câu lậu hoặc là cái gì là bó gối khoanh tay đứng nhìn. Lậu hoặc là cái gì thấy không? Mà phá hết cái lậu hoặc mới chứng được cái quả thánh nào là hai. Thật ra tới cái lậu hoặc là trong kinh thỉnh thoảng có nói qua, nhưng mà không phải cái cách nói đó. À, nếu một cái hành giả mà không phá được lậu hoặc, không thấy được hết lậu hoặc để có thể phá, thì người đó chứng tỏ là họ không chứng thánh quả. Mà cái bài quản về là hoặc nghiệp rồi lậu hoặc rồi vi tế ngã chấp pháp chấp gì đó vân vân là chưa có mấy người giảng một cách triệt để. Thì phải thấy được cái hoặc nghiệp, thấy được cái lậu hoặc, và thấy được lậu hoặc rồi thì người đó không còn rò rỉ cái lậu hoặc để rớt vào sanh tử nữa, tức là phá trừ được cái lậu hoặc thì mới chứng được lậu tận thông, mới chứng được thánh quả. Có được cái thông trong lục thông là lậu tận thông. Còn các vị ví dụ như ở cõi trời này thì có được ngũ thông mà không thể nào có được cái lậu tận thông, vì chưa phá trừ được cái lậu hoặc sinh tử. Lậu hoặc là một cái gì? Và người mà thấy được lậu hoặc, tức là người đó cận kề thánh quả mới có đủ trí để mà thấy được. Khi thánh trí hiện lên mới thấy được lậu hoặc, và thấy được tận cùng cái lậu hoặc mới phá trừ sạch sẽ mới chứng quả A-la-hán. Thì đó là một cái bài riêng cho những người ở cái chiều sâu công phu. Và khi đối diện với vị thầy mình, cái phúc mà để có thể phá vỡ là phúc đó ông thầy sẽ nói tới chuyện này mới có thể phá vỡ nổi mình, chứ nếu không phá không nổi. Và chúng ta rất là khó gặp được những cái chuyện đó à. Một cái cuộc đối thoại mà để mà gọi là tẩy trừ những cái hoặc nghiệp lậu hoặc của đệ tử, để đệ tử mà sạch sẽ rớt vào cái tầng của đạo lý, là một cái cuộc hội thoại kinh hoàng. Và chỉ có những cái hội riêng của thiền mới làm chuyện này. Trong các cái thiền sử chúng tôi đọc, có khi những ông thầy nói chuyện liên tục, đặt những câu hỏi liên tục, hoặc là người đệ tử trình kiến giải liên tục, bị ông thầy gật đầu hoặc là lắc đầu, chấp nhận hoặc là không chấp nhận, thì đó chưa phải là hay. Chưa thấy một cái cuộc hội thoại để phá vỡ đệ tử nào một cách ngon trong lịch sử thiền Trung Hoa. Nhưng mà nếu như một người tu thiền mà bắt được một cái nhịp nào đó trong thiền học rồi á, thì ngồi đối diện với vị thầy họ sẽ phá mình từng lớp một, gỡ rớt cho tới phá tận cùng cái lậu hoặc. Thì điều đó rất hiếm có, chỉ trừ là Đức Phật, các vị thánh đệ tử thật lớn. Còn trong thiền tổ sư Trung Quang tôi chưa gặp. Chúng ta đọc rất là nhiều về thiền ngữ rồi ngữ lục này nọ của các vị thiền sư chưa thấy. Đương nhiên là có những cái câu nói, có những cái lời mà người ta ngộ liền, nhưng mà đó không phải là phá trừ sạch cái lậu hoặc của người đệ tử mình đâu. Cái duyên người đó chín mùi nhờ câu nói đó để ngộ thì đó là một cái chuyện, và cái cách khai thị để ngộ là một chuyện khác nữa. Khi mà chúng ta học thiền á, đến những cái chỗ người này ngộ cái kiểu này, người kia ngộ kiểu kia, thì chúng ta sẽ nói lý do tại sao người này ngộ, và ngộ đó là ngộ tới đâu,
Nếu mà nói tới thiền sư Trung Hoa, chúng ta phải phân được hai cái này. Ngộ này lý do gì và ngộ tới đâu. Sau khi ngộ nốt một bài kệ đó thì mình liền biết là người này ngộ là triệt hay là chưa triệt. Và không triệt thì phải tới chừng nào mới là triệt, câu nói nào mới là triệt. Như vậy sau này mà chúng ta đọc lại cái giai thoại của Lục Tổ Huệ Năng, thì ngay khi mà nghe cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ trâm, thì cư sĩ Họ Lư phát tâm đi tu. Có ngộ không? Có. Nhưng mà sau khi gặp Ngũ Tổ cũng nghe giảng lại kinh Kim Cang tới câu đó để ngộ, thì ổng liền nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh giống không sanh diệt, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh không tăng không giảm gì gì đó. Bao nhiêu cái nào ngờ đó là khác nghìn trùng với cái đoạn đầu mà cư sĩ Hợ Lư đã ngộ. Hai cái nó khác nhau, cũng nghe câu đó, cũng ngộ, nhưng mà hai cái ngộ nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên được gọi là giải ngộ và triệt ngộ thì hai cái tầng tâm thức hoàn toàn khác. Và đến mức độ mà triệt ngộ thực sự ở trong đạo Phật là chứng những cái quả vị thánh rất là cao ở trong đạo Phật rồi. Thật ra là cái phần mà ví dụ như giai đoạn đầu mà Lục Tổ Huệ Năng thấy rất rõ cái chuyện của mình đó là không dính mắc, mình là vô sở trụ, đó là căn nó không có dính với trần, vân vân, thì đến cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là thấy được cái tâm vô trụ của mình là ngộ rồi, thoát ra ngoài thân căn ngũ uẩn chứ không phải là không. Nhưng mà chỗ đó chưa có sạch. Khi nghe giảng lại một lần nữa thì bắt đầu mới thực sự là triệt ngộ. Tại đó chúng ta thấy là con người có nhiều cái bước rõ ràng để bước vào đạo Phật. Mà càng được ngộ nhiều lần, thực sự có những bậc đại căn một lần đã xong, nhưng mà có những người ngộ 5-7 lần. Chúng ta học thiền sử chúng ta thấy những cái điều này, nhưng mà vẫn không xong. Vì sao? Vì cái vị thầy đó chưa qua cái cửa đó mà khai thị cho ổng là ít có khi nào có vị đệ tử mà ngộ qua thầy, hiếm hoi lắm. Ở trong thiền sử mới có một người là vọt hơn thầy mình hàng ngàn bước. Còn không là cứ ông thầy ở tầng đó thì khai thị đệ tử tới tầng đó thôi à, không thể vượt qua. Ở trong thiền sử thỉnh thoảng có những vị siêu xuất hơn thầy mình thì đó là hiếm lắm. Trong hàng ngàn người mới có một hai người, nhiều thế hệ mới có ra được một người. Thì điều này là cái điều rất là hiếm hoi, không phải dễ. Thật ra khi mà chúng ta thấy đến cái chuyện mà học đạo, mà chúng ta đã vượt qua những cái tầng nghiệp thức của mình, phá được những cái tầng vọng tưởng để biến chuyển những cái bậc tâm linh càng lúc càng cao của mình, để mình có thể ở những cái cảnh giới, ví dụ như chúng ta đọc cõi trời như thế này. Nhưng mà có nhiều người họ sẽ có cái độ cảm là mình đang ở cái tầng đó, đọc thấy rõ, hoặc là mà nó từng ở cái tầng trời đó, với những cái sinh hoạt đó mình đọc mình biết là cái tầng đó mình qua rồi, hoặc là mình đang ở đó. Vì là họ cũng thừa biết là họ bỏ thân này là họ sẽ ngang cái tầng đó, họ có thể vào ra cõi giới trời đó một cách tự tại. Có những người học Phật họ sẽ thấy được điều này, thấy rõ chứ không phải không thấy. Tức là nếu mà đọc một số các cõi trời mà giống như nãy giờ các cõi trời chúng ta thấy đó, thì những cõi đó họ thừa sức tới hay không. Ví dụ như mình đang học trên đây không phải học để hiểu ông trời, mà đọc coi mình có tới cõi trời đó không. Wow. Thì rõ ràng là mấy cõi này mình chưa tới được. Mình đọc mình thấy còn xa lạ, thấy còn cao hơn mình á, gì là biết ra mình chưa tới được. Nhưng mà có những cái chúng ta thấy rõ ràng nó có nhiều cái tương ưng với cái cách này, thì chúng ta đã từng tới hoặc là đã từng qua rồi, thì chúng ta thấy được rất là rõ. Rồi chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà càng đi sâu vào đời sống tâm linh chừng nào á, thì càng hiểu cái gì? Hiểu tâm thiên hạ nhiều chừng đó. Càng thấy, dùng từ thấy chứ không phải là hiểu, hiểu không hết, thấy rõ lắm. Cái lúc mà chúng ta chưa có tu chứng cái gì á, thì chúng ta thấy rõ mình không? Rõ. Chúng ta tu càng tốt chừng nào chúng ta càng thấy rõ mình chừng đó. Thì khi mà chúng ta đã vượt qua cái thân căn ngũ uẩn của mình một lần, và chúng ta tiếp tục sống đời sống đạo lý, thì tất cả cái tâm của chúng sanh nó hiện ra rõ, không có mất được, không có khuất lấp được. Cũng như cái lúc mà chúng ta hết sức tỉnh sáng thì không có cái tâm nào ở nơi mình mà có thể vượt qua cái thấy biết của mình. Mình tường tận rõ ràng từng ý niệm mong manh nhỏ nhiệm nhất ở nơi tâm, từng sát na một. Giống như cái chuyện mà bây giờ á, thì cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thô.
Và những ý niệm thô đó là cái tầng ngoài của tưởng, cho tới những ý niệm tế là cái tầng sâu của tưởng ấm. Có khi chúng ta thấy những cái mong manh chớm khởi thì mình nghĩ là thấy hành ấm, không phải, sai rồi, mới thấy được cái tầng của tưởng ấm thôi. Và khi chúng ta phá vỡ hết cái tầng của tưởng ấm là một phen toàn cái thế gian này chúng ta thấy không. Thân này không liền tại chỗ khi chúng ta phá được tưởng ấm. Nếu chúng ta không phá được cái sắc ấm nha, đỡ có một cái công phu thiền định, không phải cần phải phá theo thứ lớp là phá sắc ấm, phá thọ ấm và phá tưởng ấm, không phải như vậy. Có những công phu thiền định lỡ chúng ta đi sâu vào để chúng ta một phen phá được tưởng ấm. Quý vị để ý thấy rõ ràng là thỉnh thoảng có một số người họ chạm tới cái bề ngoài của cái chuyện này thì tự dưng toàn thân của họ biến mất, không có trọng lượng, thân không rõ ràng, không thể lý luận sao được hết, thân là rõ ràng là không, không nói là nhẹ nữa mà tan biến mất. Và họ đi đứng nằm ngồi là hoàn toàn, họ sinh hoạt với mình là họ rõ ràng họ hoàn toàn không có thân. Mất cái tưởng rồi là không có trọng lượng nào của cái thân mình đang mang hết. Thật ra bây giờ mà khi chúng ta ý thức là mình có cái thân này 5kg, 10kg, 20kg gì đó, rõ ràng là chúng ta còn sống trong tưởng. Phá tưởng rồi cái thân này mất thì nó sẽ phá tưởng rồi nó sẽ phá ngược lại những cái kia. Nhưng mà một phen rớt vào cái rỗng không một đoạn đầu, sau đó chúng ta trong hơn, tức là cái đoạn mà chúng ta rớt vào cái không lúc đầu nó mù tối lắm. Dùng từ mù tối không có đúng, nhưng mà nó sáng hơn bây giờ thôi, nhưng mà so với trí tuệ giác ngộ thì nó còn đang rất là mù. Nó mù một cái đoạn mê mù đó, nhưng mà rỗng không có ý niệm, bật tất cả những ý niệm lăng xăng như bây giờ mà chúng ta đang thấy. Bây giờ cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thuộc phần tưởng. Thì khi chúng ta phá sạch những cái đó, tâm chúng ta nó rỗng một đoạn rất dài. Ở trong cái khoảng rỗng đó một đoạn rất là dài, xong rồi rất là chúng ta sáng lên từ từ, sáng lên từ từ, thì chúng ta thấy một cái tầng sâu vọng niệm nữa, mà không phải những ý niệm như bây giờ. Kinh khủng. Lúc đó chúng ta mới thấy là lộ diện cái thằng hành ổng ra là những cái cuồn cuộn tâm thức, chứ không phải là ý niệm nữa. Cuồn cuộn rất mãnh liệt và không ai có khả năng tạm dừng cái này. Thì vậy là công phu mà để phá những cái dòng thác của tâm thức cuồn cuộn đang cuốn đi, những cái biển tâm thức chứ không còn là dòng thác nữa, những cái biển trôi ngầm sâu ở trong hành ấm. Thì lúc đó là phải nói là chúng ta có một cái thoáng chớ giới, là tại vì mình thấy mình phá hết ý niệm rồi. Phá ý niệm ở rồi cái tầng không rồi, ở rồi không tưởng nhưng mà còn hành. Mới phá được cái không, mới phá được cái tưởng đã trở thành không thôi. Thì lúc đầu nó mù mờ, lúc sau nó cuộn rồi chúng ta phải nói là một thoáng rợn người khi thấy được cái cửa ngõ hành ấm mở ra. Mà ý niệm nó không có phải là từng niệm như bây giờ, nó lăng tăng li ti nhỏ nhiệm. Lúc đầu chúng ta thấy cuộn vậy, lần lần trí chúng ta thấy rõ cái cuộn cuộn đó nó có đầy đủ quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta thấy ba thời vọng niệm hiện ra, thì khi đó mới được nói là tôi biết được hành ấm. Còn bây giờ mình thấy, ví dụ như mình nhớ quá khứ là mình nhớ quá khứ, đúng không? Mình nhớ vị lai là mình nhớ vị lai, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà lúc đó nó phải nói là nó hằng hà sa số tỷ lớp quý niệm với đầy đủ quá khứ vị lai lộ diện ra trong khi hành ấm lộ ra. Và như vậy để mà công phu phá được cái biển hành ấm, chúng ta dùng từ là biển chứ không nói là cái thác hay là dòng sông nữa, thì làm một công phu kinh khủng để có thể vượt qua nổi cái hành ấm này. Thật ra lúc đầu có nhiều người nói là tôi tu cái tự nhiên tôi bật vọng niệm, tôi nói là tốt rồi đó. Bật được vọng niệm thì tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà nó chỉ là cái gì, nó làm bể mấy hòn bọt lăn tăn trên mặt biển thôi, không giải quyết được chuyện gì hết, còn nguyên một cái biển nước hành ấm chứ kìa, kinh khủng như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy vọng niệm mình thưa thớt có nghĩa là mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước nó bể à. Từng phân tử nước có nghĩa là một hành ấm, mà nguyên một biển nước, tức là nguyên một biển hành ấm nó để phải có thể biến thành không thì không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên nói tới những người mà gọi là ngũ quẩn giai không mà ngộ tùm lum, mà từ trước đến giờ mình thấy tức cười lắm mà mình không có dám đụng tới.
càng đụng tới thì càng mít lòng. Nó mà nói tới cái chuyện mà nói đến là thấy được hành ấm thôi là cả cái đời tu tập của chúng ta tu tinh tấn thì chưa chắc gì chúng ta có thể được một lần mộng thấy. Mặc dầu nó là một biển mênh mông đó, nhưng mà chúng ta chưa có phá nổi cái hàng rào của tưởng ấm. Những ý niệm thô thiển, buồn thương, giận ghét, nhớ nhung này nó kia mình chưa phá được mà. Thì làm gì thấy nổi tới hành ấm để mà phá. Mà không thấy nổi tới hành ấm để phá thì không thấy nổi cái sự phân biệt của ý thức sâu trong hành ấm này nữa. Sau cái lớp hành ấm cùng cùng đó là cái lớp của thức ấm. Vì thế cái ngũ quẩn mà trong cái giai đoạn mà chúng ta giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như là giảng kinh Bát Nhã này nọ kia là chúng ta chưa có nói hết được những cái điều như thế này. Nếu như sau này mà nói lại ngũ quẩn ở trong những cái đoạn này ha, thì chúng ta sẽ nói ở một cái tầng của kinh Quan Nghiêm nói, thì mới thấy rằng là trời ơi, kiếm người ngộ khó lắm. Mới dùng cái từ như vậy. Chứ hồi xưa trong lịch sử tôi thấy người ta ngộ lum rồi cười chết luôn. Đọc lịch sử Trung Hoa mà hồi đó người ta mới ngộ mình mê mình chết luôn á. Hở mày không ngộ à? Ở Việt Nam cũng ngộ. Việt Nam tôi nghe tu thiền mấy thiền viện cũng ngộ quá trời quá đất rồi, mình mê quá trời, mình tưởng là mình cũng ngộ luôn nữa. Nhưng mà sau này càng đi sâu trong Phật Pháp rồi tôi nói ngộ không có dễ đâu ông. Ngộ không có dễ đâu. Phải trả gì cái giá gì nó kinh khủng lắm. Trời ơi, cái chuyện mà như sáng tôi nói là cái chuyện mà phá sắc ấm theo con đường mà gọi là đột phá đó, mà không đi theo cái thứ bậc công phu của thiền định đó, kinh khủng. Không phải đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta học Phật càng sâu, chúng ta mới thấy đạo Phật là một cái giá để trả hằng hà sa số kiếp cho một cái thấy biết Phật Pháp nhỏ nhất của mình. Đối với chúng tôi là vậy, một cái thấy biết Phật Pháp rất nhỏ cũng có thể đổi hằng hà sa số kiếp tu tập của mình mới có thể thấy được. Còn không, chúng ta cứ trơ trơ qua đó, ngày này tháng nọ qua tới đời này kiếp kia, mình vẫn trơ trơ ở đó mà không phá nổi cái gì. Thật ra đối với Phật Pháp mà mình thấy nhiều khi mình thấy tăng ni Phật tử cứ lơ thơ phất phơ. Thì nó phải chịu thôi chứ nói sao giờ. Trách không được, tại vì họ bị sao, họ bị hoặc nghiệp che chắn rồi, mình trách không được. Họ không có dùng dễ ra khỏi cái hoặc nghiệp của riêng họ thì làm gì mà nói tới chuyện tới Phật Pháp. Như vậy là một vị thiện tri thức phải tìm cái cách nào mà đâm thủng cái hoặc nghiệp đó, đập vỡ cái đập nghiệp đó để cho họ có thể sáng mắt lên rồi cái trách nhiệm của mình, chứ không phải của họ. Thật sự tất cả chúng sanh đều bị mê mờ bởi hoặc nghiệp riêng của chính mình. Họ không có lối thoát, họ đang lùng tung lúng trúng trong đó. Thì những người sáng mắt có trách nhiệm, nhưng mà ai dám đưa để đập thì đó mới là cái người mà có chút thiện căn. Chứ phần đồng là đập một hai cái đầu bỏ trốn mất hết. Nhiều khi người ta cũng chạm nhẹ tới bản ngã một cái rồi nổi sân đùng đùng bỏ đi, hay là không thèm học của thầy nữa rồi đóng cửa lại tôi tự tu hay gì đó tùm lum à. Nó không có theo, không có đủ sức để có thể mà người ta chạm tới. Ta chạm tới cái cửa bản ngã là chỗ đau nhất trong cuộc đời của mình. Có những cái mình rất là quý, nhưng mà mình bên ngoài mình cũng nói mình quý ông thầy mình này nọ kia đủ thứ. Ông thầy ông chọc tới cái chỗ quý của mình, cái mình nói sân với ông thầy là cái như xong đời. Cái nó quý cái gì chứ, nó phải quý đạo lý. Cái đạo lý là một cái gì đó mà khi chạm tới mình đau thấu tim đen, đau cho tới phải nói là tan thân mất mạng mà dám phải đưa đầu tới để mà nhận cái đau đó thì mới phá vỡ nọ. Thế vậy chứ khó lắm. Cho nên có những cái cửa ngõ để mình chấp nhận phá mình đó, thì mà phải chịu những cái thương đau ở trong đời sống này. Phải dùng cái từ phải chấp nhận thương đau. Thương đau lắm chứ không phải là ẩn nhẫn cái kiểu bình thường. Không có. Có những cái chuyện mà phải nói là thà chết 100 mạng còn sướng hơn chịu cái thương đau đó nữa. Vậy mà mình dám phải đưa cái thương đau để mình nhận, thì mình mới có thể nhận nổi cái đạo lý. Trả giá rất là đắt, không phải giỡn đâu. Cho nên những người học đạo có đôi khi có những cái thử thách rất là thông thường mà người ta quá không được. Quá không được thì chịu thôi. Có nghĩa là gì? Thiện căn ở mình mỏng quá bị phá vỡ chứ gì. Đúng không? Mình đang theo học cái dòng pháp bị chuyện cái mình bỏ mình không học nữa. Có nghĩa là gì? Là thiện căn mình mỏng đụng cái bể mất rồi. Chứ còn nếu mà thiện căn mình lớn với tất cả những cái thương đau xảy ra, cỡ giá nào tôi cũng đem đi đổi đạo lý hết.
thậm chí là hằng hà sa số thân mạng sắp tới tôi cũng sẵn sàng để đổi. Thì những cái thương đau thương tổn là gì? Không có, không có với mình trong cái chuyện mà đổi lấy đạo lý. Vì đạo lý là quý nhất, sinh mạng không bằng thì mới được. Đó, cho nên khi mà thấy được cái tâm con người ta học đạo, mà một vị thầy để ngồi chờ thấy cái tâm này nó tiến tới đâu để ông thầy cất nhắc, có khi chờ cả một cái đời. Thấy con người xô nó một bước rồi nó đứng đó lấy chạy đập nó cũng giống nhất luôn. Nó đứng đó hoài như trời trồng vậy đó. Có những người như vậy á, nhưng mà mới gặp á, cái cách tu tập của họ tinh tấn thấy là mình cũng nhiều hy vọng đúng không, nhưng mà đẩy qua được có một bước một rồi bị nguyên một cái vết sắt phía trước chắn hàng sau mình xô không tới nữa, và không có cách nào để phá, đành chịu họ đứng đó suốt đời này, giữ cho được cái tình thầy trò để cho đời sau học đạo tiếp, cho đời này là họ tới đó thôi. Tức là bao nhiêu cái phước lực của họ gom tụ lại để đời này chỉ bước đúng một bước trong Phật pháp thôi, thì vị thầy cũng phải thấy được điều này và chờ qua tới đời sau. Chứ không phải chuyện giải đạo là dễ, không phải chuyện giải đạo là dễ, nhưng mà người ta thấy không biết sao dễ quá trời. Đúng không? Tôi thấy nhiều ông thầy cứ là học học dài qua quyển kinh là có thể đi giảng được rồi. Tôi nói hay quá, không biết, hay quá, không phải vậy đâu. Cái trách nhiệm mà để có thể chuyển hóa tâm linh của một người khác là người ta thấy tới mức độ tận cùng cái tâm thức của người đệ tử mình, và cần phải chuyển cái kiểu gì, và đời nào chuyển bao nhiêu. Phải nói thật như vậy, là với tất cả những trách nhiệm của trí tuệ, chứ không phải là tình cảm của thầy trò. Đây là một cái chuyện kinh khủng lắm. Mà nhiều khi đọc tới cái chỗ mà biết tất cả tâm chúng sanh, không phải là biết cái kiểu bình thường, không phải biết kiểu bình thường. Đương nhiên là thấy chuyện xấu, chuyện tốt của mình, thấy chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, dễ dở, mình là Phật tổ thấy hết. Nhưng mà các vị khi thấy được mình là dùng phương tiện gì để chuyển hóa mình, đó là cái bên sau của lòng từ. Có thói quen uống cà phê mỗi sáng, cái này là dính sâu hả? Hoặc là mỗi sáng ra ngồi nhịp nhịp chân hút thuốc. Nhưng ta để ý này, có một chuyện chúng tôi mới là tôi mới gặp một cái trường hợp thì mình nói liền. Đáng lý cái này nói trong cái chuyện mà trong cái bài gì về sức khỏe thì nó hay hơn. Chúng ta để ý là từ cái giờ 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ hoặc giờ gọi là thảy độc của phổi. Cho nên ai thức vào cái giờ đó để mà hít thở thì cái phổi nó sẽ tốt. Thành ra đến chùa 3 giờ bắt đầu thức dậy, ít nhiều gì chúng ta cũng ngồi thẳng lưng để hít thở thì cái phổi sau này rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cái gì xấu? Hút thuốc trong giờ đó. Đa số là bị lao phổi, lũng phổi, hư phổi thì hút thuốc trong cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ sáng, ngủ không được giờ đó. Những người mà lớn tuổi ngủ không được từ cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ bắt đầu hút thuốc là cái gì xong cuộc đời. Phổi thế nào cũng bị lao, bị lũng. Rất là để ý đi. Ráng hồi trẻ hút thuốc thấy không có gì, nhưng mà già hút thuốc có bị lao. Nhưng mà đoạn già tại sao hút thuốc bị lao là tại vì từ 3 giờ tới 5 giờ sáng không ngủ được. Và giờ đó ngồi dậy lai rai ít lắm cũng phải 2-3 điếu. Thay vì giờ đó nó phổi nó đang thải độc thì mình lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người bị phổi nặng là do hút thuốc ở cái giờ đó nhiều hơn. Giờ đó nhiều hơn với giờ khác. Hoặc là cái giờ từ 11 giờ tới 1 giờ khuya đầu ngày mới. Đầu ngày mới cũng là cái giờ mà chuyển biến để thải độc của cơ thể, mà chúng ta lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người mà bị bệnh về phổi và một số những bệnh khác là do cái thói quen ăn ngủ của chúng ta nó không có thuận, làm ảnh hưởng cơ quan nội tạng và bị nhiễm trong những cái giờ đó. Tất cả những người bị suyễn, những người bị phổi là họ bị nhiễm vào, nhiễm ở những cái môi trường xấu vào những cái giờ đó. Ví dụ như ở gần nhà mình người ta có thói quen đốt lò đi để tạo ống khói trong cái giờ từ 3 giờ tới 5 giờ. Thì mình cái phổi mình có tốt cỡ nào đi nữa, giờ đó mình hít khói thì trước sau mình cũng bị à. Mình không có tránh khỏi, không bị suyễn cũng bị lao. Giờ đó là cái giờ mà cần cái môi trường thanh khiết nhất. Cho nên là chúng ta phải ví dụ như ở trong nhà mà muốn đốt hương, đây mới nói cái này là đụng nhiều người nè. Đốt hương trong cái giờ đó mà mua mấy cái loại hương tạp á, trời ơi, đó là mình xong chết mình á. Đó. Đó là mình tự xong chết mình á. Cho nên thức dậy 3 giờ khuya
đốt nhang lại Phật để ngồi thiền. Mà cái loại nhang tào lao gì đó nó sử dụng quá chất, mà mình nghe thơm thơm, mình nghĩ cái thơm đó là thơm, không phải. Chúng ta phải cố gắng tìm được những cái loại hương mà nó cháy lên nó không có bị gây ô nhiễm môi trường của chính mình, để cái giờ đó là cái phổi của mình nó không bị hấp thu những cái mùi, những cái hương đó gây ảnh hưởng cho mình. Rồi, cái này là cái chuyện quan trọng rồi nha. Cho nên là phải tốn tiền mua nhang trầm. Nhang trầm là nhang trầm thiên nhiên. Chứ còn đồ tầm bậy ba cái lá cây gì nó làm mấy cái nhựa đó là cả như mình từ chết cho tới chết chứ không thể nào nói được. Đó, thành ra là có những cái mùi hương mà đa phần những người Ấn Độ họ xài cái này nhiều lắm. Cái hương gỗ chiên đèn, ở Việt Nam mình thì có hương trầm, một số nước Đông Á cũng có hương trầm. Khi cái hương tự nhiên đó nó cháy lên, nó sẽ có một cái vị, cái mùi á, cái mùi mà nó gần gần, tức là nó có một phần trăm, một phần ngàn cái endorphin ở trong đó. Nó làm cho cái não bộ chúng ta nó được xoa dịu. Có những cái loại cây như vậy thì mà tạo cái hương á, thì rõ ràng là cái thời thiền chúng ta nó không có căng thẳng, nó nhẹ nhàng. Còn đốt cái hương tạp là chúng ta nghe đầu tiên là cái khí thở chúng ta nó sẽ bị ô nhiễm, nó không có thông, và dẫn tới là cái thiền định chúng ta sẽ không tốt. Cho nên cái giờ 3 giờ khuya thì ở chùa dứt khoát là chúng ta phải lựa cái nhang thật tốt để dành để đốt cái giờ đó. Dù như ban ngày bình thường đốt nhang gì cũng được, nhưng mà đúng 3 giờ tới 5 giờ là đừng bao giờ xong những cái loại hương không tốt. Đây là điều mà rất là cần, tôi thấy cần cho nên chúng ta nhắc. Chứ thật sự thì nó không có trong bài này, nhưng mà do tôi gặp, bữa đó mình gặp một cái người mà đang rất là mạnh khỏe mà họ xuống dốc. Thì tôi hỏi là thường sáng thức dậy mấy giờ? Thì nói ngon lành, tôi lúc này cũng già rồi thầy ơi, tôi không có ngủ được. 2 giờ mấy, 3 giờ tôi bắt đầu tôi thức à. Tôi hỏi thêm câu nữa, thức dậy làm gì? Thì đó mới lộ ra. Thức dậy làm cái gì? Uống tách trà. Tôi uống trà thì được, không có sao, giờ làm gì nữa. Hút điếu thuốc từ đó, thằng này là mới giết cái phổi, còn tách trà thì nó không giết. Có nghĩa là giờ đó uống trà, hút thuốc, uống cà phê, hút thuốc, gửi như đời tàn. Đó là điều mình phải biết. Còn người tu mình đó là thức cũng 3 giờ tới 5 giờ nhưng mà đốt hương. Rất là nhiều người tu tập rất là tinh tấn nhưng bị cái hơi thở từ từ nó ngắn, hoặc là bị xuyển, hoặc bị phổi là do đốt hương bậy bạ, hương tạp. Hay dùng là tạp hương ở trong nhà, xong ở trong nhà của mình, khiến cho cái tạp nó tạo ra một cái loại khí âm, nó làm nhiễm cả cái nhà của mình, khiến cái nhà mình không có sinh khí nữa. Thật ra là đốt hương tạp rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhiều chuyện, một là ảnh hưởng cái không khí môi trường, hay là nó làm âm hóa cái nhà của mình xuống. Thật ra khi mà đốt hương chúng ta có thể lựa những loại hương đốt để nó xong cái xong khí trong nhà. Khi mà cái khí dương nó thoát ra thì nó đẩy được cái tà khí ra khỏi nhà, khiến cái sinh khí của cái nhà mình nó được tốt. Thành ra cái giờ mà từ 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ rất là dương. Mà mình kích dương lên bằng cách mình đốt những loại hương nó dương, mình đánh tiếng chuông nó dương, mình đánh tiếng mõ nó dương, thì nó sẽ tạo được cái sinh khí cho cái chỗ mình đang sống, khiến cho nhà mình nó sinh khí. Chúng ta thấy rất rõ sau một thời gian tu tập. Nhưng mà nhiều người tu bước vô cái phòng tu thấy u ám, đốt nhang người ta cúng không à thầy ơi. Cúng mà nhìn bó nhang hả, cầm tới quá chất dính đầy tay, thì chết cho tới chết chứ không có thoát được. Có một người đang tu tập tốt ở trong thất, mà chỉ cần người Phật tử cúng bó nhang tào lao vô thôi, họ đốt là nguyên nửa một tuần lễ đó là không có tu được. Cứ tới giờ đó là nghe trong tâm nó có một cái gì, tại hơi thở không thông nó sẽ tạo sự bức ngặt khác, là loạn khí, và thiền định không có xảy ra, không có tốt được. Nó thành ra là chúng ta thấy có nhiều khi ấy, chúng ta đi gặp những cái vị mà họ tu tốt, thì chúng ta thử lại cái bàn thờ ha. Thử chúng ta liếc tới liếc lui, chúng ta coi người đó đốt nhang gì biết. Không phải là họ chơi sang đốt nhang mất tiền. Không phải đâu, nhưng mà họ biết được cái giá trị của cái miếng nhang họ đốt, nó tạo được cái gì cho cái lúc mà mình hành thiền, nó góp phần cho cái việc hành thiền của mình. Đây là những cái điều mà nó ngoài lề, nhưng mà chúng ta cần nên lưu ý. Đừng có giỡn chơi, đừng có muốn đốt nhang gì, đốt càng rẻ tiền càng tốt. Tại mình tu mà càng tiết kiệm mà càng tốt, không có. Càng tiết kiệm thì coi chừng càng nguy hiểm chứ không phải là tốt. Có những cái mà buộc chúng ta phải xài đúng. Cho nên là thường đó là chúng ta dễ có thể bị nhiễm với những cái khối
được xông ra từ hương đốt ở các chùa, ở trong thiền thất, ở trong phòng riêng của mình. Đây là điều mà người ta phải biết. Thì tôi cũng gặp một số thầy, số sư cô bị lao phổi, thì họ cũng hay thức cả cái giờ phia đó, rồi họ đốt nhang, họ ngồi thiền trước bàn Phật. Nhưng mà một là tâm không yên, do khói nó xông lên. Mà giai đoạn đầu là tâm không yên, nhưng mà dần hồi nó ảnh hưởng tới phổi. Và ảnh hưởng tới phổi rồi ảnh hưởng tới nhiều cái khác nữa. Tại vì cái phút đó là cần cái khí, tất cả tế bào mà nó mới vừa bắt đầu hoạt động, kích hoạt lại, thì phổi nó hoạt động lại. Phổi hoạt động lại nó sẽ đem khí oxy để nó nuôi khắp các cái tế bào trong cơ thể của mình. Nhưng mà lúc đó mình bị hít cái CO2 nhiều hơn độ oxy, khiến cho các tế bào nó bị nhiễm khí CO2, gọi là nhiễm độc. Mỗi ngày ngấm một chút, mặc dầu nó không có nhiều, nhưng mỗi ngày ngấm một chút là chúng ta sẽ bị bệnh. Ngoài cái bệnh phổi ra còn một số bệnh khác do ảnh hưởng của khói nữa. Cho nên cái việc mà đốt nhang ở buổi tối là chúng ta phải coi lại. Một là người nam mà hút thuốc từ cái khoảng mà 3 giờ tới 5 giờ sáng, hay là 3 giờ tới 5 giờ sáng mà đốt nhang, tụng kinh, tọa thiền, thì chúng ta phải rất dè dặt, hoặc là đốt ít lại, vừa phải thôi. Thứ hai là chúng ta phải lựa cái loại nhang nào đó để cho nó xông được cái khí dương ở nơi mình tu tập. Chứ còn cái nhang xấu nó kết khí âm thì nó chiêu cái âm khí từ bên ngoài vào thêm, chứ không phải chơi. Cái khí dương nó sẽ đẩy được cái âm khí ra, nhưng mà khí âm nó sẽ làm tràn ngập âm. Cho nên có những cái phòng thiền đó, mình vô mình thấy lạnh ngắt, khí âm nhiều. Mà cái người tu đó, lại là không có khả năng thiền định để có thể hóa giải được cái âm khí nữa bản thân mình. Thật ra là không để lại cái thiền đường đó cái dương khí chút nào hết. Có những cái thiền đường chúng ta chỉ cần bước chân vô thôi, chúng ta thấy nó ấm áp, nó lạ thường lắm. Tức là người tu đó có năng lượng tốt, họ để lại cái gì ở chỗ họ mới vừa đứng lên. Cho nên chúng ta thấy là có những người mà đây nói chuyện đi ngược lại, chúng tôi hay nói hoài tới cái chuyện đi Ấn Độ. Ở đây chúng ta đi Ấn Độ hết chưa ta? Khi mà chúng ta tới cội Bồ Đề á, hai chỗ định lực lớn nhất là cội Bồ Đề và cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Chỗ nào Niết Bàn thì càng mãnh liệt hơn cái lúc mà Đức Phật thành đạo. Nhưng mà vì cái tâm thức con người ta nó như chúng tôi nói là cứ ai tới đó cũng cầu khẩn vãng sinh, thành ra nó trở thành một cái dòng xoắn tham tâm cuồn cuộn ở cái quanh đó. Thì nếu như mình tới đó mà đủ cái tâm để lắng động thiền định đó, thì mình thấp hơn cái tầng dao động ồn ào kia, thì mình sẽ nhận được cái lực thiền định của Đức Phật vẫn còn nguyên đâu đó, khiến cho công phu tu tập của mình nó thăng tiến. Thì nhiều người cũng đồn đãi là tới đó tu mới tốt, nhưng mà tới đó cái tâm cầu mong của mình là nó đã làm bích rồi, hết đường để mình thâu nhận cái năng lượng rồi. Mình phải vô tư hồn nhiên và phải hành pháp cho đúng để cái tâm mình đầy đủ cái định lực, mình mới có thể kết nối đó được. Cho nên những cái chỗ mà có những người đạt đạo, có những người đã tu tập tốt, thì chúng ta đừng có cho cái tâm chúng ta nó vọng động, để chúng ta giữ được cái thông thoáng ở nơi tâm mình, và nó sẽ kết nối được với cái trường lực ở những cái người tu tốt. Cho nên có một cái số người mà cái tâm linh nhạy cảm á, thì họ chỉ cần họ từ xa thôi, khoảng chừng 10 mét, 20 mét, mà họ gặp một cái người tu tốt là họ chạm tới cái lực đó liền, họ bị chấn động. Mình bây giờ mình không thấy nổi cái này, nếu mà mình lại gặp một người tu tốt mình thấy nó cũng thường, chứ còn người bình thường không có đâu. Đang đứng xây lưng, không phải đối diện mình đâu, nhưng mà cái người mà tu tốt đi tới sau lưng mình cách khoảng 10 mét là mình bị chấn động, mình quay lại liền. Nó có một cái lực đó, chứ không phải không có. Họ gần như là một cái trường lực rất là lớn, nó phủ khắp họ 10 mét, 20 mét như vậy, chứ không phải không có đâu. Cho nên nhiều khi nó... Ủa, tôi trực giác là thầy đi tới. Không phải trực giác, mà cái lực của ông thầy nó tác động tới, để tâm mình lúc đó đang yên mình mới chạm, mình nó chạm nổi cái lực đó. Thì những cái nơi mà có những người tu đạt đạo, cái định lực nó còn nguyên. Ở Việt Nam thì còn một số nơi mà các vị thấy đi tới những cái nơi mà các vị để lại nhục thân á, thì chúng ta có dịp để đi tham quan những cái nơi các vị thiền sư mà để lại nhục thân, tới những cái tháp thờ đó mà chúng ta đủ cái thanh tịnh á, thì chúng ta vẫn thấy nó nguyên ở đó.
cái định lực kinh khủng. Còn hết không ạ? Không cần, ở đâu cũng có hết. Nhưng mà mình nhiều khi mình giới thiệu người ta đâu có thấy gì đâu. Nói tôi tới mấy lần tôi đâu có thấy gì đâu. Ví dụ vậy, giống như ở những cái chỗ thờ của chánh điện của mình, hoặc là ở các nơi mà tôi nói là nên đứng ở cái giữa cái, như chánh điện phía trước là tôi kêu đứng giữa chỗ mà gạch với đá đó, thì thả lỏng người sẽ thấy một cái lực hút để mình nhẹ ra. Ví dụ mình căng thẳng bị nhức đầu cứ vô đó ngồi và thả lỏng đi rồi nó sẽ hết. Ví dụ tôi mà nhiều người cũng có người hết, có người nữa tôi đâu thấy gì đâu thầy, tôi nói không thấy thì gắng chịu rồi biết giải thích làm sao, đâu biết giải thích làm sao. Nhưng mà cái lực nó kỳ cục lắm, cái năng lượng nó có thể nó làm mở con người ta ra khi người ta đã tới chỗ đó. Mà nhiều khi họ nói chuyện linh thiêng linh khí, tôi nói không phải, không phải. Nó có những cái cục đất, có những cái nơi mà nó tháo gỡ được cái dòng xoắn trói cột. Trước kia nó là cái dòng xoắn trói cột, thì bây giờ những cái nơi thanh tịnh nó là dòng xoắn tháo gỡ. Cho nên mình tới đó mình nghe mình nhẹ đi, mà mình không lý giải được, không lý giải được. Ở đây là rõ ràng là bị rọ, bị lưới trói cột do hoặc nghiệp khổ, đúng không? Thì bây giờ đó là cái chỗ tháo gỡ cái hoặc nghiệp khổ của mình, là những cái nơi thanh tịnh, những cái nơi có cái lực thiền định của những người đã tu hành. Thành ra có những người không lý giải được là khi tới cái chùa đó cái mình thấy nhẹ mà mình không cần ngồi thiền, ngồi dựa đại gốc cột mình cũng cảm thấy mình sướng dễ sợ luôn á. Có những chùa tới rút nhang lẹ lẹ bỏ lên xe ngồi không xe không thèm uống nước nữa, vô đó là thấy mệt rồi. Có những cái chùa như vậy thì rõ ràng biết rằng nếu mà chúng ta hỏi thăm kỹ là chúng ở đó không có tu tốt. Có những chùa mình tới cái mình thích tới hoài, tới hoài không phải là có tiền có gạo gì, nhưng mà vì cái yên ổn, cái an lạc, cái thanh tịnh đó nó tỏa khắp ở khuôn viên đó rồi, tự nhiên mình tới mình cảm giác mình nhẹ. Ở nhà mất ngủ mà tới ngồi giữa gốc cột chùa đó ngủ ngon, nhưng mà không có lý giải được, nó tháo gỡ được cái hoặc nghiệp khổ của mình một cách vô hình. Đây là cái lực cuốn hút của âm dương, đây là cái lực một cách rất là tự nhiên của vũ trụ này, chứ không phải là linh thiêng quyền bí gì hết á. Nhưng mà ở chỗ đó người ta tu tốt nó tạo thành một cái loại dương lực để có thể làm bung vỡ tất cả những cái bí kết trong tâm thức của mình. Cho nên mình tới đó mình cảm giác mình nhẹ mà mình không lý giải được đó. Thì vậy là do ở đây ảnh hưởng tới cái đoạn mà ông tha quá tự tại thiên vương này, ông chơi ông dùng cái hoặc nghiệp khổ để làm rọ, làm lưới, là chúng sanh nghe từ rọ lưới là biết không thoát rồi, đúng không? Rồi còn gì nữa, cột trói tất cả các hạng phàm phu. Nếu mà chúng ta còn thấy nghe hay biết bằng hoặc nghiệp khổ thì chúng ta bị ông trời tha quá tự tại thiên vương trói chúng ta ở lại cõi phàm này không ra được. Mà đó là sự thật, không cần ông trói cho mình cũng tự trói mình rồi. Đại thiên thế giới đại phạm vương, tất cả chỗ ở của phạm thiên đều hay hiện thân ngồi ở trước, diễn thông tiếng phạm âm vi diệu. Chỗ trời này chúng ta có nghe chưa? Đại thiên thế giới đại phạm vương, có nghe chưa? Thì chỗ trời này á là nơi của tất cả các trời đại phạm ở, thì ổng luôn luôn hiện thân ngồi trước hết. Cõi trời này cũng hơi lạ, cho nên mình muốn làm chuyện gì đó sai trái mình không bao giờ làm được. Nó chỗ nào cũng thấy ông trời cũng hiện hết. Cái cõi này là chúng ta cũng ít khi mà nghe nói trong kinh, đúng không? Đại thiên thế giới đại phạm vương, đó là cõi trời đại phạm. Thì chỗ nào có căn chơi tăng chúng thì chỗ đó ông hay hiện thân ngồi trước chơi vậy đó. Tức là cái cách quản lý thiên chúng này rất là kỹ. Thật ra là các vị thiên chúng ở cõi trời đại phạm này á, là không thể nào mà móng tâm để có thể làm điều gì sai trái được. Không có phóng túng, không có buông lung, không có theo những cái tà tâm của mình được. Mà luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình rất là chân chính. Tại đi đâu quay tới quay lui, ở đằng trước ở đằng sau gì cũng thấy là hiện thân của trời đại phạm ở trước hết á. Thành ra đâu có chạy được nào thoát đâu. Giống như mình á, bây giờ á, ban đêm á, đêm nào mà mình ngồi thiền không? Có ông thầy kiểm thiền thì ngồi nghiêm túc một chút. Mà bữa nào mà liếc qua liếc lại thấy không ai kiểm thiền là mình ngồi hơi buông lung một chút, thấy chưa?
buồn buồn cũng gùng gùng người ngủ gục một chút nói sao, nhưng mà có một thầy kiểm thiền là khác à, không có chuyện đó đâu, mới gán tinh tấn ngồi thẳng lưng. Nhưng mà cõi trời này gần như là không có cái chỗ nào không có ông trời đại phạm xuất hiện á, thành ra là thiên chúng chắc chắn là sẽ tu tinh tấn và đồng thời còn diễn thông tiếng phạm âm vi diệu nữa, có nghĩa là lúc nào cũng nghe được cái tiếng phạm âm thì đều nghe được. Thì đây là một cõi trời mà không có phút nào không nghe diễn thuyết Phật pháp. Đây là một cõi trời rất là đặc biệt, trời đại phạm. Đại phạm vương kia ở thế gian thiền định thần thông còn như ý, huống đấng xuất thế gian vô thượng mà thiền giải thoát chẳng tự tại. Chúng ta nếu mà thực sự phát tâm mà để mà sanh về cõi trời thì chúng ta thấy rõ ràng là nãy giờ chưa nói tới cõi trời đâu xuất coi làm sao, nhưng mà cõi trời đại phạm vương này là chúng ta cũng nên phát tâm về đi. Cỡ này là ngon rồi đó. Lúc nào cũng có thấy ông trời đại phạm và thuyết phạm âm vi diệu cho mình nghe, tức là lúc nào giờ nào cũng được học đạo hết đó. Giống như là giờ là nguyên cái khuôn viên chùa là đăng loa khắp hết thì ngõ ngách nào cũng nghe mở loa âm nhạc. Những cái nơi du lịch nó hay mở nhạc như vậy, thì ở chùa cũng vậy đó. Mai mốt là nếu mà có điều kiện chúng ta sẽ mở loa khắp từ trước rồi tới sau, phục vô cổng chùa là được nghe giảng phục vô cổng chùa đi đâu cũng nghe tiếng pháp âm vang 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 hết. Ma hê thủ la trí tự tại, đại hải long vương lúc làm mưa có thể phân biệt đếm từng giọt, ở trong một niệm biết rõ ràng. Bậc vô lượng kiếp siêng tu học được trí giác bồ đề vô thượng, há lại chẳng được trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Ở thầy nói là ma ha hê thủ la trí tự tại, thì lúc mà mưa là chỉ cần niệm biết hết các giọt mưa. Cái này Đức Phật có một lần đã nói trong kinh, nhờ sao khắp pháp giới mười phương này mưa một lượt, Đức Phật liền biết trong một sát na niệm bao nhiêu hạt. Nhà Đức Phật có nói. Và cũng có một cái chuyện, có một cái lần cái ông ngoại đạo đó tự dưng ổng cũng bữa đó ổng thấy cái cây cũng đẹp, sáng ngắm cái cây mà với những cái lá non nó trổ rất là đẹp, ổng thích thú cái ổng ngồi đó. Và ngồi đó thì không có chuyện gì, bắt đầu ngồi điếm lá cây. Ổng điếm cho suốt 3 tháng trời, vừa hết được lá cây ổng mừng quá, ổng cũng ngồi điếm được hết lá cây. Ngồi một chỗ 3 tháng điếm lá cây là quý vị biết là thiền định không phải đơn giản à nha. Điếm mà xuyên suốt 3 tháng mà cộng mà không có lộn lá nào là không phải đơn giản đâu. Thì liền khi ấy ngày Xá Lợi Phật tới, thấy ông này cũng ngồi nghiêm trang và tỏ vẻ tự hào, thấy chưa? Hỏi ông ở đây làm gì, ông cười, ông nói là tôi suốt 3 tháng nay tôi ngồi điếm mà mới vừa hết lá cây của cây cổ thụ, đại thụ này. Thì vậy là ngày Xá Lợi Phật nói mất gì mà ông phải mất nhiều thời gian thế. Nói ông có biết được nhiều không, ông chê tôi mất nhiều thời gian. Ngày Xá Lợi Phật nói cả trúng bốc nó là chỉ trong một sát na niệm thôi là thấy được hết tất cả lá cây của cây đại thọ. Trí của các vị là như vậy. Cho nên ở đây cái vị mà ma hê thủ la trí tự tại đến cái độ là mưa bao nhiêu là sẽ thấy từng giọt mưa và đếm được từng giọt mưa một không sót. Thì ở đây ví dụ cái gì, thì cái người mà vô lượng kiếp tu học được trí bồ đề vô thượng á thì lại sao, lại trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Điều này Đức Phật có nói nhiều ở trong nhiều kinh và nhất là trong bản kinh Pháp Hoa, đúng không? Trong bản kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tinh tấn hoặc là giải đãi ở trong rừng sâu hoặc là ở giữa chợ, thương Phật hoặc là ghét Phật, tinh tấn hoặc là giải đãi, tất cả những ý niệm đó Đức Thế Tôn biết rõ không sai sót một niệm nào. À, giống như mình ngồi đây bây giờ mình nghĩ gì đâu ai biết, nhưng mà Phật không có thấy sót niệm nào của mình đâu. Có nhiều khi đó mình còn bất giác, mình còn không biết mình nghĩ cái gì nữa mình ngồi đây nhiều khi mình còn không có rõ là mình nghĩ tốt nghĩ xấu nữa, tại vì mình đang bất giác, mình không có tỉnh. Nhưng mà Đức Phật thì thấy không sót một niệm nào của mình đang khởi. Đây là cái bậc mà vô lượng kiếp siêng tu học
Chúng ta tất cả những ý niệm dù nhỏ dù lớn nơi tâm mà được chúng ta rõ biết bây giờ á, thì sau này chính nó là cái gì? Loại trí tuệ để chúng ta có thể thấy biết khắp tất cả tâm chúng sanh sau này. Thì đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đạo. Còn nếu mà tâm mình còn chưa biết rõ thì không ai nói mình là người có trí cả. Ra tu để thấy rõ được mình. Người có trí là người thấy rõ mình trong mỗi lúc. Ra lúc mà mình có niệm tốt, niệm xấu, niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm buồn, thương, giận, ghét gì đó, bao nhiêu cái niệm đó, bao nhiêu cái thuận nghịch xảy ra nơi tâm mà chúng ta không biết rõ mình thì mình rõ ràng không phải là người có trí. Trước mắt là mình mới thấy rõ mình. Và một phen mình thấy rõ được hết mình rồi thì chúng sanh khác ở khắp pháp giới mười phương sẽ được mình thấy. Thì thường ví dụ như những người mà có cái năng lực thiền định mà ít thì họ có thể bằng cái thiền định họ lắng tâm, họ hướng về mình, họ biết được tâm mình và phải lắng trong định. Còn nhớ vị thánh thì không cần phải lắng tâm như vậy, thấy một cách trực tiếp, không cần phải lắng tâm. Nhưng mà các vị đại thánh thì thấy một lần không phải một người mà thấy một lần nhiều người. Như Đức Phật thì thôi hết tất cả chúng sanh đều được thấy, không phải trong cõi mình mà tất cả các cõi nước ở mười phương. Thì càng thấy được cái trí tuệ của Đức Phật so với các vị thánh hiền thì rõ ràng là các vị thánh không có chỗ để so. Cho nên học Phật mà lần hồi chúng ta càng học, chúng ta càng thấy về cái trí tuệ, về cái sâu cạn của Đức Phật và các vị thánh là chúng ta sẽ thấy rất rõ. Chứ ngày xưa phải nói thật là khi mà chúng ta được đặt cái câu hỏi là cái chỗ chứng đắc của Đức Phật và các vị thánh đệ tử A-la-hán như thế nào thì chúng ta sẽ rất khó lý giải, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta học nhiều một chút, học và được một số bản kinh chuyên môn thì chúng ta có thể nói được, chúng ta có thể đưa ra ví dụ được. Và chúng tôi nhớ là có một cái lần cái lớp giảng sư cái thời 2004 là phải, có một cái bài, có một bài thi hỏi câu hỏi này của Hòa Thượng Nguyên Ngôn, gần như tăng chúng ni chúng rất hết không ai có điểm cao ở bài đó rồi. Không ai được ông Hòa Thượng chấm được 2 điểm chứ không tới 5. Một bài là 20 điểm, không ai được chấm tới 5 điểm. Tại vì không thể so sánh được cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật và A-la-hán. Trí tuệ và thần thông không ai có khả năng để có thể nói được. Thường là kinh sách nói chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỗ nọ một chút. Nhưng mà phải là những người có công phu thiền định và tu tập mới có thể hiểu nhiều hơn và nói được. Chứ còn nếu mà học giả học thức thì không đủ cái đầu để có thể so sánh cái chỗ khác nhau về trí tuệ của Đức Phật và trí tuệ của một vị thánh A-la-hán đâu. Thấy vậy chứ mà khó phân biệt lắm. Câu hỏi đó nghe nó bình thường nhưng mà nó rất là chuyên sâu, rất là khó thấy. Thì sau này ví dụ như có những cái câu hỏi mà để xác chứng được là người này tu tới đâu rồi thì người ta chỉ cần hỏi nhẹ một câu thôi. Ví dụ như bây giờ hỏi hoặc nghiệp là cái gì? Hoặc nghiệp là bên ngoài. Rồi vi tế hoặc là cái gì? Rồi tới trần sa hoặc là cái gì? Thì những cái này cũng có thể giải thích được. Nhưng mà hỏi tới câu lậu hoặc là cái gì là bó gối khoanh tay đứng nhìn. Lậu hoặc là cái gì thấy không? Mà phá hết cái lậu hoặc mới chứng được cái quả thánh nào là hai. Thật ra tới cái lậu hoặc là trong kinh thỉnh thoảng có nói qua nhưng mà không phải cái cách nói đó. À, nếu một cái hành giả mà không phá được lậu hoặc, không thấy được hết lậu hoặc để có thể phá thì người đó chứng tỏ là họ không chứng thánh quả. Mà cái bài quản về là hoặc nghiệp rồi lậu hoặc rồi vi tế ngã chấp pháp chấp gì đó vân vân là chưa có mấy người giảng một cách triệt để. Thì phải thấy được cái hoặc nghiệp, thấy được cái lậu hoặc. Và thấy được lậu hoặc rồi thì người đó không còn rò rỉ cái lậu hoặc để rớt vào sanh tử nữa. Tức là phá trừ được cái lậu hoặc thì mới chứng được lậu tận thông, mới chứng được thánh quả. Có được cái thông trong lục thông là lậu tận thông. Còn các vị ví dụ như ở cõi trời này thì có được ngũ thông mà không thể nào có được cái lậu tận thông vì chưa phá trừ được cái lậu hoặc sinh tử. Lậu hoặc là một cái gì? Và người mà thấy được lậu hoặc tức là người đó cận kề thánh quả mới có đủ trí để mà thấy được. Khi thánh trí hiện lên mới thấy được lậu hoặc.
và thấy được tận cùng cái lậu hoặc mới phá trừ sạch sẽ mới chứng quả A-la-hán, thì đó là một cái bài riêng cho những người ở cái chiều sâu công phu. Và khi đối diện với vị thầy mình, cái phúc mà để có thể phá vỡ là phúc đó, ông thầy sẽ nói tới chuyện này mới có thể phá vỡ nổi mình, chứ nếu không phá không nổi. Và chúng ta rất là khó gặp được những cái chuyện đó à. Một cái cuộc đối thoại mà để mà gọi là tẩy trừ những cái hoặc nghiệp lậu hoặc của đệ tử, để đệ tử mà sạch sẽ rớt vào cái tầng của đạo lý, là một cái cuộc hội thoại kinh hoàng. Và chỉ có những cái hội riêng của thiền mới làm chuyện này. Trong các cái thiền sử chúng tôi đọc, có khi những ông thầy nói chuyện liên tục, đặt những câu hỏi liên tục, hoặc là người đệ tử trình kiến giải liên tục, bị ông thầy gật đầu hoặc là lắc đầu, chấp nhận hoặc là không chấp nhận, thì đó chưa phải là hay. Chưa thấy một cái cuộc hội thoại để phá vỡ đệ tử nào một cách ngon trong lịch sử thiền Trung Hoa. Nhưng mà nếu như một người tu thiền mà bắt được một cái nhịp nào đó trong thiền học rồi á, thì ngồi đối diện với vị thầy, họ sẽ phá mình từng lớp một, gỡ rớt cho tới phá tận cùng cái lậu hoặc. Thì điều đó rất hiếm có, chỉ trừ là Đức Phật, các vị thánh đệ tử thật lớn, còn trong thiền tổ sư Trung Quang tôi chưa gặp. Chúng ta đọc rất là nhiều về thiền ngữ rồi ngữ lục này nọ của các vị thiền sư chưa thấy. Đương nhiên là có những cái câu nói, có những cái lời mà người ta ngộ liền, nhưng mà đó không phải là phá trừ sạch cái lậu hoặc của người đệ tử mình đâu. Cái duyên người đó chín mùi nhờ câu nói đó để ngộ, thì đó là một cái chuyện. Và cái cách khai thị để ngộ là một chuyện khác nữa. Khi mà chúng ta học thiền á, đến những cái chỗ người này ngộ cái kiểu này, người kia ngộ kiểu kia, thì chúng ta sẽ nói lý do tại sao người này ngộ, và ngộ đó là ngộ tới đâu. Nếu mà nói tới thiền sư Trung Hoa, chúng ta phải phân được hai cái này: ngộ này lý do gì và ngộ tới đâu. Sau khi ngộ nốt một bài kệ đó thì mình liền biết là người này ngộ là triệt hay là chưa triệt, và không triệt thì phải tới chừng nào mới là triệt, câu nói nào mới là triệt. Như vậy sau này mà chúng ta đọc lại cái giai thoại của Lục Tổ Huệ Năng, thì ngay khi mà nghe cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ trâm, thì cư sĩ Họ Lư phát tâm đi tu, có ngộ không? Có. Nhưng mà sau khi gặp Ngũ Tổ cũng nghe giảng là kinh Kim Cang tới câu đó để ngộ, thì ổng liền nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh giống không sanh diệt, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh không tăng không giảm gì gì đó. Bao nhiêu cái nào ngờ đó là khác nghìn trùng với cái đoạn đầu mà cư sĩ Hợ Lư đã ngộ. Hai cái nó khác nhau, cũng nghe câu đó cũng ngộ, nhưng mà hai cái ngộ nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên được gọi là giải ngộ và triệt ngộ thì hai cái tầng tâm thức hoàn toàn khác. Và đến mức độ mà triệt ngộ thực sự ở trong đạo Phật là chứng những cái quả vị thánh rất là cao ở trong đạo Phật rồi. Thật ra là cái phần mà ví dụ như giai đoạn đầu mà Lục Tổ Huệ Năng thấy rất rõ cái chuyện của mình đó là không dính mắc, mình là vô sở trụ, đó là căn nó không có dính với trần, vân vân, thì đến cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là thấy được cái tâm vô trụ của mình là ngộ rồi, thoát ra ngoài thân căn ngũ uẩn chứ không phải là không. Nhưng mà chỗ đó chưa có sạch. Khi nghe giảng lại một lần nữa thì bắt đầu mới thực sự là triệt ngộ. Tại đó chúng ta thấy là con người có nhiều cái bước rõ ràng để bước vào đạo Phật, mà càng được ngộ nhiều lần. Thực sự có những vật đại căn một lần đã xong, nhưng mà có những người ngộ 5-7 lần. Chúng ta học thiền sử chúng ta thấy những cái điều này, nhưng mà vẫn không xong. Vì sao? Vì cái vị thầy đó chưa qua cái cửa đó mà khai thị cho ổng là ít có khi nào có vị đệ tử mà ngộ qua thầy, hiếm hoi lắm. Ở trong thiền sử mới có một người là vọt hơn thầy mình hàng ngàn bước, còn không là cứ ông thầy ở tầng đó thì khai thị đệ tử tới tầng đó thôi à, không thể vượt qua. Ở trong thiền sử thỉnh thoảng có những vị siêu xuất hơn thầy mình thì đó là hiếm lắm, trong hàng ngàn người mới có một hai người, nhiều thế hệ mới có ra được một người. Thì điều này là cái điều rất là hiếm hoi, không phải dễ. Thật ra khi mà chúng ta thấy đến cái chuyện mà học đạo, mà chúng ta đã vượt qua những cái tầng nghiệp thức của mình, phá được những cái tầng vọng tưởng để biến chuyển những cái bậc tâm linh càng lúc càng cao của mình,
để mình có thể ở những cái cảnh giới. Ví dụ như chúng ta đọc cõi trời như thế này, nhưng mà có nhiều người họ sẽ có cái độ cảm là mình đang ở cái tầng đó, đọc thấy rõ, hoặc là mà nó từng ở cái tầng trời đó với những cái sinh hoạt đó, mình đọc mình biết là cái tầng đó mình qua rồi, hoặc là mình đang ở đó. Vì là họ cũng thừa biết là họ bỏ thân này là họ sẽ ngang cái tầng đó, họ có thể vào ra cõi giới trời đó một cách tự tại. Có những người học Phật họ sẽ thấy được điều này, thấy rõ chứ không phải không thấy. Tức là nếu mà đọc một số các cõi trời mà giống như nãy giờ các cõi trời chúng ta thấy đó, thì những cõi đó họ thừa sức tới hay không. Ví dụ như mình đang học trên đây không phải học để hiểu ông trời, mà đọc coi mình có tới cõi trời đó không. Không, thì rõ ràng là mấy cõi này mình chưa tới được. Mình đọc mình thấy còn xa lạ, thấy còn cao hơn mình á, vì là biết ra mình chưa tới được. Nhưng mà có những cái chúng ta thấy rõ ràng nó có nhiều cái tương ưng với cái cách này, thì chúng ta đã từng tới hoặc là đã từng qua rồi, thì chúng ta thấy được rất là rõ. Rồi chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà càng đi sâu vào đời sống tâm linh chừng nào á, thì càng hiểu cái gì? Hiểu tâm thiên hạ nhiều chừng đó. Càng thấy, dùng từ thấy chứ không phải là hiểu, hiểu không hết, thấy rõ lắm. Cái lúc mà chúng ta chưa có tu chứng cái gì á, thì chúng ta thấy rõ mình không? Rõ. Chúng ta tu càng tốt chừng nào chúng ta càng thấy rõ mình chừng đó. Thì khi mà chúng ta đã vượt qua cái thân căn ngũ uẩn của mình một lần, và chúng ta tiếp tục sống đời sống đạo lý, thì tất cả cái tâm của chúng sanh nó hiện ra rõ, không có mất được, không có khuất lấp được. Cũng như cái lúc mà chúng ta hết sức tỉnh sáng, thì không có cái tâm nào ở nơi mình mà có thể vượt qua cái thấy biết của mình. Mình tường tận rõ ràng từng cái niệm mong manh nhỏ nhiệm nhất ở nơi tâm, từng sát na một. Giống như cái chuyện mà bây giờ á, thì cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thô. Và những ý niệm thô đó là cái tầng ngoài của tưởng, cho tới những ý niệm tế là cái tầng sâu của tưởng ấm. Có khi chúng ta thấy những cái mong manh chớm khởi thì mình nghĩ là thấy hành ấm, không phải, sai rồi, mới thấy được cái tầng của tưởng ấm thôi. Và khi chúng ta phá vỡ hết cái tầng của tưởng ấm là một phen toàn cái thế gian này chúng ta thấy không. Thân này không liền tại chỗ khi chúng ta phá được tưởng ấm. Nếu chúng ta không phá được cái sắc ấm nha, đỡ có một cái công phu thiền định, không phải cần phải phá theo thứ lớp là phá sắc ấm, phá thọ ấm rồi mới phá tưởng ấm. Không phải như vậy. Có những công phu thiền định lỡ chúng ta đi sâu vào để chúng ta một phen phá được tưởng ấm. Quý vị để ý thấy rõ ràng là thỉnh thoảng có một số người họ chạm tới cái bề ngoài của cái chuyện này, thì tự dưng toàn thân của họ biến mất, không có trọng lượng. Thân không rõ ràng, không thể lý luận sao được hết đó. Thân là rõ ràng là không, không nói là nhẹ nữa mà tan biến mất. Và họ đi đứng nằm ngồi là hoàn toàn, họ sinh hoạt với mình là họ rõ ràng họ hoàn toàn không có thân. Mất cái tưởng rồi là không có trọng lượng nào của cái thân mình đang mang hết. Thật ra bây giờ mà khi chúng ta ý thức là mình có cái thân này 5kg, 10kg, 20kg gì đó, rõ ràng là chúng ta còn sống trong tưởng. Phá tưởng rồi cái thân này mất, thì nó sẽ phá tưởng rồi nó sẽ phá ngược lại những cái kia. Nhưng mà một phen rớt vào cái rỗng không một đoạn đầu, sau đó chúng ta trong hơn. Tức là cái đoạn mà chúng ta rớt vào cái không lúc đầu nó mù tối lắm. Dụng từ mù tối không có đúng, nhưng mà nó sáng hơn bây giờ thôi. Nhưng mà so với trí tuệ giác ngộ thì nó còn đang rất là mù. Nó mù một cái đoạn mê mù đó, nhưng mà rỗng không có ý niệm, bật tất cả những ý niệm lăng xăng như bây giờ mà chúng ta đang thấy. Bây giờ cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thuộc phần tưởng. Thì khi chúng ta phá sạch những cái đó, tâm chúng ta nó rỗng một đoạn rất dài. Ở trong cái khoảng rỗng đó một đoạn rất là dài. Xong rồi rất là chúng ta sáng lên từ từ, sáng lên từ từ, thì chúng ta thấy một cái tầng sâu vọng niệm nữa, mà không phải những ý niệm như bây giờ. Kinh khủng. Lúc đó chúng ta mới thấy là lộ diện cái thằng hành ẩm ra, là những cái cuồn cuộn tâm thức, chứ không phải là ý niệm nữa. Cuồn cuộn rất mãnh liệt, và không ai có khả năng tạm dừng cái này. Thì vậy là công phu mà để phá những cái dòng thác của tâm thức cuồn cuộn đang cuốn đi, những cái biển tâm thức chứ không còn là dòng thác nữa, những cái biển
trôi ngầm sâu ở trong hành ấm. Thì lúc đó là phải nói là chúng ta có một cái thoáng chơi giới, là tại vì mình thấy mình phá hết ý niệm rồi. Phá ý niệm ở rồi cái tầng không rồi, ở rồi không tưởng nhưng mà còn hành. Mới phá được cái không, mới phá được cái tưởng đã trở thành không thôi. Thì lúc đầu nó mù mờ, lúc sau nó cuộn rồi chúng ta phải nói là một thoáng rợn người khi thấy được cái cửa ngõ hành ấm mở ra. Mà ý niệm nó không có phải là từng niệm như bây giờ, nó lăng tăng li ti nhỏ nhiệm. Lúc đầu chúng ta thấy cuộn vậy. Lần lần trí chúng ta thấy rõ cái cuồn cuộn đó, nó có đầy đủ quá khứ hiện tại vị lai. Chúng ta thấy ba thời vọng niệm hiện ra, thì khi đó mới được nói là tôi biết được hành ấm. Còn bây giờ mình thấy, ví dụ như mình nhớ quá khứ là mình nhớ quá khứ, phải không? Mình nhớ vị lai là mình nhớ vị lai, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà lúc đó nó phải nói là nó hằng hà sa số tỷ lớp quý niệm với đầy đủ quá khứ vị lai lộ diện ra trong khi hành ấm lộ ra. Và như vậy để mà công phu phá được cái biển hành ấm, chúng ta dùng từ là biển chứ không nói là cái thác hay là dòng sông nữa, thì là một công phu kinh khủng để có thể vượt qua nổi cái hành ấm này. Thật ra lúc đầu có nhiều người nói là tôi tu cái tự nhiên tôi bật vọng niệm, tôi nói là tốt rồi đó. Bật được vọng niệm là tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà nó chỉ là cái gì, nó làm bể mấy hòn bọt lăn tăn trên mặt biển thôi, không giải quyết được chuyện gì hết. Còn nguyên một cái biển nước hành ấm chứ kìa, kinh khủng như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy vọng niệm mình thưa thớt, có nghĩa là mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước nó bể à. Từng phân tử nước có nghĩa là một hành ấm, mà nguyên một biển nước, tức là nguyên một biển hành ấm nó để phải có thể biến thành không thì không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên nói tới những người mà gọi là ngũ quẩn giai không mà ngộ tùm lum ở từ trước đến giờ, mình thấy tức cười lắm mà mình không có dám đụng tới. Càng đụng tới thì càng mít lòng. Nói mà nói tới cái chuyện mà nói là thấy được hành ấm thôi là cả cái đời tu tập của chúng ta tu tinh tấn thì chưa chắc gì chúng ta có thể được một lần mộng thấy. Mặc dầu nó là một biển mênh mông đó, nhưng mà chúng ta chưa có phá nổi cái hàng rào của tưởng ấm. Những ý niệm thô thiển, buồn thương, giận ghét, nhớ nhung này nó kia mình chưa phá được mà. Thì làm gì thấy nổi tới hành ấm để mà phá. Mà không thấy nổi tới hành ấm để phá thì không thấy nổi cái sự phân biệt của ý thức sâu trong hành ấm này nữa. Sau cái lớp hành ấm cùng cùng đó là cái lớp của thức ấm. Vậy là cái ngũ quẩn mà trong cái giai đoạn mà chúng ta giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng như là giảng kinh Bát Nhã này nọ kia, là chúng ta chưa có nói hết được những cái điều như thế này. Nếu như sau này mà nói lại ngũ quẩn ở trong những cái đoạn này ha, thì chúng ta sẽ nói ở một cái tầng của kinh Quan Âm nói, thì mới thấy rằng là trời ơi, kiếm người ngộ khó lắm. Phải dùng cái từ như vậy. Chứ hồi xưa trong lịch sử tôi thấy người ta ngộ lum rồi cười chết luôn. Đọc lịch sử Trung Hoa mà hồi đó người ta mới ngộ, mình mê mình chết luôn á. Hở mày không ngộ à? Ở Việt Nam cũng ngộ. Việt Nam tôi nghe tu thiền mấy thiền viện cũng ngộ quá trời quá đất, rồi mình mê quá trời, mình tưởng là mình cũng ngộ luôn nữa. Nhưng mà sau này càng đi sâu trong Phật Pháp rồi tôi nói ngộ không có dễ đâu ông. Ngộ không có dễ đâu. Phải trả gì cái giá gì nó kinh khủng lắm. Trời ơi, cái chuyện mà như sáng tôi nói là cái chuyện mà phá sắc ấm theo con đường mà gọi là đột phá đó, mà không đi theo cái thứ bậc công phu của thiền định đó, kinh khủng. Không phải đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta học Phật càng sâu, chúng ta mới thấy đạo Phật là một cái giá để trả hằng hà sa số kiếp cho một cái thấy biết Phật Pháp nhỏ nhất của mình. Đối với chúng tôi là vậy, một cái thấy biết Phật Pháp rất nhỏ cũng có thể đổi hằng hà sa số kiếp tu tập của mình mới có thể thấy được. Còn không, chúng ta cứ trơ trơ qua đó, ngày này tháng nọ qua tới đời này kiếp kia, mình vẫn trơ trơ ở đó mà không phá nổi cái gì. Thật ra đối với Phật Pháp mà mình thấy, nhiều khi mình thấy tăng ni Phật tử cứ lơ thơ phất phơ. Thì nó phải chịu thôi chứ nói sao giờ. Trách không được, tại vì họ bị sao, họ bị hoặc nghiệp che chắn rồi, mình trách không được. Họ không có dùng dễ ra khỏi cái hoặc nghiệp của riêng họ thì làm gì mà nói tới chuyện tới Phật Pháp. Như vậy là một vị thiện tri thức phải tìm cái cách nào mà đâm thủng cái hoặc nghiệp đó, đập vỡ cái đập nghiệp đó để cho họ có thể sáng mắt lên rồi cái trách nhiệm của mình, chứ không phải của họ. Thật sự tất cả chúng sanh đều bị mê mờ bởi hoặc nghiệp riêng của chính mình, họ không có lối thoát.
họ đang lùng tung lúng trúng trong đó. Thì những người sáng mắt có trách nhiệm, nhưng mà ai dám đưa để đập thì đó mới là cái người mà có chút thiện căn. Chứ phần đồng là đập một hai cái đầu bỏ trốn mất hết. Nhiều khi người ta cũng chạm nhẹ tới bản ngã một cái rồi nổi sân đùng đùng bỏ đi, hay là không thèm học của thầy nữa, rồi đóng cửa lại tôi tự tu hay gì đó tùm lum à. Nó không có theo, không có đủ sức để có thể mà người ta chạm tới. Ta chạm tới cái cửa bản ngã là chỗ đau nhất trong cuộc đời của mình. Có những cái mình rất là quý, nhưng mà mình bên ngoài mình cũng nói mình quý ông thầy mình này nọ kia đủ thứ. Ông thầy ông chọc tới cái chỗ quý của mình, cái mình nói sân với ông thầy là cái như xong đời. Cái nó quý cái gì chứ nó phải quý đạo lý. Cái đạo lý là một cái gì đó mà khi chạm tới mình đau thấu tim đen, đau cho tới thể phải nói là tan thân mất mạng mà dám phải đưa đầu tới để mà nhận cái đau đó thì mới phá vỡ nọ. Thế vậy chứ khó lắm. Cho nên có những cái cửa ngõ để mình chấp nhận phá mình đó, thì mình phải chịu những cái thương đau ở trong đời sống này. Phải dùng cái từ và chấp nhận thương đau. Thương đau lắm chứ không phải là ẩn nhẫn cái kiểu bình thường. Không có. Có những cái chuyện mà phải nói là thà chết 100 mạng còn sướng hơn chịu cái thương đau đó nữa. Vậy mà mình dám phải đưa cái thương đau để mình nhận, thì mình mới có thể nhận nổi cái đạo lý. Trả giá rất là đắt, không phải giỡn đâu. Cho nên những người học đạo có đôi khi có những cái thử thách rất là thông thường mà người ta quá không được. Quá không được thì chịu thôi. Có nghĩa là gì? Thiện căn ở mình mỏng quá bị phá vỡ chứ gì, đúng không? Mình đang theo học cái dòng pháp bị chuyện cái mình bỏ mình không học nữa, có nghĩa là gì? Là thiện căn mình mỏng đụng cái bể mất rồi. Chứ còn nếu mà thiện căn mình lớn với tất cả những cái thương đau xảy ra, cỡ giá nào tôi cũng đem đi đổi đạo lý hết. Thậm chí là hằng hà sa số thân mạng sắp tới tôi cũng sẵn sàng để đổi. Thì những cái thương đau thương tổn là gì? Không có, không có với mình trong cái chuyện mà đổi lấy đạo lý. Vì đạo lý là quý nhất, sinh mạng không bằng thì mới được. Đó, cho nên khi mà thấy được cái tâm con người ta học đạo, mà một vị thầy để ngồi chờ thấy cái tâm này nó tiến tới đâu để ông thầy cất nhắc, có khi chờ cả một cái đời. Thấy con người xô nó một bước rồi nó đứng đó lấy chạy đập nó cũng giống nhất luôn. đứng đó hoài như trời trồng vậy đó. Có những người như vậy á, nhưng mà mới gặp á, cái cách tu tập của họ tinh tấn thấy là mình cũng nhiều hy vọng đúng không, nhưng mà đẩy qua được có một bước một rồi bị nguyên một cái vết sắt phía trước chắn hàng sau mình xô không tới nữa, và không có cách nào để phá, đành chịu họ đứng đó suốt đời này, giữ cho được cái tình thầy trò để cho đời sau học đạo tiếp. Cho đời này là họ tới đó thôi, tức là bao nhiêu cái phước lực của họ gom tụ lại để đời này chỉ bước đúng một bước trong Phật pháp thôi. Thì vị thầy cũng phải thấy được điều này và chờ qua tới đời sau. Chứ không phải chuyện giải đạo là dễ, không phải chuyện giải đạo là dễ, nhưng mà người ta thấy không biết sao dễ quá trời. Đúng không? Tôi thấy nhiều ông thầy cứ là học dài qua quyển kinh là có thể đi giảng được rồi. Tôi nói hay quá, không biết hay quá, không phải vậy đâu. Cái trách nhiệm mà để có thể chuyển hóa tâm linh của một người khác là người ta thấy tới mức độ tận cùng cái tâm thức của người đệ tử mình, và cần phải chuyển cái kiểu gì và đời nào chuyển bao nhiêu. Phải nói thật như vậy, là với tất cả những trách nhiệm của trí tuệ chứ không phải là tình cảm của thầy trò. Đây là một cái chuyện kinh khủng lắm. Mà nhiều khi đọc tới cái chỗ mà biết tất cả tâm chúng sanh, không phải là biết cái kiểu bình thường, không phải biết kiểu bình thường. Đương nhiên là thấy chuyện xấu chuyện tốt của mình, thấy chuyện đúng chuyện sai chuyện hay dở dở, mình là Phật tổ thấy hết. Nhưng mà các vị khi thấy được mình là dùng phương tiện gì để chuyển hóa mình, đó là cái bên sau của lòng từ. Có thói quen uống cà phê mỗi sáng, cái này là dính sâu hả? Hoặc là mỗi sáng ra ngồi nhịp nhịp chân hút thuốc. Nhưng ta để ý này, có một chuyện chúng tôi mới là tôi mới gặp một cái trường hợp thì mình nói liền. Đáng lý cái này nói trong cái chuyện mà trong cái bài gì về sức khỏe thì nó hay hơn. Chúng ta để ý là từ cái giờ 3 giờ tới 5 giờ sáng á, là giờ hoặc giờ gọi là thảy độc của phổi. Cho nên ai thức vào cái giờ đó để mà hít thở thì cái phổi nó sẽ tốt. Thành ra đến chùa 3 giờ bắt đầu thức dậy, ít nhiều gì chúng ta cũng ngồi thẳng lưng để hít thở thì cái phổi sau này rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cái gì xấu? Hút thuốc trong giờ đó.
đa số là bị lao phổi, lũng phổi, hư phổi, thì hút thuốc trong cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ sáng ngủ không được giờ đó. Những người mà lớn tuổi ngủ không được từ cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ bắt đầu hút thuốc là cái như xong cuộc đời. Phổi thế nào cũng bị lao, bị lũng. Nếu là để ý đi, ra hồi trẻ hút thuốc thấy không có gì, nhưng mà già hút thuốc bị lao. Nhưng mà đoạn già tại sao hút thuốc bị lao là tại vì từ 3 giờ tới 5 giờ sáng không ngủ được. Và giờ đó ngồi dậy lai rai ít lắm cũng phải 2-3 điếu. Thay vì giờ đó nó phổi nó đang thải độc thì mình lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người bị phổi nặng là do hút thuốc ở cái giờ đó nhiều hơn. Giờ đó nhiều hơn những giờ khác. Hoặc là cái giờ từ 11 giờ tới 1 giờ khuya đầu ngày mới. Đầu ngày mới cũng là cái giờ mà chuyển biến để thải độc của cơ thể, mà chúng ta lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người mà bị bệnh về phổi và một số những bệnh khác là do cái thói quen ăn ngủ của chúng ta nó không có thuận, làm ảnh hưởng cơ quan nội tạng và bị nhiễm trong những cái giờ đó. Tất cả những người bị suyễn, những người bị phổi là họ bị nhiễm vào, nhiễm ở những cái môi trường xấu vào những cái giờ đó. Ví dụ như ở gần nhà mình người ta có thói quen đốt lò đi để tạo ống khói trong cái giờ từ 3 giờ tới 5 giờ. Thì mình cái phổi mình có tốt cỡ nào đi nữa, giờ đó mà mình hít khói thì trước sau mình cũng bị à. Mình không có tránh khỏi, không bị suyễn cũng bị lao. Giờ đó là cái giờ mà cần cái môi trường thanh khiết nhất. Cho nên là chúng ta phải, ví dụ như ở trong nhà mà muốn đốt hương, đây mình mới nói cái này là đụng nhiều người nè. Rốt hương trong cái giờ đó mà mua mấy cái loại hương tạp á, trời ơi, đó là mình xong chết mình á. Đó. Đó là mình tự xong chết mình á. Cho nên thức dậy 3 giờ khuya đốt nhang lại Phật để ngồi thiền. Mà cái loại nhang tào lao gì đó nó sử dụng quá chất mà mình nghe thơm thơm, mình nghĩ cái thơm đó là thơm, không phải. Chúng ta phải cố gắng tìm được những cái loại hương mà nó cháy lên nó không có bị gây ô nhiễm môi trường của chính mình, để cái giờ đó là cái phổi của mình nó không bị hấp thu những cái mùi, những cái hương đó gây ảnh hưởng cho mình. Rồi cái này là cái chuyện quan trọng rồi nha. Cho nên là phải tốn tiền mua nhang trầm. Nhang trầm ở những tầm thiên nhiên. Chứ còn đồ tầm bậy ba cái lá cây gì nó làm mấy cái nhựa đó là cả như mình từ chết cho tới chết chứ không thể nào nói được. Đó thành ra là có những cái mùi hương mà đa phần những người Ấn Độ họ xài cái này nhiều lắm. Cái hương gỗ chiên đèn, ở Việt Nam mình thì có hương trầm, một số nước Đông Á cũng có hương trầm. Khi cái hương tự nhiên đó nó cháy lên nó sẽ có một cái vị, cái mùi á, cái mùi mà nó gần, tức là nó có 1%, 1/1000 cái endorphin ở trong đó. Nó làm cho cái não bộ chúng ta nó được xoa dịu. Có những cái loại cây như vậy thì mà tạo cái hương á thì rõ ràng là cái thời thiền chúng ta nó không có căng thẳng, nó nhẹ nhàng. Còn đốt cái hương tạp là chúng ta nghe đầu tiên là cái khí thở chúng ta nó sẽ bị ô nhiễm, nó không có thông và dẫn tới là cái thiền định chúng ta sẽ không tốt. Cho nên cái giờ 3 giờ khuya thì ở chùa dứt khoát là chúng ta phải lựa cái nhang thật tốt để dành để đốt cái giờ đó. Dù như ban ngày bình thường đốt nhang gì cũng được, nhưng mà đúng 3 giờ tới 5 giờ là đừng bao giờ xong những cái loại hương không tốt. Đây là điều mà rất là cần, tôi thấy cần cho nên chúng ta nhắc. Chứ thật sự thì nó không có trong bài này, nhưng mà do tôi gặp, bữa đó mình gặp một cái người mà đang rất là mạnh khỏe mà họ xuống dốc. Thì tôi hỏi là thường sáng thức dậy mấy giờ? Thì nói ngon lành, tôi lúc này cũng già rồi thầy ơi, tôi không có ngủ được, 2 giờ mấy, 3 giờ tôi bắt đầu tôi thức à. Tôi hỏi thêm câu nữa, thức dậy làm cái gì? Thì đó mới lộ ra. Thức dậy làm cái gì? Uống tách trà. Tôi uống trà thì được, không có sao, giờ làm gì nữa. Hút điếu thuốc từ đó. Thằng này là mới giết cái phổi, còn tách trà thì nó không giết. Có nghĩa là giờ đó uống trà, hút thuốc, uống cà phê, hút thuốc, gửi như đời tàn. Đó là điều mình phải biết. Còn người tu mình đó là thức cũng 3 giờ tới 5 giờ nhưng mà đốt hương. Rất là nhiều người tu tập rất là tinh tấn nhưng bị cái hơi thở từ từ nó ngắn, hoặc là bị suyễn, hoặc bị phổi là do đốt hương bậy bạ, hương tạp. Hay dùng là tạp hương ở trong nhà, xong ở trong nhà của mình, khiến cho cái tạp nó tạo ra một cái loại khí âm, nó làm nhiễm cả cái nhà của mình, khiến cái nhà mình không có sinh khí nữa.
Thật ra là đốt hương tạp rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhiều chuyện, một là ảnh hưởng cái không khí môi trường, hai là nó làm âm hóa cái nhà của mình xuống. Thật ra khi mà đốt hương chúng ta có thể lựa những loại hương đốt để nó xông cái xông khí trong nhà. Khi mà cái khí dương nó thoát ra thì nó đẩy được cái tà khí ra khỏi nhà, khiến cái sinh khí của cái nhà mình nó được tốt. Thì nên cái giờ mà từ 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ rất là dương. Mà mình kích dương lên bằng cách mình đốt những loại hương nó dương, mình đánh tiếng chuông nó dương, mình đánh tiếng mõ nó dương, thì nó sẽ tạo được cái sinh khí cho cái chỗ mình đang sống, khiến cho nhà mình nó sinh khí. Chúng ta thấy rất rõ sau một thời gian tu tập. Nhưng mà nhiều người tu bước vô cái phòng tu thấy u ám, đốt nhang người ta cúng không à thầy ơi. Cúng mà nhìn bó nhang hả, cầm tới quá chất dính đầy tay thì chết cho tới chết chứ không có thoát được. Có một người đang tu tập tốt ở trong thất mà chỉ cần người Phật tử cúng bó nhang tào lao vô thôi, họ đốt là nguyên nửa một tuần lễ đó là không có tu được. Cứ tới giờ đó là nghe trong tâm nó có một cái gì, tại hơi thở không thông nó sẽ tạo sự bức ngặt khác, là loạn khí, và thiền định không có xảy ra, không có tốt được. Nó thành ra là chúng ta thấy có nhiều khi ấy, chúng ta đi gặp những cái vị mà họ tu tốt thì chúng ta thử lại cái bàn thờ ha, thử chúng ta liếc tới liếc lui chúng ta coi người đó đốt nhang gì biết. Không phải là họ chơi sang đốt nhang mất tiền, không phải đâu, nhưng mà họ biết được cái giá trị của cái miếng nhang họ đốt, nó tạo được cái gì cho cái lúc mà mình hành thiền, nó góp phần cho cái việc hành thiền của mình. Đây là những cái điều mà nó ngoài lề nhưng mà chúng ta cần nên lưu ý. Đừng có giỡn chơi, đừng có muốn đốt nhang gì, đốt càng rẻ tiền càng tốt, tại mình tu mà càng tiết kiệm mà càng tốt, không có. Càng tiết kiệm thì coi chừng càng nguy hiểm chứ không phải là tốt. Có những cái mà buộc chúng ta phải xài đúng. Cho nên là thường đó là chúng ta dễ có thể bị nhiễm với những cái khối được xông ra từ hương đốt ở các chùa, ở trong thiền thất, ở trong phòng riêng của mình. Đây là điều mà người ta phải biết. Thì tôi cũng gặp một số thầy, số sư cô bị lao phổi. Thì họ cũng hay thức cả cái giờ phia đó, rồi họ đốt nhang, họ ngồi thiền trước bàn Phật. Nhưng mà một là tâm không yên, do khói nó xông lên. Mà giai đoạn đầu là tâm không yên, nhưng mà dần hồi nó ảnh hưởng tới phổi. Và ảnh hưởng tới phổi rồi ảnh hưởng tới nhiều cái khác nữa. Tại vì cái phút đó là cần cái khí, tất cả tế bào mà nó mới vừa bắt đầu hoạt động, kích hoạt lại thì phổi nó hoạt động lại. Phổi hoạt động lại nó sẽ đem khí oxy để nó nuôi khắp các cái tế bào trong cơ thể của mình. Nhưng mà lúc đó mình bị hít cái CO2 nhiều hơn là oxy, khiến cho các tế bào nó bị nhiễm khí CO2, gọi là nhiễm độc. Mỗi ngày ngấm một chút, mặc dầu nó không có nhiều, nhưng mỗi ngày ngấm một chút, mỗi ngày ngấm một chút là chúng ta sẽ bị bệnh. Ngoài cái bệnh phổi ra còn một số bệnh khác do ảnh hưởng của khói nữa. Cho nên cái việc mà đốt nhang ở buổi tối là chúng ta phải coi lại. Một là người nam mà hút thuốc từ cái khoảng mà 3 giờ tới 5 giờ sáng, hai là 3 giờ tới 5 giờ sáng mà đốt nhang tụng kinh tọa thiền thì chúng ta phải rất dè dặt, hoặc là đốt ít lại vừa phải thôi. Thứ hai là chúng ta phải lựa cái loại nhang nào đó để cho nó xông được cái khí dương ở nơi mình tu tập. Chứ còn cái nhang xấu nó kết khí âm thì nó chiêu cái âm khí từ bên ngoài vào thêm, chứ không phải chơi. Cái khí dương nó sẽ đẩy được cái âm khí ra, nhưng mà khí âm nó sẽ làm tràn ngập âm. Cho nên có những cái phòng thiền đó, mình vô mình thấy lạnh ngắt, khí âm nhiều. Mà cái người tu đó, lại là không có khả năng thiền định để có thể hóa giải được cái âm khí nữa. Bản thân mình thành ra là không để lại cái thiền đường đó cái dương khí chút nào hết. Có những cái thiền đường chúng ta chỉ cần bước chân vô thôi chúng ta thấy nó ấm áp, nó lạ thường lắm. Tức là người tu đó có năng lượng tốt, họ để lại cái gì ở chỗ họ mới vừa đứng lên. Cho nên chúng ta thấy là có những người mà đây nói chuyện đi ngược lại, chúng tôi hay nói hoài tới cái chuyện đi Ấn Độ. Ở đây chúng ta đi Ấn Độ hết chưa ta? Khi mà chúng ta tới cội Bồ Đề á, hai chỗ định lực lớn nhất là cội Bồ Đề và cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Chỗ nào Niết Bàn thì càng mãnh liệt hơn cái lúc mà Đức Phật thành đạo. Nhưng mà vì cái tâm thức con người ta nó như chúng tôi nói là cứ ai tới đó cũng cầu khẩn vãng sinh, thành ra nó trở thành một cái dòng xoắn tham tâm cuồn cuộn ở cái quanh đó.
Thì nếu như mình tới đó mà đủ cái tâm để lắng động thiền định á, thì mình thấp hơn cái tầng dao động ồn ào kia á, thì mình sẽ nhận được cái lực thiền định của Đức Phật vẫn còn nguyên đâu đó, khiến cho công phu tu tập của mình nó thăng tiến. Thì nhiều người cũng đồn đãi là tới đó tu mới tốt, nhưng mà tới đó cái tâm cầu mong của mình á, là nó đã làm bích rồi, hết đường để mình thâu nhận cái năng lượng rồi. Mình phải vô tư hồn nhiên và phải hành pháp cho đúng để cái tâm mình đầy đủ cái định lực, mình mới có thể kết nối nó được. Cho nên những cái chỗ mà có những người đạt đạo, có những người đã tu tập tốt, thì chúng ta đừng có cho cái tâm chúng ta nó vọng động, để chúng ta giữ được cái thông thoáng ở nơi tâm mình, và nó sẽ kết nối được với cái trường lực ở những cái người tu tốt. Cho nên có một cái số người mà cái tâm linh nhạy cảm á, thì họ chỉ cần họ từ xa thôi, khoảng chừng 10m, 20m mà họ gặp một cái người tu tốt là họ chạm tới cái lực đó liền, họ bị chấn động. Mình bây giờ mình không thấy nổi cái này, nếu mà mình lại gặp một người tu tốt mình thấy nó cũng thường, chứ còn người bình thường không có đâu. Đang đứng xây lưng, không phải đối diện mình đâu, nhưng mà cái người mà tu tốt đi tới sau lưng mình cách khoảng 10m là mình bị chấn động, mình quay lại liền. Nó có một cái lực đó, chứ không phải không có. Họ gần như là một cái trường lực rất là lớn, nó phủ khắp họ 10m, 20m như vậy, chứ không phải không có đâu. Cho nên nhiều khi nó, ủa tôi trực giác là thầy đi tới. Không phải trực giác, mà cái lực của ông thầy nó tác động tới, để tâm mình lúc đó đang yên, mình mới chạm, mình nó chạm nổi cái lực đó. Thì những cái nơi mà có những người tu đạt đạo, cái định lực nó còn nguyên. Ở Việt Nam thì còn một số nơi mà các vị thấy đi tới những cái nơi mà các vị để lại nhục thân á, thì chúng ta có dịp để đi tham quan những cái nơi các vị thiền sư mà để lại nhục thân, tới những cái tháp thờ đó mà chúng ta đủ cái thanh tịnh á, thì chúng ta vẫn thấy nó nguyên ở đó, cái định lực kinh khủng. Còn hết không ạ? Không cần, ở đâu cũng có. Nhưng mà mình nhiều khi mình giới thiệu người ta đâu có thấy gì đâu. Nói tôi tới mấy lần tôi đâu có thấy gì đâu. Ví dụ vậy, giống như ở những cái chỗ thờ của chánh điện của mình, hoặc là ở các nơi mà tôi nói là nên đứng ở cái giữa, cái như chánh điện phía trước là tôi kêu đứng giữa chỗ mà gạch với đá đó, rồi thả lỏng người sẽ thấy một cái lực hút để mình nhẹ ra. Ví dụ mình căng thẳng bị nhức đầu cứ vô đó ngồi và thả lỏng đi rồi nó sẽ hết. Ví dụ tôi mà nhiều người cũng có người hết, có người nữa tôi đâu thấy gì đâu thầy, tôi nói không thấy thì gắng chịu rồi biết giải thích làm sao, đâu biết giải thích làm sao. Nhưng mà cái lực nó kỳ cục lắm. Cái năng lượng nó có thể nó làm mở con người ta ra khi người ta đã tới chỗ đó. Mà nhiều khi họ nói chuyện linh thiêng, linh khí, thì nó không phải, không phải. Nó có những cái cục đất, có những cái nơi mà nó tháo gỡ được cái dòng xoắn trói cột. Trước kia nó là cái dòng xoắn trói cột, thì bây giờ những cái nơi thanh tịnh nó là dòng xoắn tháo gỡ. Cho nên mình tới đó mình nghe mình nhẹ đi mà mình không lý giải được. Không lẽ giải được, ở đây là rõ ràng là bị rọ, bị lưới trói cột do hoặc nghiệp khổ, đúng không? Thì bây giờ đó là cái chỗ tháo gỡ cái hoặc nghiệp khổ của mình, là những cái nơi thanh tịnh, những cái nơi có cái lực thiền định của những người đã tu hành. Thành ra có những người không lý giải được là khi tới cái chùa đó cái mình thấy nhẹ mà mình không cần ngồi thiền, ngồi dựa đại gốc cột mình cũng cảm thấy mình sướng dễ sợ luôn á. Có những chùa tới rút nhăn lẹ lẹ bỏ lên xe ngồi không xe không thèm uống nước nữa, vô đó là thấy mệt rồi. Có những cái chùa như vậy thì rõ ràng biết rằng nếu mà chúng ta hỏi thăm kỹ là chúng ở đó không có tu tốt. Có những chùa mình tới cái mình thích tới hoài không phải là có tiền có gạo gì, nhưng mà vì cái yên ổn, cái an lạc, cái thanh tịnh đó nó tỏa khắp ở khuôn viên đó rồi. Tự nhiên mình tới mình cảm giác mình nhẹ. Ở nhà mất ngủ mà tới ngồi giữa gốc cột chùa đó ngủ ngon. Nhưng mà không có lý giải được. Nó tháo gỡ được cái hoặc nghiệp khổ của mình một cách vô hình. Đây là cái lực cuốn hút của âm dương. Đây là cái lực một cách rất là tự nhiên của vũ trụ này, chứ không phải là linh thiêng quyền bí gì hết đó. Nhưng mà ở chỗ đó người ta tu tốt nó tạo thành một cái loại dương lực để có thể làm bung vỡ tất cả những cái bí kết trong tâm thức của mình. Nên là mình tới đó mình cảm giác mình nhẹ mà mình không lý giải được đó. Thì vậy là do ở đây ảnh hưởng tới cái đoạn mà ông tha quá tự tại thiên phương này, ông chơi, ông dùng cái hoặc nghiệp khổ để làm rọ, làm lưới. Là chúng sanh nghe từ rọ lưới là biết không thoát rồi, đúng không?
rồi còn gì nữa, cột trói tất cả các hạng phàm phu. Nếu mà chúng ta còn thấy nghe hay biết bằng hoặc nghiệp khổ thì chúng ta bị ông trời tha quá tự tại thiên vương trói chúng ta ở lại cõi phàm này không ra được. Mà đó là sự thật, không cần ông trói cho mình cũng tự trói mình rồi. Đại thiên thế giới đại phạm vương, tất cả chỗ ở của phạm thiên đều hay hiện thân ngồi ở trước, diễn thông tiếng phạm âm vi diệu. Chỗ trời này chúng ta có nghe chưa? Đại thiên thế giới đại phạm vương, có nghe chưa? Thì chỗ trời này á là nơi của tất cả các trời đại phạm ở, thì ổng luôn luôn hiện thân ngồi trước hết. Cõi trời này cũng hơi lạ, cho nên mình muốn làm chuyện gì gì đó sai trái mình không bao giờ làm được. Nó chỗ nào cũng thấy ông trời cũng hiện hết. Cái cõi này là chúng ta cũng ít khi mà nghe nói trong kinh đúng không? Đại thiên thế giới đại phạm vương, đó là cõi trời đại phạm. Thì chỗ nào có căn chơi tăng chúng thì chỗ đó ổng hay hiện thân ngồi trước chơi vậy đó. Tức là cái cách quản lý thiên chúng này rất là kỹ. Thật ra là các vị thiên chúng ở cõi trời đại phạm này á là không thể nào mà móng tâm để có thể làm điều gì sai trái được. Không có phóng túng, không có buông lung, không có theo những cái tà tâm của mình được, mà luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình rất là chân chính. Tại đi đâu quay tới quay lui, ở đằng trước ở đằng sau gì cũng thấy là hiện thân của trời đại phạm ở trước hết á. Thành ra đâu có chạy được nào thoát đâu. Giống như mình á bây giờ á, ban đêm á, đêm nào mà mình ngồi thiền không? Có ông thầy kiểm thiền thì ngồi nghiêm túc một chút, mà bữa nào mà liếc qua liếc lại thấy không ai kiểm thiền là mình ngồi hơi buông lung một chút, thấy chưa? Buồn buồn cũng gùng gùng người ngủ gục một chút. Nói sao, nhưng mà có ông thầy kiểm thiền là khác à, không có chuyện đó đâu. Mới gán tinh tấn ngồi thẳng lưng. Nhưng mà cõi trời này gần như là không có cái chỗ nào không có ông trời đại phạm xuất hiện á. Thành ra là thiên chúng chắc chắn là sẽ tu tinh tấn, và đồng thời còn diễn thông tiếng phạm âm vi diệu nữa. Có nghĩa là lúc nào muốn nghe được cái tiếng phạm âm thì đều nghe được. Thì đây là một cõi trời mà không có phút nào không nghe diễn thuyết Phật Pháp. Đây là một cõi trời rất là đặc biệt, trời đại phạm. Đại phạm vương kia ở thế gian thiền định thần thông còn như ý, huống đấng xuất thế gian vô thượng mà thiền giải thoát chẳng tự tại. Chúng ta nếu mà thực sự phát tâm mà để mà sanh về cõi trời thì chúng ta thấy rõ ràng là nãy giờ chưa nói tới cõi trời đâu xuất coi làm sao, nhưng mà cõi trời đại phạm vương này là chúng ta cũng nên phát tâm về đi. Cỡ này là ngon rồi đó. Lúc nào cũng có thấy ông trời đại phạm và thuyết phạm âm vi diệu cho mình nghe. Tức là lúc nào, giờ nào cũng được học đạo hết đó. Giống như là giờ là nguyên cái khuôn viên chùa là đăng loa khắp hết ha, thì ngõ ngách nào cũng nghe mở loa âm nhạc. Những cái nơi du lịch nó hay mở nhạc như vậy. Thì ở chùa cũng vậy đó, mai mốt là nếu mà có điều kiện chúng ta sẽ mở loa khắp từ trước rồi tới sau, phục vô cổng chùa là được nghe giảng. Phục vô cổng chùa đi đâu cũng nghe tiếng pháp âm vang 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 hết. Ma hê thủ la trí tự tại, đại hải long vương lúc làm mưa có thể phân biệt đếm từng giọt, ở trong một niệm biết rõ ràng. Bậc vô lượng kiếp siêng tu học được trí giác bồ đề vô thượng, há lại chẳng được trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Ở đây nói là ma ha hê thủ la trí tự tại, thì lúc mà mưa là chỉ cần niệm biết hết các giọt mưa. Cái này Đức Phật có một lần đã nói trong kinh, nhờ sao khắp pháp giới mười phương này mưa một lượt, Đức Phật liền biết trong một sát na niệm bao nhiêu hạt. Nhà Đức Phật có nói. Và cũng có một cái chuyện, có một cái lần cái ông ngoại đạo đó tự dưng ổng cũng bữa đó ổng thấy cái cây cũng đẹp, sáng ngắm cái cây mà với những cái lá non nó trổ rất là đẹp, ổng thích thú cái ổng ngồi đó. Và ngồi đó thì không có chuyện gì, bắt đầu ngồi điếm lá cây. Ổng điếm cho suốt 3 tháng trời, vừa hết được lá cây ổng mừng quá, ổng ngồi ổng điếm được hết lá cây.
ngồi một chỗ 3 tháng đếm lá cây rồi quý vị biết là thiền định không phải đơn giản rồi nha. Đếm mà xuyên suốt 3 tháng mà cộng mà không có lộn lá nào là không phải đơn giản đâu. Thì liền khi ấy ngài Xá Lợi Phật tới, thấy ông này cũng ngồi nghiêm trang và tỏ vẻ tự hào, thấy chưa? Hỏi ông ở đây làm gì, ông cười, ông nói là tôi suốt 3 tháng nay tôi ngồi điếm mà mới vừa hết lá cây của cây cổ thụ, đại thụ này. Thì vậy là ngày sáng rồi phát nói mất gì mà ông phải mất nhiều thời gian thế. Nói ông có biết được nhiều không, ông chê tôi mất nhiều thời gian. Ngày sáng lại phát nói cả trúng bốc. Nó là chỉ trong một sát na niệm thôi là thấy được hết tất cả lá cây của cây đại thọ. Trí của các vị là như vậy. Cho nên ở đây cái vị mà mang hê thủ là trí tự tại đến cái độ là mưa bao nhiêu là sẽ thấy từng giọt mưa và đếm được từng giọt mưa một không sót. Thì ở đây ví dụ cái gì? Thì cái người mà vô lượng kiếp tu học được trí bồ đề vô thượng á, thì lại sao? Lại trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Điều này Đức Phật có nói nhiều ở trong nhiều kinh và nhất là trong bản kinh Pháp Hoa, đúng không? Trong bản kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tinh tấn hoặc là giải đãi ở trong rừng sâu hoặc là ở giữa chợ, thương Phật hoặc là ghét Phật, tinh tấn hoặc là giải đãi, tất cả những ý niệm đó Đức Thế Tôn biết rõ không sai sót một niệm nào. Đó, giống như mình ngồi đây bây giờ mình nghĩ gì đâu ai biết, nhưng mà Phật không có thấy sót niệm nào của mình đâu. Có nhiều khi đó mình còn bất giác, mình còn không biết mình nghĩ cái gì nữa. Mình ngồi đây nhiều khi mình còn không có rõ là mình nghĩ tốt nghĩ xấu nữa, tại vì mình đang bất giác, mình không có tỉnh. Nhưng mà Đức Phật thì thấy không sót một niệm nào của mình đang khởi. Đây là cái bậc mà vô lượng kiếp siêng tu học. Chúng ta tất cả những ý niệm dù nhỏ dù lớn nơi tâm mà được chúng ta rõ biết bây giờ á, thì sau này chính nó là cái gì? Loại trí tuệ để chúng ta có thể thấy biết khắp tất cả tâm chúng sanh sau này. Thì đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đạo. Còn nếu mà tâm mình còn chưa biết rõ thì không ai nói mình là người có trí cả. Ra tu để thấy rõ được mình. Người có trí là người thấy rõ mình trong mỗi lúc. Ra lúc mà mình có niệm tốt, niệm xấu, niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm buồn, thương, giận, ghét gì đó, bao nhiêu cái niệm đó, bao nhiêu cái thuận nghịch xảy ra nơi tâm mà chúng ta không biết rõ mình thì mình rõ ràng không phải là người có trí. Trước mắt là mình mới thấy rõ mình. Và một phen mình thấy rõ được hết mình rồi thì chúng sanh khác ở khắp pháp giới mười phương sẽ được mình thấy. Thì thường ví dụ như những người mà có cái năng lực thiền định mà ít thì họ có thể bằng cái thiền định họ lắng tâm, họ hướng về mình, họ biết được tâm mình và phải lắng trong định. Còn nhớ vị thánh thì không cần phải lắng tâm như vậy, thấy một cách trực tiếp, không cần phải lắng tâm. Nhưng mà các vị đại thánh thì thấy một lần không phải một người mà thấy một lần nhiều người. Như Đức Phật thì thôi hết tất cả chúng sanh đều được thấy, không phải trong cõi mình mà tất cả các cõi nước ở mười phương. Thì càng thấy được cái trí tuệ của Đức Phật so với các vị thánh hiền thì rõ ràng là các vị thánh không có chỗ để so. Đó, cho nên học Phật mà lần hồi chúng ta càng học, chúng ta càng thấy về cái trí tuệ, về cái sâu cạn của Đức Phật và các vị thánh là chúng ta sẽ thấy rất rõ. Chứ ngày xưa phải nói thật là khi mà chúng ta được đặt cái câu hỏi là cái chỗ chứng đắc của Đức Phật và các vị thánh đệ tử A-la-hán như thế nào thì chúng ta sẽ rất khó lý giải, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta học nhiều một chút, học và được một số bản kinh chuyên môn thì chúng ta có thể nói được, chúng ta có thể đưa ra ví dụ được. Và chúng tôi nhớ là có một cái lần cái lớp giảng sư cái thời 2004 là phải, có một cái bài, có một bài thi hỏi câu hỏi này của Hòa Thượng Nguyên Ngôn, gần như tăng chúng ni chúng rất hết. Không ai có điểm cao ở bài đó rồi. Không ai được ông Hòa Thượng chấm được 2 điểm. Chứ không tới 5. Một bài là 20 điểm, không ai được chấm tới 5 điểm. Tại vì không thể so sánh được cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật và A-la-hán. Trí tuệ và thần thông không ai có khả năng để có thể nói được.
Thường là kinh sách nói chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỗ nọ một chút, nhưng mà phải là những người có công phu thiền định và tu tập mới có thể hiểu nhiều hơn và nói được. Chứ còn nếu mà học giả học thức thì không đủ cái đầu để có thể so sánh cái chỗ khác nhau về trí tuệ của Đức Phật và trí tuệ của một vị thánh A-la-hán đâu. Thấy vậy chứ mà khó phân biệt lắm. Câu hỏi đó nghe nó bình thường nhưng mà nó rất là chuyên sâu, rất là khó thấy. Thì sau này ví dụ như có những cái câu hỏi mà để xác chứng được là người này tu tới đâu rồi thì người ta chỉ cần hỏi nhẹ một câu thôi. Ví dụ như bây giờ hỏi hoặc nghiệp là cái gì? Hoặc nghiệp là bên ngoài. Rồi vi tế hoặc là cái gì? Rồi tới trần sa hoặc là cái gì? Thì những cái này cũng có thể giải thích được. Nhưng mà hỏi tới câu lậu hoặc là cái gì là bó gối khoanh tay đứng nhìn. Lậu hoặc là cái gì thấy không? Mà phá hết cái lậu hoặc mới chứng được cái quả thánh nào là hai. Thật ra tới cái lậu hoặc là trong kinh thỉnh thoảng có nói qua, nhưng mà không phải cái cách nói đó. Nếu một cái hành giả mà không phá được lậu hoặc, không thấy được hết lậu hoặc để có thể phá, thì người đó chứng tỏ là họ không chứng thánh quả. Mà cái bài quản về là hoặc nghiệp rồi lậu hoặc rồi vi tế ngã chấp pháp chấp gì đó vân vân là chưa có mấy người giảng một cách triệt để. Thì phải thấy được cái hoặc nghiệp, thấy được cái lậu hoặc, và thấy được lậu hoặc rồi thì người đó không còn rò rỉ cái lậu hoặc để rớt vào sanh tử nữa, tức là phá trừ được cái lậu hoặc thì mới chứng được lậu tận thông, mới chứng được thánh quả. Có được cái thông trong lục thông là lậu tận thông. Còn các vị ví dụ như ở cõi trời này thì có được ngũ thông mà không thể nào có được cái lậu tận thông, vì chưa phá trừ được cái lậu hoặc sinh tử. Lậu hoặc là một cái gì? Và người mà thấy được lậu hoặc, tức là người đó cận kề thánh quả mới có đủ trí để mà thấy được. Khi thánh trí hiện lên mới thấy được lậu hoặc, và thấy được tận cùng cái lậu hoặc mới phá trừ sạch sẽ mới chứng quả A-la-hán. Thì đó là một cái bài riêng cho những người ở cái chiều sâu công phu. Và khi đối diện với vị thầy mình, cái phúc mà để có thể phá vỡ là phúc đó ông thầy sẽ nói tới chuyện này mới có thể phá vỡ nổi mình, chứ nếu không phá không nổi. Và chúng ta rất là khó gặp được những cái chuyện đó à. Một cái cuộc đối thoại mà để mà gọi là tẩy trừ những cái hoặc nghiệp lậu hoặc của đệ tử, để đệ tử mà sạch sẽ rớt vào cái tầng của đạo lý, là một cái cuộc hội thoại kinh hoàng. Và chỉ có những cái hội riêng của thiền mới làm chuyện này. Trong các cái thiền sử chúng tôi đọc, có khi những ông thầy nói chuyện liên tục, đặt những câu hỏi liên tục, hoặc là người đệ tử trình kiến giải liên tục, bị ông thầy gật đầu hoặc là lắc đầu, chấp nhận hoặc là không chấp nhận, thì đó chưa phải là hay. Chưa thấy một cái cuộc hội thoại để phá vỡ đệ tử nào một cách ngon trong lịch sử thiền Trung Hoa. Nhưng mà nếu như một người tu thiền mà bắt được một cái nhịp nào đó trong thiền học rồi á, thì ngồi đối diện với vị thầy họ sẽ phá mình từng lớp một, gỡ rớt cho tới phá tận cùng cái lậu hoặc. Thì điều đó rất hiếm có, chỉ trừ là Đức Phật, các vị thánh đệ tử thật lớn. Còn trong thiền tổ sư Trung Hoa tôi chưa gặp. Chúng ta đọc rất là nhiều về thiền ngữ rồi ngữ lục này nọ của các vị thiền sư chưa thấy. Đương nhiên là có những cái câu nói, có những cái lời mà người ta ngộ liền, nhưng mà đó không phải là phá trừ sạch cái lậu hoặc của người đệ tử mình đâu. Cái duyên người đó chín mùi nhờ câu nói đó để ngộ, thì đó là một cái chuyện. Và cái cách khai thị để ngộ là một chuyện khác nữa. Khi mà chúng ta học thiền á, đến những cái chỗ người này ngộ cái kiểu này, người kia ngộ cái kiểu kia, thì chúng ta sẽ nói lý do tại sao người này ngộ, và ngộ đó là ngộ tới đâu. Nếu mà nói tới thiền sư Trung Hoa, chúng ta phải phân được hai cái này: ngộ này lý do gì và ngộ tới đâu. Sau khi ngộ nốt một bài kệ đó thì mình liền biết là người này ngộ là triệt hay là chưa triệt. Và không triệt thì phải tới chừng nào mới là triệt, câu nói nào mới là triệt. Như vậy sau này mà chúng ta đọc lại cái giai thoại của Lục Tổ Huệ Năng, thì ngay khi mà nghe cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ trâm, thì cư sĩ Họ Lư phát tâm đi tu, có ngộ không? Có.
Nhưng mà sau khi gặp Ngũ Tổ cũng nghe giảng là Kinh Kim Cang tới câu đó để ngộ, thì ổng liền nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh giống không sanh diệt, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh không tăng không giảm gì gì đó. Bao nhiêu cái nào ngờ đó là khác nghìn trùng với cái đoạn đầu mà cư sĩ Hợ Lư đã ngộ. Hai cái nó khác nhau, cũng nghe câu đó, cũng ngộ, nhưng mà hai cái ngộ nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên được gọi là giải ngộ và triệt ngộ thì hai cái trần, hai cái tầng tâm thức hoàn toàn khác. Và đến mức độ mà triệt ngộ thực sự ở trong đạo Phật là chứng những cái quả vị thánh rất là cao ở trong đạo Phật rồi. Thật ra là cái phần mà ví dụ như giai đoạn đầu mà Lục Tổ Huệ Nghe Năng thấy rất rõ cái chuyện của mình đó là không dính mắc, mình là vô sở trụ, đó là căn nó không có dính với trần, vân vân, thì đến cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là thấy được cái tâm vô trụ của mình là ngộ rồi, thoát ra ngoài thân căn ngũ uẩn chứ không phải là không, nhưng mà chỗ đó chưa có sạch. Khi nghe giảng lại một lần nữa thì bắt đầu mới thực sự là triệt ngộ. Tại đó chúng ta thấy là con người có nhiều cái bước rõ ràng để bước vào đạo Phật, và càng được ngộ nhiều lần. Thực sự có những vật đại căn một lần đã xong, nhưng mà có những người ngộ 5-7 lần. Chúng ta học thiền sử chúng ta thấy những cái điều này, nhưng mà vẫn không xong. Vì sao? Vì cái vị thầy đó chưa qua cái cửa đó mà khai thị cho ổng là ít có khi nào có vị đệ tử mà ngộ qua thầy, hiếm hoi lắm. Ở trong thiền sử mới có một người là vọt hơn thầy mình hàng ngàn bước. Còn không là cứ ông thầy ở tầng đó thì khai thị đệ tử tới tầng đó thôi à, không thể vượt qua. Ở trong thiền sử thỉnh thoảng có những vị siêu xuất hơn thầy mình thì đó là hiếm lắm. Trong hàng ngàn người mới có một hai người, nhiều thế hệ mới có ra được một người. Thì điều này là cái điều rất là hiếm hoi, không phải dễ. Thật ra khi mà chúng ta thấy đến cái chuyện mà học đạo, mà chúng ta đã vượt qua những cái tầng nghiệp thức của mình, phá được những cái tầng vọng tưởng để biến chuyển những cái bậc tâm linh càng lúc càng cao của mình, để mình có thể ở những cái cảnh giới, ví dụ như chúng ta đọc cõi trời như thế này. Nhưng mà có nhiều người họ sẽ có cái độ cảm là mình đang ở cái tầng đó, đọc thấy rõ, hoặc là mà nó từng ở cái tầng trời đó, với những cái sinh hoạt đó mình đọc mình biết là cái tầng đó mình qua rồi, hoặc là mình đang ở đó. Vì là họ cũng thừa biết là họ bỏ thân này là họ sẽ ngang cái tầng đó, họ có thể vào ra cõi giới trời đó một cách tự tại. Có những người học Phật họ sẽ thấy được điều này, thấy rõ chứ không phải không thấy. Tức là nếu mà đọc một số các cõi trời mà giống như nãy giờ các cõi trời chúng ta thấy đó, thì những cõi đó họ thừa sức tới hay không. Ví dụ như mình đang học trên đây không phải học để hiểu ông trời, mà đọc coi mình có tới cõi trời đó không. Thì rõ ràng là mấy cõi này mình chưa tới được. Mình đọc mình thấy còn xa lạ, thấy còn cao hơn mình á, gì là biết ra mình chưa tới được. Nhưng mà có những cái chúng ta thấy rõ ràng nó có nhiều cái tương ưng với cái cách này, thì chúng ta đã từng tới hoặc là đã từng qua rồi, thì chúng ta thấy được rất là rõ. Rồi chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà càng đi sâu vào đời sống tâm linh chừng nào á, thì càng hiểu cái gì? Hiểu tâm thiên hạ nhiều chừng đó. Càng thấy, dùng từ thấy chứ không phải là hiểu, hiểu không hết, thấy rõ lắm. Cái lúc mà chúng ta chưa có tu chứng cái gì á, thì chúng ta thấy rõ mình không? Rõ. Chúng ta tu càng tốt chừng nào chúng ta càng thấy rõ mình chừng đó. Thì khi mà chúng ta đã vượt qua cái thân căn ngũ uẩn của mình một lần, và chúng ta tiếp tục sống đời sống đạo lý, thì tất cả cái tâm của chúng sanh nó hiện ra rõ, không có mất được, không có khuất lấp được. Cũng như cái lúc mà chúng ta hết sức tỉnh sáng thì không có cái tâm nào ở nơi mình mà có thể vượt qua cái thấy biết của mình. Mình tường tận rõ ràng từng cái niệm mong manh nhỏ nhiệm nhất ở nơi tâm, từng sát na một. Giống như cái chuyện mà bây giờ á, thì cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thô. Và những ý niệm thô đó là cái tầng ngoài của tưởng, cho tới những ý niệm tế là cái tầng sâu của tưởng ấm. Có khi chúng ta thấy những cái mong manh chớm khởi thì mình nghĩ là thấy hành ấm, không phải, sai rồi, mới thấy được cái tầng của tưởng ấm thôi. Và khi chúng ta phá vỡ hết cái tầng của tưởng ấm là một phen toàn cái thế gian này chúng ta thấy không. Thân này không liền tại chỗ khi chúng ta phá được tưởng ấm đó. Nếu chúng ta không phá được cái sắc ấm nha,
Đó, có một cái công phu thiền định không phải cần phải phá theo thứ lớp là phá sắc ấm, phá thọ ấm và phá tưởng ấm, không phải như vậy. Có những công phu thiền định là chúng ta đi sâu vào để chúng ta một khoen phá được tưởng ấm. Quý vị để ý thấy rõ ràng là thỉnh thoảng có một số người họ chạm tới cái bề ngoài của cái chuyện này thì tự dưng toàn thân của họ biến mất, không có trọng lượng, thân không rõ ràng, không thể lý luận sao được hết đâu, thân là rõ ràng là không, không nói là nhẹ nữa mà tan biến mất. Và họ đi đứng nằm ngồi là hoàn toàn, họ sinh hoạt với mình là họ rõ ràng họ hoàn toàn không có thân, mất cái tưởng rồi là không có trọng lượng nào của cái thân mình đang mang hết. Thật ra bây giờ mà khi chúng ta ý thức là mình có cái thân này 5kg, 10kg, 20kg gì đó, rõ ràng là chúng ta còn sống trong tưởng. Phá tưởng rồi cái thân này mất thì nó sẽ phá tưởng rồi nó sẽ phá ngược lại những cái kia. Nhưng mà một phen rớt vào cái rỗng không một đoạn đầu, sau đó chúng ta trong hơn, tức là cái đoạn mà chúng ta rớt vào cái không lúc đầu nó mù tối lắm. Dùng từ mù tối không có đúng, nhưng mà nó sáng hơn bây giờ thôi, nhưng mà so với trí tuệ giác ngộ thì nó còn đang rất là mù. Nó mù một cái đoạn mê mù đó, nhưng mà rỗng không có ý niệm, bật tất cả những ý niệm lăng xăng như bây giờ mà chúng ta đang thấy. Bây giờ cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thuộc phần tưởng. Thì khi chúng ta phá sạch những cái đó, tâm chúng ta nó rỗng một đoạn rất dài. Ở trong cái khoảng rỗng đó một đoạn rất là dài, xong rồi rất là chúng ta sáng lên từ từ, sáng lên từ từ, thì chúng ta thấy một cái tầng sâu vọng niệm nữa, mà không phải những ý niệm như bây giờ. Kinh khủng, lúc đó chúng ta mới thấy là lộ diện cái thằng hành ổng ra, là những cái cuồn cuộn tâm thức, chứ không phải là ý niệm nữa. Cuồn cuộn rất mãnh liệt, và không ai có khả năng tạm dừng cái này. Thì vậy là công phu mà để phá những cái dòng thác của tâm thức cuồn cuộn đang cuốn đi, những cái biển tâm thức chứ không còn là dòng thác nữa, những cái biển trôi ngầm sâu ở trong hành ẩm. Thì lúc đó là phải nói là chúng ta có một cái thoáng chơi giới, là tại vì mình thấy mình phá hết ý niệm rồi. Phá ý niệm ở rộng cái tầng không rồi, ở rồi không tưởng nhưng mà còn hành, mới phá được cái không, mới phá được cái tưởng đã trở thành không thôi. Thì lúc đầu nó mù mờ, lúc sau nó cuộn rồi chúng ta phải nói là một thoáng rợn người khi thấy được cái cửa ngõ hành ấm mở ra. Mà ý niệm nó không có phải là từng niệm như bây giờ, nó lăng tăng li ti nhỏ nhiệm. Lúc đầu chúng ta thấy cuộn vậy, lần lần trí chúng ta thấy rõ cái cuồn cuộn đó nó có đầy đủ quá khứ hiện tại vị lai. Chúng ta thấy ba thời vọng niệm hiện ra, thì khi đó mới được nói là tôi biết được hành ấm. Còn bây giờ mình thấy, ví dụ như mình nhớ quá khứ là mình nhớ quá khứ, đúng không? Mình nhớ vị lai là mình nhớ vị lai, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà lúc đó nó phải nói là nó hằng hà sa số tỷ lớp quý niệm với đầy đủ quá khứ vị lai lộ diện ra trong khi hành ấm lộ ra. Và như vậy để mà công phu phá được cái biển hành ấm, chúng ta dùng từ là biển chứ không nói là cái thác hay là dòng sông nữa, thì là một công phu kinh khủng để có thể vượt qua nổi cái hành ấm này. Thật ra lúc đầu có nhiều người nói là tôi tu cái tự nhiên tôi bật vọng niệm, tôi nói là tốt rồi đó. Bật được vọng niệm là tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà nó chỉ là cái gì, nó là bể mấy hòn bọt lăn tăn trên mặt biển thôi, không giải quyết được chuyện gì hết trơn, còn nguyên một cái biển nước hành ấm chứ kìa, kinh khủng như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy vọng niệm mình thưa thớt, có nghĩa là mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước nó bể à. Từng phân tử nước có nghĩa là một hành ấm, mà nguyên một biển nước, tức là nguyên một biển hành ấm nó để phải có thể biến thành không thì không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên nói tới những người mà gọi là ngũ quẩn giai không, mà ngộ tùm lum từ trước đến giờ, mình thấy tức cười lắm, mà mình không có dám đụng tới. Càng đụng tới thì càng mít lòng. Nói mà nói tới cái chuyện mà nói là thấy được hành ấm thôi là cả cái đời tu tập của chúng ta, tu tinh tấn thì chưa chắc gì chúng ta có thể được một lần mộng thấy. Mặc dầu nó là một biển mênh mông đó, nhưng mà chúng ta chưa có phá nổi cái hàng rào của tưởng ấm. Những ý niệm thô thiển, buồn thương, giận ghét, nhớ nhung này nó kia mình chưa phá được mà. Thì làm gì thấy nổi tới hành ấm để mà phá. Mà không thấy nổi tới hành ấm để phá thì không thấy nổi cái sự phân biệt của ý thức sâu trong hành ấm này nữa.
Sau cái lớp hành ấm cùng cùng đó là cái lớp của thức ấm. Vậy là cái ngũ uẩn mà trong cái giai đoạn mà chúng ta giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như là giảng kinh Bát Nhã này nọ kia là chúng ta chưa có nói hết được những cái điều như thế này. Nếu như sau này mà nói lại ngũ uẩn ở trong những cái đoạn này ha, thì chúng ta sẽ nói ở một cái tầng của kinh Quang Nghiêm nói, thì mới thấy rằng là trời ơi, kiếm người ngộ khó lắm. Phải dùng cái từ như vậy. Chứ hồi xưa trong lịch sử tôi thấy người ta ngộ lum rồi cười chết luôn. Đọc lịch sử Trung Hoa mà hồi đó người ta mới ngộ, mình mê mình chết luôn á. Hở mày không ngộ à? Ở Việt Nam cũng ngộ. Việt Nam tôi nghe tu thiền mấy thiền viện cũng ngộ quá trời quá đất, rồi mình mê quá trời, mình tưởng là mình cũng ngộ luôn nữa. Nhưng mà sau này càng đi sâu trong Phật pháp rồi tôi nói ngộ không có dễ đâu ông. Ngộ không có dễ đâu, phải trả gì cái giá gì nó kinh khủng lắm. Trời ơi, cái chuyện mà như sáng tôi nói là cái chuyện mà phá sắc ấm theo con đường mà gọi là đột phá đó, mà không đi theo cái thứ bậc công phu của thiền định đó, kinh khủng, không phải đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta học Phật càng sâu, chúng ta mới thấy đạo Phật là một cái giá để trả hằng hà sa số kiếp cho một cái thấy biết Phật pháp nhỏ nhất của mình. Đối với chúng tôi là vậy, một cái thấy biết Phật pháp rất nhỏ cũng có thể đổi hằng hà sa số kiếp tu tập của mình mới có thể thấy được. Còn không, chúng ta cứ trơ trơ qua đó, ngày này tháng nọ qua tới đời này kiếp kia, mình vẫn trơ trơ ở đó mà không phá nổi cái gì. Thật ra đối với Phật pháp mà mình thấy, nhiều khi mình thấy tăng ni Phật tử cứ lơ thơ phất phơ thì nó phải chịu thôi chứ nói sao giờ. Trách không được, tại vì họ bị sao, họ bị hoặc nghiệp che chắn rồi, mình trách không được. Họ không có dùng dãy ra khỏi cái hoặc nghiệp của riêng họ thì làm gì mà nói tới chuyện tới Phật pháp. Như vậy là một vị thiện tri thức phải tìm cái cách nào mà đâm thủng cái hoặc nghiệp đó, đập vỡ cái đập nghiệp đó để cho họ có thể sáng mắt lên rồi cái trách nhiệm của mình, chứ không phải của họ. Thật sự tất cả chúng sanh đều bị mê mờ bởi hoặc nghiệp riêng của chính mình, họ không có lối thoát, họ đang lùng tung lúng trúng trong đó. Thì những người sáng mắt có trách nhiệm, nhưng mà ai dám đưa để đập thì đó mới là cái người mà có chút thiện căn. Chứ phần đồng là đập một hai cái đầu bỏ trốn mất hết. Nhiều khi người ta cũng chạm nhẹ tới bản ngã một cái rồi nổi sân đùng đùng bỏ đi, hay là không thèm học của thầy nữa, rồi đóng cửa lại tôi tự tu hay gì đó tùm lum à. Nó không có theo, không có đủ sức để có thể mà người ta chạm tới. Ta chạm tới cái cửa bản ngã là chỗ đau nhất trong cuộc đời của mình. Có những cái mình rất là quý, nhưng mà mình bên ngoài mình cũng nói mình quý ông thầy mình này nọ kia đủ thứ, thì ông thầy ông chọc tới cái chỗ quý của mình, cái mình nói sân với ông thầy là cái như xong đời. Cái nó quý cái gì chứ, nó phải quý đạo lý. Cái đạo lý là một cái gì đó mà khi chạm tới mình đau thấu tim đen, đau cho tới thể phải nói là tan thân mất mạng mà dám phải đưa đầu tới để mà nhận cái đau đó thì mới phá vỡ nọ. Thế vậy chứ khó lắm. Cho nên có những cái cửa ngõ để mình chấp nhận phá mình á, thì mà phải chịu những cái thương đau ở trong đời sống này. Phải dùng cái từ phải chấp nhận thương đau. Thương đau lắm chứ không phải là ẩn nhẫn cái kiểu bình thường, không có. Có những cái chuyện mà phải nếu là thà chết 100 mạng còn sướng hơn chịu cái thương đau đó nữa. Vậy mà mình dám phải đưa cái thương đau để mình nhận, thì mình mới có thể nhận nổi cái đạo lý. Trả giá rất là đắt, không phải giỡn đâu. Cho nên những người học đạo có đôi khi có những cái thử thách rất là thông thường mà người ta quá không được. Quá không được thì chịu thôi. Có nghĩa là gì? Thiện căn ở mình mỏng quá bị phá vỡ chứ gì, đúng không? Mình đang theo học cái dòng pháp bị chuyện cái mình bỏ mình không học nữa, có nghĩa là gì? Là thiện căn mình mỏng đụng cái bể mất rồi. Chứ còn nếu mà thiện căn mình lớn với tất cả những cái thương đau xảy ra, cỡ giá nào tôi cũng đem đi đổi đạo lý hết. Thậm chí là hằng hà sa số thân mạng sắp tới tôi cũng sẵn sàng để đổi. Thì những cái thương đau thương tổn là gì? Không có, không có với mình trong cái chuyện mà đổi lấy đạo lý. Vì đạo lý là quý nhất, sinh mạng không bằng thì mới được. Đó, cho nên khi mà thấy được cái tâm con người ta học đạo, mà một vị thầy để ngồi chờ thấy cái tâm này nó tiến tới đâu để ông thầy cất nhắc, có khi chờ cả một cái đời. Thấy con người xô nó một bước rồi nó đứng đó lấy chạy đập nó cũng không nhúc nhích luôn. Nó đứng đó hoài như trời trồng vậy đó.
Có những người như vậy á, nhưng mà mới gặp á, cái cách tu tập của họ tinh tấn thấy là mình cũng nhiều hy vọng đúng không, nhưng mà đẩy qua được có một bước một là bị nguyên một cái vết sắt phía trước chắn hàng sau, mình xô không tới nữa và không có cách nào để phá, đành chịu họ đứng đó suốt đời này, giữ cho được cái tình thầy trò để cho đời sau học đạo tiếp, cho đời này là họ tới đó thôi. Tức là bao nhiêu cái phước lực của họ gom tụ lại để đời này chỉ bước đúng một bước trong Phật pháp thôi, thì vị thầy cũng phải thấy được điều này và chờ qua tới đời sau. Chứ không phải chuyện giải đạo là dễ, không phải chuyện giải đạo là dễ, nhưng mà người ta thấy không biết sao dễ quá trời. Đúng không? Tôi thấy nhiều ông thầy cứ là học học dài qua quyển kinh là có thể đi giảng được rồi. Tôi nói hay quá, không biết, hay quá, không phải vậy đâu. Cái trách nhiệm mà để có thể chuyển hóa tâm linh của một người khác là người ta thấy tới mức độ tận cùng cái tâm thức của người đệ tử mình, và cần phải chuyển cái kiểu gì, và đời nào chuyển bao nhiêu. Phải nói thật như vậy, là với tất cả những trách nhiệm của trí tuệ, chứ không phải là tình cảm của thầy trò. Đây là một cái chuyện kinh khủng lắm, mà nhiều khi đọc tới cái chỗ mà biết tất cả tâm chúng sanh, không phải là biết cái kiểu bình thường, không phải biết kiểu bình thường. Đương nhiên là thấy chuyện xấu, chuyện tốt của mình, thấy chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, dễ dở, mình là Phật tổ thấy hết. Nhưng mà các vị khi thấy được mình là dùng phương tiện gì để chuyển hóa mình, đó là cái bên sau của lòng từ. Có thói quen uống cà phê mỗi sáng, cái này là dính sâu hả? Hoặc là mỗi sáng ra ngồi nhịp nhịp chân hút thuốc. Nhưng ta để ý, này có một chuyện chúng tôi mới là tôi mới gặp một cái trường hợp thì mình nói liền. Đáng lý cái này nói trong cái chuyện mà trong cái bài gì về sức khỏe thì nó hay hơn. Chúng ta để ý là từ cái giờ 3 giờ tới 5 giờ sáng đó, là giờ hoặc giờ gọi là thảy độc của phổi. Cho nên ai thức vào cái giờ đó để mà hít thở thì cái phổi nó sẽ tốt. Thành ra đến chùa 3 giờ bắt đầu thức dậy, ít nhiều gì chúng ta cũng ngồi thẳng lưng để hít thở thì cái phổi sau này rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cái gì xấu? Hút thuốc trong giờ đó. Đa số là bị lao phổi, lủng phổi, hư phổi thì hút thuốc trong cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ sáng, ngủ không được giờ đó. Những người mà lớn tuổi ngủ không được từ cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ bắt đầu hút thuốc là cái như xong cuộc đời. Phổi thế nào cũng bị lao, bị lủng. Rất là để ý đi. Thật ra hồi trẻ hút thuốc thấy không có gì, nhưng mà già hút thuốc bị lao. Nhưng mà đoạn già tại sao hút thuốc bị lao là tại vì từ 3 giờ tới 5 giờ sáng không ngủ được. Và giờ đó ngồi dậy lai rai ít lắm cũng phải 2-3 điếu. Thay vì giờ đó nó phổi nó đang thải độc thì mình lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người bị phổi nặng là do hút thuốc ở cái giờ đó nhiều hơn. Giờ đó nhiều hơn những giờ khác. Hoặc là cái giờ từ 11 giờ tới 1 giờ khuya đầu ngày mới. Đầu ngày mới cũng là cái giờ mà chuyển biến để thải độc của cơ thể, mà chúng ta lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người mà bị bệnh về phổi và một số những bệnh khác là do cái thói quen ăn ngủ của chúng ta nó không có thuận, làm ảnh hưởng cơ quan nội tạng và bị nhiễm trong những cái giờ đó. Tất cả những người bị suyễn, những người bị phổi là họ bị nhiễm vào, nhiễm ở những cái môi trường xấu vào những cái giờ đó. Ví dụ như ở gần nhà mình người ta có thói quen đốt lò đi để tạo ống khói trong cái giờ từ 3 giờ tới 5 giờ. Thì mình cái phổi mình có tốt cỡ nào đi nữa, giờ đó mà mình hít khói thì trước sau mình cũng bị à. Mình không có tránh khỏi, không bị suyễn cũng bị lao. Giờ đó là cái giờ mà cần cái môi trường thanh khiết nhất. Cho nên là chúng ta phải, ví dụ như ở trong nhà mà muốn đốt hương, đây mình mới nói cái này là đụng nhiều người nè. Đốt hương trong cái giờ đó mà mua mấy cái loại hương tạp á, trời ơi, đó là mình xong chết mình á. Đó. Đó là mình tự xong chết mình á. Cho nên thức dậy 3 giờ khuya đốt nhang lại Phật để ngồi thiền. Mà cái loại nhang tào lao gì đó nó sử dụng quá chất, mà mình nghe thơm thơm, mình nghĩ cái thơm đó là thơm, không phải. Chúng ta phải cố gắng tìm được những cái loại hương mà nó cháy lên nó không có bị gây ô nhiễm môi trường của chính mình, để cái giờ đó là cái phổi của mình nó không bị hấp thu những cái mùi, những cái hương đó gây ảnh hưởng cho mình. Rồi cái này là cái chuyện quan trọng rồi nha. Cho nên là phải tốn tiền mua nhang trầm. Nhang trầm là nhang trầm thiên nhiên. Chứ còn đâu tầm bậy ba cái lá cây gì nó làm mấy cái nhựa là cả như mình từ chết cho tới chết chứ không thể nào nói được.
Đó, thành ra là có những cái mùi hương mà đa phần những người Ấn Độ họ xài cái này nhiều lắm. Cái hương gỗ chiên đèn, ở Việt Nam mình thì có hương trầm, một số nước Đông Á cũng có hương trầm. Khi cái hương tự nhiên đó nó cháy lên, nó sẽ có một cái vị, cái mùi á, cái mùi mà nó gần gần, tức là nó có một phần trăm, một phần ngàn cái endorphin ở trong đó. Nó làm cho cái não bộ chúng ta nó được xoa dịu. Có những cái loại cây như vậy thì mà tạo cái hương á, thì rõ ràng là cái thời thiền chúng ta nó không có căng thẳng, nó nhẹ nhàng. Còn đốt cái hương tạp là chúng ta nghe đầu tiên là cái khí thở chúng ta nó sẽ bị ô nhiễm, nó không có thông, và dẫn tới là cái thiền định chúng ta sẽ không tốt. Cho nên cái giờ 3 giờ khuya thì ở chùa dứt khoát là chúng ta phải lựa cái nhang thật tốt để dành để đốt cái giờ đó. Dù như ban ngày bình thường đốt nhang gì cũng được, nhưng mà đúng 3 giờ tới 5 giờ là đừng bao giờ xong những cái loại hương không tốt. Đây là điều mà rất là cần, tôi thấy cần cho nên chúng ta nhắc. Chứ thật sự thì nó không có trong bài này, nhưng mà do tôi gặp, bữa đó mình gặp một cái người mà đang rất là mạnh khỏe mà họ xuống dốc. Thì tôi hỏi là thường sáng thức dậy mấy giờ? Thì nói ngon lành, tôi lúc này cũng già rồi thầy ơi, tôi không có ngủ được, 2 giờ mấy, 3 giờ tôi bắt đầu tôi thức à. Tôi hỏi thêm câu nữa, thức dậy làm cái gì? Thì đó mới lộ ra. Thức dậy làm cái gì? Uống tách trà. Tôi uống trà thì được, không có sao, giờ làm gì nữa, hút điếu thuốc từ đó đó. Thằng này là mới giết cái phổi, còn tách trà thì nó không giết. Có nghĩa là giờ đó uống trà, hút thuốc, uống cà phê, hút thuốc, gửi như đời tàn. Đó là điều mình phải biết. Còn người tu mình đó là thức cũng 3 giờ tới 5 giờ nhưng mà đốt hương. Rất là nhiều người tu tập rất là tinh tấn nhưng bị cái hơi thở từ từ nó ngắn, hoặc là bị xuyển, hoặc bị phổi là do đốt hương bậy bạ, hương tạp. Hay dùng là tạp hương ở trong nhà, xong ở trong nhà của mình, khiến cho cái tạp nó tạo ra một cái loại khí âm, nó làm nhiễm cả cái nhà của mình, khiến cái nhà mình không có sinh khí nữa. Thật ra là đốt hương tạp rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhiều chuyện, một là ảnh hưởng cái không khí môi trường, hay là nó làm âm hóa cái nhà của mình xuống. Thật ra khi mà đốt hương chúng ta có thể lựa những loại hương đốt để nó xong cái xong khí trong nhà. Khi mà cái khí dương nó thoát ra thì nó đẩy được cái tà khí ra khỏi nhà, khiến cái sinh khí của cái nhà mình nó được tốt. Thì nên cái giờ mà từ 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ rất là dương. Mà mình kích dương lên bằng cách mình đốt những loại hương nó dương, mình đánh tiếng chuông nó dương, mình đánh tiếng mõ nó dương, thì nó sẽ tạo được cái sinh khí cho cái chỗ mình đang sống, khiến cho nhà mình nó sinh khí. Chúng ta thấy rất rõ sau một thời gian tu tập. Nhưng mà nhiều người tu bước vào cái phòng tu thấy u ám, đốt nhang người ta cúng không à thầy ơi. Cúng mà nhìn bó nhang hả, cầm tới quá chất dính đầy tay thì chết cho tới chết chứ không có thoát được. Có một người đang tu tập tốt ở trong thất mà chỉ cần người Phật tử cúng bó nhang tào lao vô thôi, họ đốt là nguyên nửa một tuần lễ đó là không có tu được. Cứ tới giờ đó là nghe trong tâm nó có một cái gì, tại hơi thở không thông nó sẽ tạo sự bức ngặt khác, là loạn khí, và thiền định không có xảy ra, không có tốt được. Nó thành ra là chúng ta thấy có nhiều khi ấy, chúng ta đi gặp những cái vị mà họ tu tốt thì chúng ta thử lại cái bàn thờ ha, thử chúng ta liếc tới liếc lui, chúng ta coi người đó đốt nhang gì biết. Không phải là họ chơi sang đốt nhang mất tiền, không phải đâu, nhưng mà họ biết được cái giá trị của cái miếng nhang họ đốt, nó tạo được cái gì cho cái lúc mà mình hành thiền, nó góp phần cho cái việc hành thiền của mình. Đây là những cái điều mà nó ngoài lề nhưng mà chúng ta cần nên lưu ý. Đừng có giỡn chơi, đừng có muốn đốt nhang gì, đốt càng rẻ tiền càng tốt, tại mình tu mà càng tiết kiệm mà càng tốt, không có. Càng tiết kiệm thì coi chừng càng nguy hiểm chứ không phải là tốt. Có những cái mà buộc chúng ta phải xài đúng. Cho nên là thường đó là chúng ta dễ có thể bị nhiễm với những cái khói được xông ra từ hương đốt ở các chùa, ở trong thiền thất, ở trong phòng riêng của mình. Đây là điều mà người ta phải biết. Thầy tôi cũng gặp một số thầy, số sư cô bị lao phổi. Thì họ cũng hay thức cả cái giờ phia đó, rồi họ đốt nhang, họ ngồi thiền trước bàn Phật. Nhưng mà một là tâm không yên, do khói nó xông lên. Mà giai đoạn đầu là tâm không yên, nhưng mà dần hồi nó ảnh hưởng tới phổi. Và ảnh hưởng tới phổi rồi ảnh hưởng tới nhiều cái khác nữa. Tại vì cái phút đó là cần cái khí,
tất cả tế bào mà nó mới vừa bắt đầu hoạt động, kích hoạt lại thì phổi nó hoạt động lại, phổi hoạt động lại nó sẽ đem khí oxy để nó nuôi khắp các cái tế bào trong cơ thể của mình. Nhưng mà lúc đó mình bị hít cái CO2 nhiều hơn độ oxy, khiến cho các tế bào nó bị gì? Bị nhiễm khí CO2, gọi là nhiễm độc. Mỗi ngày ngắm một chút, mặc dầu nó không có nhiều, nhưng mỗi ngày ngắm một chút, mỗi ngày ngắm một chút là chúng ta sẽ bị bệnh. Ngoài cái bệnh phổi ra còn một số bệnh khác do ảnh hưởng của khói nữa. Cho nên cái việc mà đốt nhang ở buổi tối là chúng ta phải coi lại. Một là người nam mà hút thuốc từ cái khoảng mà 3 giờ tới 5 giờ sáng, hay là 3 giờ tới 5 giờ sáng mà đốt nhang tụng kinh tọa thiền, thì chúng ta phải rất dè dặt, hoặc là đốt ít lại vừa phải thôi. Thứ hai là chúng ta phải lựa cái loại nhang nào đó để cho nó xông được cái khí dương ở nơi mình tu tập. Chứ còn cái nhang xấu nó kết khí âm thì nó chiêu cái âm khí từ bên ngoài vào thêm, chứ không phải chơi. Cái khí dương nó sẽ đẩy được cái âm khí ra, nhưng mà khí âm nó sẽ làm tràn ngập âm. Cho nên có những cái phòng thiền đó, mình vô mình thấy lạnh ngắt, khí âm nhiều. Mà cái người tu đó, lại là không có khả năng thiền định để có thể hóa giải được cái âm khí nữa bản thân mình. Thật ra là không để lại cái thiền đường đó cái dương khí chút nào hết. Có những cái thiền đường chúng ta chỉ cần bước chân vô thôi chúng ta thấy nó ấm áp, nó lạ thường lắm. Tức là người tu đó có năng lượng tốt, họ để lại cái gì ở chỗ họ mới vừa đứng lên. Cho nên chúng ta thấy là có những người mà đây nói chuyện đi ngược lại, chúng tôi hay nói hoài tới cái chuyện đi Ấn Độ. Ở đây chúng ta đi Ấn Độ hết chưa ta? Khi mà chúng ta tới cội Bồ Đề á, hai chỗ định lực lớn nhất là cội Bồ Đề và cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Chỗ nào Niết Bàn thì càng mãnh liệt hơn cái lúc mà Đức Phật thành đạo. Nhưng mà vì cái tâm thức con người ta nó như chúng tôi nói là cứ ai tới đó cũng cầu khẩn vãng sinh, thành ra nó trở thành một cái dòng xoắn tham tâm cuồn cuộn ở cái quanh đó. Thì nếu như mình tới đó mà đủ cái tâm để lắng động thiền định á, thì mình thấp hơn cái tầng dao động ồn ào kia thì mình sẽ nhận được cái lực thiền định của Đức Phật vẫn còn nguyên đâu đó, khiến cho công phu tu tập của mình nó thăng tiến. Thì nhiều người cũng đồn đãi là tới đó tu mới tốt, nhưng mà tới đó cái tâm cầu mong của mình là nó đã làm bích rồi, hết đường để mình thâu nhận cái năng lượng rồi. Mình phải vô tư hồn nhiên và phải hành pháp cho đúng để cái tâm mình đầy đủ cái định lực, mình mới có thể kết nối nó được. Cho nên những cái chỗ mà có những người đạt đạo, có những người đã tu tập tốt, thì chúng ta đừng có cho cái tâm chúng ta nó vọng động, để chúng ta giữ được cái thông thoáng ở nơi tâm mình, và nó sẽ kết nối được với cái trường lực ở những cái người tu tốt. Cho nên có một cái số người mà cái tâm linh nhạy cảm á, thì họ chỉ cần họ từ xa thôi, khoảng chừng 10m, 20m mà họ gặp một cái người tu tốt là họ chạm tới cái lực đó liền, họ bị chấn động. Mình bây giờ mình không thấy nổi cái này, nếu mà mình lại gặp một người tu tốt mình thấy nó cũng thường, chứ còn người bình thường không có đâu. Đang đứng xây lưng, không phải đối diện mình đâu, nhưng mà cái người mà tu tốt đi tới sau lưng mình cách khoảng 10m là mình bị chấn động, mình quay lại liền. Nó có một cái lực đó, chứ không phải không có. Họ gần như là một cái trường lực rất là lớn, nó phủ khắp họ 10m, 20m như vậy, chứ không phải không có đâu. Cho nên nhiều khi nó, ủa tôi trực giác là thầy đi tới. Không phải trực giác, mà cái lực của ông thầy nó tác động tới, để tâm mình lúc đó đang yên, mình mới chạm, mình nó chạm nổi cái lực đó. Thì những cái nơi mà có những người tu đạt đạo, cái định lực nó còn nguyên. Ở Việt Nam thì còn một số nơi mà các vị thấy đi tới những cái nơi mà các vị để lại nhục thân á, thì chúng ta có dịp để đi tham quan những cái nơi các vị thiền sư mà để lại nhục thân, tới những cái tháp thờ đó mà chúng ta đủ cái thanh tịnh á, thì chúng ta vẫn thấy nó nguyên ở đó, cái định lực kinh khủng. Còn hết không ạ? Không cần, ở đâu cũng có hết. Nhưng mà mình nhiều khi mình giới thiệu người ta tới, người ta đâu có thấy gì đâu. Nói tôi tới mấy lần tôi đâu có thấy gì đâu. Ví dụ vậy, giống như ở những cái chỗ thờ của chánh điện của mình, hoặc là ở các nơi mà tôi nói là nên đứng ở cái giữa, cái như chánh điện phía trước là tôi kêu đứng giữa chỗ mà gạch với đá đó, thả lỏng người sẽ thấy một cái lực hút để mình nhẹ ra.
Ví dụ mình căng thẳng bị nhức đầu cứ vô đó ngồi và thả lỏng đi rồi nó sẽ hết. Ví dụ tôi mà nhiều người cũng có người hết, có người nữa tôi đâu thấy gì đâu thầy, tôi nói không thấy thì gắng chịu rồi biết giải thích làm sao, đâu biết giải thích làm sao. Nhưng mà cái lực nó kỳ cục lắm, cái năng lượng nó có thể nó làm mở con người ta ra khi người ta đã tới chỗ đó. Mà nhiều khi họ nói chuyện linh thiêng linh khí, tôi nói không phải, không phải. Nó có những cái cục đất, có những cái nơi mà nó tháo gỡ được cái dòng xoắn trói cột. Trước kia nó là cái dòng xoắn trói cột, thì bây giờ những cái nơi thanh tịnh nó là dòng xoắn tháo gỡ. Cho nên mình tới đó mình nghe mình nhẹ đi mà mình không lý giải được, không lý giải được. Ở đây là rõ ràng là bị rọ, bị lưới trói cột do hoặc nghiệp khổ, đúng không? Thì bây giờ đó là cái chỗ tháo gỡ cái hoặc nghiệp khổ của mình, là những cái nơi thanh tịnh, những cái nơi có cái lực thiền định của những người đã tu hành. Thành ra có những người không lý giải được là khi tới cái chùa đó cái mình thấy nhẹ mà mình không cần ngồi thiền, ngồi dựa đại gốc cột mình cũng cảm thấy mình sướng dễ sợ luôn á. Có những chùa tới rút nhang lẹ lẹ bỏ lên xe ngồi không xe không thèm uống nước nữa, vô đó là thấy mệt rồi. Có những cái chùa như vậy thì rõ ràng biết rằng nếu mà chúng ta hỏi thăm kỹ là chúng ở đó không có tu tốt. Có những chùa mình tới cái mình thích tới hoài, tới hoài không phải là có tiền có gạo gì, nhưng mà vì cái yên ổn, cái an lạc, cái thanh tịnh đó nó tỏa khắp ở khuôn viên đó rồi, tự nhiên mình tới mình cảm giác mình nhẹ. Ở nhà mất ngủ mà tới ngồi giữa gốc cột chùa đó ngủ ngon, nhưng mà không có lý giải được, nó tháo gỡ được cái hoặc nghiệp khổ của mình một cách vô hình. Đây là cái lực cuốn hút của âm dương, đây là cái lực một cách rất là tự nhiên của vũ trụ này, chứ không phải là linh thiêng quyền bí gì hết á. Nhưng mà ở chỗ đó người ta tu tốt nó tạo thành một cái loại dương lực để có thể làm bung vỡ tất cả những cái bí kết trong tâm thức của mình. Cho nên mình tới đó mình cảm giác mình nhẹ mà mình không lý giải được đó. Thì vậy là do ở đây ảnh hưởng tới cái đoạn mà ông tha quá tự tại thiên phương này, ông chơi, ông dùng cái hoặc nghiệp khổ để làm rọ, làm lưới, là chúng sanh nghe từ rọ lưới là biết không thoát rồi, đúng không? Rồi còn gì nữa, cột trói tất cả các hạng phàm phu. Nếu mà chúng ta còn thấy nghe hay biết bằng hoặc nghiệp khổ thì chúng ta bị ông trời tha quá tự tại thiên vương trói chúng ta ở lại cõi phàm này không ra được. Mà đó là sự thật, không cần ông trói cho mình cũng tự trói mình rồi. Đại thiên thế giới đại phạm vương, tất cả chỗ ở của phạm thiên đều hay hiện thân ngồi ở trước, diễn thông tiếng phạm âm vi diệu. Chỗ trời này chúng ta có nghe chưa? Đại thiên thế giới đại phạm vương, có nghe chưa? Thì chỗ trời này á là nơi của tất cả các trời đại phạm ở, thì ổng luôn luôn hiện thân ngồi trước hết. Cõi trời này cũng hơi lạ, cho nên mình muốn làm chuyện gì gì đó sai trái mình không bao giờ làm được. Nó chỗ nào cũng thấy ông trời cũng hiện hết. Cõi này là chúng ta cũng ít khi mà nghe nói trong kinh, đúng không? Đại thiên thế giới đại phạm vương, đó là cõi trời đại phạm. Thì chỗ nào có căn chơi tăng chúng thì chỗ đó ông hay hiện thân ngồi trước chơi vậy đó. Tức là cái cách quản lý thiên chúng này rất là kỹ. Thật ra là các vị thiên chúng ở cõi trời đại phạm này á là không thể nào mà móng tâm để có thể làm điều gì sai trái được. Không có phóng túng, không có buông lung, không có theo những cái tà tâm của mình được. Mà luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình rất là chân chính. Tại đi đâu quay tới quay lui, ở đằng trước ở đằng sau gì cũng thấy là hiện thân của trời đại phạm ở trước hết á. Thành ra đâu có chạy được nào thoát đâu. Giống như mình á, bây giờ á, ban đêm á, đêm nào mà mình ngồi thiền không? Có ông thầy kiểm thiền thì ngồi nghiêm túc một chút. Mà bữa nào mà liếc qua liếc lại thấy không ai kiểm thiền là mình ngồi hơi buông lung một chút, thấy chưa? Buồn buồn cũng gùng gùng người ngủ gục một chút. Nói sao, nhưng mà có ông thầy kiểm thiền là khác à. Không có chuyện đó đâu, mới gán tinh tấn ngồi thẳng lưng. Nhưng mà cõi trời này gần như là không có cái chỗ nào không có ông trời đại phạm xuất hiện á. Thành ra là thiên chúng chắc chắn là sẽ tu tinh tấn. Và đồng thời còn diễn thông tiếng phạm âm vi diệu nữa. Có nghĩa là lúc nào muốn nghe được cái tiếng phạm âm thì đều nghe được. Thì đây là một cõi trời mà
không có phút nào không nghe diễn thuyết Phật pháp. Đây là một cõi trời rất là đặc biệt, trời Đại Phạm. Đại Phạm Vương kia ở thế gian thiền định thần thông còn như ý, huống đấng xuất thế gian vô thượng mà thiền giải thoát chẳng tự tại. Chúng ta nếu mà thực sự phát tâm mà để mà sanh về cõi trời thì chúng ta thấy rõ ràng là nãy giờ chưa nói tới cõi trời đâu xuất coi làm sao, nhưng mà cõi trời Đại Phạm Vương này là chúng ta cũng nên phát tâm về đi. Cỡ này là ngon rồi đó. Lúc nào cũng có thấy ông trời Đại Phạm và thuyết Phạm Âm Vi Diệu cho mình nghe. Tức là lúc nào, giờ nào cũng được học đạo hết. Giống như là giờ là nguyên cái khuôn viên chùa là đăng loa khắp hết, thì ngõ ngách nào cũng nghe mở loa âm nhạc. Những cái nơi du lịch nó hay mở nhạc như vậy. Thì ở chùa cũng vậy đó, mai mốt là nếu mà có điều kiện chúng ta sẽ mở loa khắp từ trước tới sau, phục vô cổng chùa là được nghe giảng. Phục vô cổng chùa, đi đâu cũng nghe tiếng pháp âm vang 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 hết. Ma hê thủ la trí tự tại, đại hải long vương lúc làm mưa, có thể phân biệt đếm từng giọt, ở trong một niệm biết rõ ràng. Bậc vô lượng kiếp siêng tu học, được trí giác bồ đề vô thượng, há lại chẳng được, trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Ở đây nói là ma hê thủ la trí tự tại, thì lúc mà mưa là chỉ có niệm biết hết các giọt mưa. Cái này Đức Phật có một lần đã nói trong kinh, nhờ sao khắp pháp giới mười phương này mưa một lượt, Đức Phật liền biết trong một sát na niệm bao nhiêu hạt. Này Đức Phật có nói. Và cũng có một cái chuyện, có một cái lần cái ông ngoại đạo đó tự dưng ổng cũng bữa đó ổng thấy cái cây cũng đẹp, sáng ngắm cái cây mà với những cái lá non nó trổ rất là đẹp, ổng thích thú cái ổng ngồi đó. Và ngồi đó thì không có chuyện gì, bắt đầu ngồi điếm lá cây. Ổng điếm cho suốt 3 tháng trời, vừa hết được lá cây ổng mừng quá, ổng cũng ngồi điếm được hết lá cây. Ngồi một chỗ 3 tháng điếm lá cây là quý vị biết là thiền định không phải đơn giản rồi nha. Điếm mà xuyên suốt 3 tháng mà cộng mà không có lộn lá nào là không phải đơn giản đâu. Thì liền khi ấy ngày Xá Lợi Phật tới, thấy ông này cũng ngồi nghiêm trang và tỏ vẻ tự hào. Hỏi ông ở đây làm gì, ông cười, ông nói là tôi suốt 3 tháng nay tôi ngồi điếm mà mới vừa hết lá cây của cây cổ thụ, đại thụ này. Thì vậy là ngày Xá Lợi Phật nói mất gì mà ông phải mất nhiều thời gian thế. Nói ông có biết được nhiều không, ông chê tôi mất nhiều thời gian. Ngài Xá Lợi Phất nói cả trúng bóc. Nó là chỉ trong một sát na niệm thôi là thấy được hết tất cả lá cây của cây đại thọ. Trí của các vị là như vậy. Cho nên ở đây cái vị mà ma hê thủ la trí tự tại đến cái độ là mưa bao nhiêu là sẽ thấy từng giọt mưa và đếm được từng giọt mưa một không sót. Thì ở đây ví dụ cái gì? Thì cái người mà vô lượng kiếp tu học được trí bồ đề vô thượng á, thì lại sao? Lại trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Điều này Đức Phật có nói nhiều ở trong nhiều kinh, và nhất là trong bản kinh Pháp Hoa, đúng không? Trong bản kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tinh tấn hoặc là giải đãi ở trong rừng sâu hoặc là ở giữa chợ, thương Phật hoặc là ghét Phật, tinh tấn hoặc là giải đãi, tất cả những ý niệm đó Đức Thế Tôn biết rõ không sai sót một niệm nào. Đó, giống như mình ngồi đây bây giờ mình nghĩ gì đâu ai biết, nhưng mà Phật không có thấy sót niệm nào của mình đâu. Có nhiều khi đó mình còn bất giác, mình còn không biết mình nghĩ cái gì nữa. Mình ngồi đây nhiều khi mình còn không có rõ là mình nghĩ tốt nghĩ xấu nữa, tại vì mình đang bất giác, mình không có tỉnh. Nhưng mà Đức Phật thì thấy không sót một niệm nào của mình đang khởi. Đây là cái bậc mà vô lượng kiếp siêng tu học. Chúng ta tất cả những ý niệm dù nhỏ dù lớn nơi tâm mà được chúng ta rõ biết bây giờ á, thì sau này chính nó là cái gì? Loại trí tuệ để chúng ta có thể thấy biết khắp tất cả tâm chúng sanh sau này. Thì đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đạo. Còn nếu mà tâm mình còn chưa biết rõ thì không ai nói mình là người có trí cả. Ra tu để thấy rõ được mình. Người có trí là người thấy rõ mình trong mỗi lúc.
Thì đó, lúc mà mình có niệm tốt, niệm xấu, niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm buồn, thương, giận, ghét gì đó, bao nhiêu cái niệm đó, bao nhiêu cái thuận nghịch xảy ra nơi tâm mà chúng ta không biết rõ mình, thì mình rõ ràng không phải là người có trí. Trước mắt là mình mới thấy rõ mình. Và một phen mình thấy rõ được hết mình rồi, thì chúng sanh khác ở khắp pháp giới mười phương sẽ được mình thấy. Thì thường ví dụ như những người mà có cái năng lực thiền định mà ít, thì họ có thể bằng cái thiền định họ lắng tâm, họ hướng về mình, họ biết được tâm mình, và phải lắng trong định. Còn nhớ vị thánh thì không cần phải lắng tâm như vậy, thấy một cách trực tiếp, không cần phải lắng tâm. Nhưng mà các vị đại thánh thì thấy một lần không phải một người mà thấy một lần nhiều người. Như Đức Phật thì thôi, hết tất cả chúng sanh đều được thấy, không phải trong cõi mình mà tất cả các cõi nước ở mười phương. Thì càng thấy được cái trí tuệ của Đức Phật so với các vị thánh hiền thì rõ ràng là các vị thánh không có chỗ để so. Cho nên học Phật mà lần hồi chúng ta càng học, chúng ta càng thấy về cái trí tuệ, về cái sâu cạn của Đức Phật và các vị thánh là chúng ta sẽ thấy rất rõ. Chứ ngày xưa phải nói thật là khi mà chúng ta được đặt cái câu hỏi là cái chỗ chứng đắc của Đức Phật và các vị thánh đệ tử A-la-hán như thế nào, thì chúng ta sẽ rất khó lý giải, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta học nhiều một chút, học và được một số bản kinh chuyên môn, thì chúng ta có thể nói được, chúng ta có thể đưa ra ví dụ được. Và chúng tôi nhớ là có một cái lần cái lớp giảng sư cái thời 2004 là phải, có một cái bài, có một bài thi hỏi câu hỏi này của Hòa Thượng Nguyên Ngôn đó. Gần như tăng chúng ni chúng rất hết không ai có điểm cao ở bài đó rồi. Không ai được ông Hòa Thượng chấm được 2 điểm chứ không tới 5. Một bài là 20 điểm, không ai được chấm tới 5 điểm. Tại vì không thể so sánh được cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật và A-la-hán. Trí tuệ và thần thông không ai có khả năng để có thể nói được. Thường là kinh sách nói chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỗ nọ một chút. Nhưng mà phải là những người có công phu thiền định và tu tập mới có thể hiểu nhiều hơn và nói được. Chứ còn nếu mà học giả học thức thì không đủ cái đầu để có thể so sánh cái chỗ khác nhau về trí tuệ của Đức Phật và trí tuệ của một vị thánh A-la-hán đâu. Thấy vậy chứ mà khó phân biệt lắm. Câu hỏi đó nghe nó bình thường nhưng mà nó rất là chuyên sâu, rất là khó thấy. Thì sau này ví dụ như có những cái câu hỏi mà để xác chứng được là người này tu tới đâu rồi, thì người ta chỉ cần hỏi nhẹ một câu thôi. Ví dụ như bây giờ hỏi hoặc nghiệp là cái gì? Hoặc nghiệp là bên ngoài. Rồi vi tế hoặc là cái gì? Rồi tới trần sa hoặc là cái gì? Thì những cái này cũng có thể giải thích được. Nhưng mà hỏi tới câu lậu hoặc là cái gì là bó gối khoanh tay đứng nhìn. Lậu hoặc là cái gì thấy không? Mà phá hết cái lậu hoặc mới chứng được cái quả thánh nào là hai. Thật ra tới cái lậu hoặc là trong kinh thỉnh thoảng có nói qua, nhưng mà không phải cái cách nói đó. À, nếu một cái hành giả mà không phá được lậu hoặc, không thấy được hết lậu hoặc để có thể phá, thì người đó chứng tỏ là họ không chứng thánh quả. Mà cái bài quản về là hoặc nghiệp rồi lậu hoặc rồi vi tế ngã chấp pháp chấp gì đó vân vân là chưa có mấy người giảng một cách triệt để. Thì phải thấy được cái hoặc nghiệp, thấy được cái lậu hoặc, và thấy được lậu hoặc rồi thì người đó không còn rò rỉ cái lậu hoặc để rớt vào sanh tử nữa, tức là phá trừ được cái lậu hoặc thì mới chứng được lậu tận thông, mới chứng được thánh quả. Có được cái thông trong lục thông là lậu tận thông. Còn các vị ví dụ như ở cõi trời này thì có được ngũ thông mà không thể nào có được cái lậu tận thông, vì chưa phá trừ được cái lậu hoặc sinh tử. Lậu hoặc là một cái gì? Và người mà thấy được lậu hoặc, tức là người đó cận kề thánh quả mới có đủ trí để mà thấy được. Khi thánh trí hiện lên mới thấy được lậu hoặc, và thấy được tận cùng cái lậu hoặc mới phá trừ sạch sẽ mới chứng quả A-la-hán. Thì đó là một cái bài riêng cho những người ở cái chiều sâu công phu. Và khi đối diện với vị thầy mình, cái phúc mà để có thể phá vỡ là phúc đó ông thầy sẽ nói tới chuyện này, mới có thể phá vỡ nổi mình, chứ nếu không phá không nổi. Và chúng ta rất là khó gặp được những cái chuyện đó. Một cái cuộc đối thoại mà để mà gọi là
tẩy trừ những cái hoặc nghiệp lậu hoặc của đệ tử, để đệ tử mà sạch sẽ rớt vào cái tầng của đạo lý, làm một cái cuộc hội thoại kinh hoàng. Và chỉ có những cái hội riêng của thiền mới làm chuyện này. Trong các cái thiền sử chúng tôi đọc, có khi những ông thầy nói chuyện liên tục, đặt những câu hỏi liên tục, hoặc là người đệ tử trình kiến giải liên tục, bị ông thầy gật đầu hoặc là lắc đầu, chấp nhận hoặc là không chấp nhận, thì đó chưa phải là hay. Chưa thấy một cái cuộc hội thoại để phá vỡ đệ tử nào một cách ngon trong lịch sử thiền Trung Hoa. Nhưng mà nếu như một người tu thiền mà bắt được một cái nhịp nào đó trong thiền học rồi á, thì ngồi đối diện với vị thầy, họ sẽ phá mình từng lớp một, gỡ rớt cho tới phá tận cùng cái lậu hoặc. Thì điều đó rất hiếm có, chỉ trừ là Đức Phật, các vị thánh đệ tử thật lớn. Còn trong thiền tổ sư Trung Quang tôi chưa gặp. Chúng ta đọc rất là nhiều về thiền ngữ, rồi ngữ lục này nọ của các vị thiền sư chưa thấy. Đương nhiên là có những cái câu nói, có những cái lời mà người ta ngộ liền, nhưng mà đó không phải là phá trừ sạch cái lậu hoặc của người đệ tử mình đâu. Cái duyên người đó chín mùi nhờ câu nói đó để ngộ, thì đó là một cái chuyện. Và cái cách khai thị để ngộ là một chuyện khác nữa. Khi mà chúng ta học thiền á, đến những cái chỗ người này ngộ cái kiểu này, người kia ngộ cái kiểu kia, thì chúng ta sẽ nói lý do tại sao người này ngộ. Và ngộ đó là ngộ tới đâu. Nếu mà nói tới thiền sư Trung Hoa, chúng ta phải phân được hai cái này: ngộ này lý do gì, và ngộ tới đâu. Sau khi ngộ nốt một bài kệ đó thì mình liền biết là người này ngộ là triệt hay là chưa triệt. Và không triệt thì phải tới chừng nào mới là triệt, câu nói nào mới là triệt. Như vậy sau này mà chúng ta đọc lại cái giai thoại của Lục Tổ Huệ Năng, thì ngay khi mà nghe cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì cư sĩ Họ Lư phát tâm đi tu. Có ngộ không? Có. Nhưng mà sau khi gặp Ngũ Tổ cũng nghe giảng là Kinh Kim Cang tới câu đó để ngộ, thì ổng liền nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh giống không sanh diệt, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh không tăng không giảm gì gì đó. Bao nhiêu cái nào ngờ đó là khác nghìn trùng với cái đoạn đầu mà cư sĩ Hợ Lư đã ngộ. Hai cái nó khác nhau, cũng nghe câu đó, cũng ngộ, nhưng mà hai cái ngộ nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên được gọi là giải ngộ và triệt ngộ thì hai cái tầng tâm thức hoàn toàn khác. Và đến mức độ mà triệt ngộ thực sự ở trong đạo Phật là chứng những cái quả vị thánh rất là cao ở trong đạo Phật rồi. Thật ra là cái phần mà ví dụ như giai đoạn đầu mà Lục Tổ Huệ Năng thấy rất rõ cái chuyện của mình đó là không dính mắc, mình là vô sở trụ, đó là căn nó không có dính với trần, vân vân, thì đến cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là thấy được cái tâm vô trụ của mình là ngộ rồi, thoát ra ngoài thân căn ngũ uẩn chứ không phải là không. Nhưng mà chỗ đó chưa có sạch. Khi nghe giảng lại một lần nữa thì bắt đầu mới thực sự là triệt ngộ. Tại đó chúng ta thấy là con người có nhiều cái bước rõ ràng để bước vào đạo Phật. Mà càng được ngộ nhiều lần, thực sự có những vật đại căn một lần đã xong, nhưng mà có những người ngộ 5-7 lần. Chúng ta học thiền sử chúng ta thấy những cái điều này, nhưng mà vẫn không xong. Vì sao? Vì cái vị thầy đó chưa qua cái cửa đó mà khai thị cho ổng là ít có khi nào có vị đệ tử mà ngộ qua thầy, hiếm hoi lắm. Ở trong thiền sử mới có một người là vọt hơn thầy mình hàng ngàn bước. Còn không là cứ ông thầy ở tầng đó thì khai thị đệ tử tới tầng đó thôi à, không thể vượt qua. Ở trong thiền sử thỉnh thoảng có những vị siêu xuất hơn thầy mình thì đó là hiếm lắm. Trong hàng ngàn người mới có một hai người, nhiều thế hệ mới có ra được một người. Thì điều này là cái điều rất là hiếm hoi, không phải dễ. Thật ra khi mà chúng ta thấy đến cái chuyện mà học đạo, mà chúng ta đã vượt qua những cái tầng nghiệp thức của mình, phá được những cái tầng vọng tưởng để biến chuyển những cái bậc tâm linh càng lúc càng cao của mình, để mình có thể ở những cái cảnh giới, ví dụ như chúng ta đọc cõi trời như thế này. Nhưng mà có nhiều người họ sẽ có cái độ cảm là mình đang ở cái tầng đó, đọc thấy rõ, hoặc là mà nó từng ở cái tầng trời đó với những cái sinh hoạt đó, mình đọc mình biết là cái tầng đó mình qua rồi, hoặc là mình đang ở đó. Vì là họ cũng thừa biết là họ bỏ thân này là họ sẽ ngang cái tầng đó, họ có thể vào ra cõi giới trời đó một cách tự tại.
Có những người học Phật họ sẽ thấy được điều này, thấy rõ chứ không phải không thấy. Tức là nếu mà đọc một số các cõi trời mà giống như nãy giờ các cõi trời chúng ta thấy đó, thì những cõi đó họ thừa sức tới hay không. Ví dụ như mình đang học trên đây không phải học để hiểu ông trời, mà đọc coi mình có tới cõi trời đó không. Đúng không? Thì rõ ràng là mấy cõi này mình chưa tới được. Mình đọc mình thấy còn xa lạ, thấy còn cao hơn mình á, vậy là biết ra mình chưa tới được. Nhưng mà có những cái chúng ta thấy rõ ràng nó có nhiều cái tương ưng với cái cách này, thì chúng ta đã từng tới hoặc là đã từng qua rồi, thì chúng ta thấy được rất là rõ. Rồi chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà càng đi sâu vào đời sống tâm linh chừng nào á, thì càng hiểu gì? Hiểu tâm thiên hạ nhiều chừng đó. Càng thấy, dùng từ thấy chứ không phải là hiểu không hết, thấy rõ lắm. Cái lúc mà chúng ta chưa có tu chứng cái gì á, thì chúng ta thấy rõ mình không? Rõ. Chúng ta tu càng tốt chừng nào chúng ta càng thấy rõ mình chừng đó. Thì khi mà chúng ta đã vượt qua cái thân căn ngũ uẩn của mình một lần và chúng ta tiếp tục sống đời sống đạo lý, thì tất cả cái tâm của chúng sanh nó hiện ra rõ, không có mất được, không có khuất lấp được. Cũng như cái lúc mà chúng ta hết sức tỉnh sáng thì không có cái tâm nào ở nơi mình mà có thể vượt qua cái thấy biết của mình. Mình tường tận rõ ràng từng ý niệm mong manh nhỏ nhiệm nhất ở nơi tâm, từng sát na một. Giống như cái chuyện mà bây giờ á, thì cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thô, và những ý niệm thô đó là cái tầng ngoài của tưởng, cho tới những ý niệm tế là cái tầng sâu của tưởng ấm. Có khi chúng ta thấy những cái mong manh chớm khởi thì mình nghĩ là thấy hành ấm, không phải, sai rồi, mới thấy được cái tầng của tưởng ấm thôi. Và khi chúng ta phá vỡ hết cái tầng của tưởng ấm là một phen toàn cái thế gian này chúng ta thấy không. Thân này không liền tại chỗ khi chúng ta phá được tưởng ấm. Nếu chúng ta không phá được cái sắc ấm nha, đỡ có một cái công phu thiền định, không phải cần phải phá theo thứ lớp là phá sắc ấm, phá thọ ấm rồi mới phá tưởng ấm. Không phải như vậy. Có những công phu thiền định lỡ chúng ta đi sâu vào để chúng ta một phen phá được tưởng ấm. Quý vị để ý thấy rõ ràng là thỉnh thoảng có một số người họ chạm tới cái bề ngoài của cái chuyện này, thì tự dưng toàn thân của họ biến mất, không có trọng lượng. Thân không rõ ràng, không thể lý luận sao được đó, thân là rõ ràng là không, không nói là nhẹ nữa mà tan biến mất. Và họ đi đứng nằm ngồi là hoàn toàn, họ sinh hoạt với mình là họ rõ ràng họ hoàn toàn không có thân. Mất cái tưởng rồi là không có trọng lượng nào của cái thân mình đang mang hết. Thật ra bây giờ mà khi chúng ta ý thức là mình có cái thân này 5kg, 10kg, 20kg gì đó, rõ ràng là chúng ta còn sống trong tưởng. Phá tưởng rồi cái thân này mất, thì nó sẽ phá tưởng rồi nó sẽ phá ngược lại những cái kia. Nhưng mà một phen rớt vào cái rỗng không một đoạn đầu, sau đó chúng ta trông hơn. Tức là cái đoạn mà chúng ta rớt vào cái không lúc đầu nó mù tối lắm. Dụng từ mù tối không có đúng, nhưng mà nó sáng hơn bây giờ thôi. Nhưng mà so với trí tuệ giác ngộ thì nó còn đang rất là mù. Nó mù một cái đoạn mê mù đó, nhưng mà rỗng không có ý niệm, bật tất cả những ý niệm lăng xăng như bây giờ mà chúng ta đang thấy. Bây giờ cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thuộc phần tưởng. Thì khi chúng ta phá sạch những cái đó, tâm chúng ta nó rỗng một đoạn rất dài. Ở trong cái khoảng rỗng đó một đoạn rất là dài, xong rồi rất là chúng ta sáng lên từ từ. Sáng lên từ từ thì chúng ta thấy một cái tầng sâu vọng niệm nữa, mà không phải những ý niệm như bây giờ. Kinh khủng. Lúc đó chúng ta mới thấy là lộ diện cái thằng hành ẩm ra, là những cái cuồn cuộn tâm thức, chứ không phải là ý niệm nữa. Cuồn cuộn rất mãnh liệt, và không ai có khả năng tạm dừng cái này. Thì vậy là công phu mà để phá những cái dòng thác của tâm thức cuồn cuộn đang cuốn đi, những cái biển tâm thức chứ không còn là dòng thác nữa, những cái biển trôi ngầm sâu ở trong hành ấm. Thì lúc đó là phải nói là chúng ta có một cái thoáng chớ giới, là tại vì mình thấy mình phá hết ý niệm rồi. Phá ý niệm ở trong cái tầng không rồi, ở là không tưởng nhưng mà còn hành. Mới phá được cái không, mới phá được cái tưởng đã trở thành không thôi. Thì lúc đầu nó mù mờ, lúc sau nó cuộn rồi chúng ta phải nói là một thoáng rợn người khi thấy được cái cửa ngõ hành ấm mở ra.
mà ý niệm nó không có phải là từng niệm như bây giờ, nó lăng tăng li ti nhỏ nhiệm. Lúc đầu chúng ta thấy cuồn cuộn vậy, lần lần trí chúng ta thấy rõ cái cuồn cuộn đó nó có đầy đủ quá khứ hiện tại vị lai. Chúng ta thấy ba thời vọng niệm hiện ra, thì khi đó mới được nói là tôi biết được hành ông. Còn bây giờ mình thấy ví dụ như mình nhớ quá khứ là mình nhớ quá khứ đúng không? Mình nhớ vị lai là mình nhớ vị lai, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà lúc đó nó phải nói là nó hằng hà sa số tỷ lớp quý niệm với đầy đủ quá khứ vị lai lộ diện ra trong khi hành ấm lộ ra. Và như vậy để mà công phu phá được cái biển hành ấm, chúng ta dùng từ là biển chứ không nói là cái thác hay là dòng sông nữa, thì là một công phu kinh khủng để có thể vượt qua nổi cái hành ấm này. Thật ra lúc đầu có nhiều người nói là tôi tu cái tự nhiên tôi bật vọng niệm, tôi nói là tốt rồi đó. Bật được vọng niệm là tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà nó chỉ là cái gì, nó là bể mấy hòn bọt lăn tăn trên mặt biển thôi, không giải quyết được chuyện gì hết. Còn nguyên một cái biển nước hành ấm chứ kìa, kinh khủng như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy vọng niệm mình thưa thớt có nghĩa là mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước nó bể à. Từng phân tử nước có nghĩa là một hành ấm, mà nguyên một biển nước tức là nguyên một biển hành ấm nó để phải có thể biến thành không thì không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên nói tới những người mà gọi là ngũ quẩn giai không mà ngộ tùm lum từ trước đến giờ mình thấy tức cười lắm, mà mình không có dám đụng tới, càng đụng tới thì càng mít lòng. Nói mà nói tới cái chuyện mà nói đến là thấy được hành ấm thôi là cả cái đời tu tập của chúng ta tu tinh tấn thì chưa chắc gì chúng ta có thể được một lần mộng thấy. Mặc dầu nó là một biển mênh mông đó, nhưng mà chúng ta chưa có phá nổi cái hàng rào của tưởng ấm. Những ý niệm thô thiển buồn thương giận ghét nhớ nhung này nó kia mình chưa phá được mà, thì làm gì thấy nổi tới hành ấm để mà phá. Mà không thấy nổi tới hành ấm để phá thì không thấy nổi cái sự phân biệt của ý thức sâu trong hành ấm này nữa. Sau cái lớp hành ấm cùng cùng đó là cái lớp của thức ấm. Vậy là cái ngũ quẩn mà trong cái giai đoạn mà chúng ta giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như là giảng kinh Bát Nhã này nọ kia là chúng ta chưa có nói hết được những cái điều như thế này. Nếu như sau này mà nói lại ngũ quẩn ở trong những cái đoạn này ha, thì chúng ta sẽ nói ở một cái tầng của kinh Quan Nghiêm nói, thì mới thấy rằng là trời ơi kiếm người ngộ khó lắm. Phải dùng cái từ như vậy. Chứ hồi xưa trong lịch sử tôi thấy người ta ngộ lum rồi cười chứ, lưng đọc lịch sử Trung Hoa mà hồi đó người ta mới ngộ mình mê mình chết luôn á. Ở mày không ngộ à, ở Việt Nam cũng ngộ. Cái Nam tôi nghe tu thiền mấy thiền viện nó cũng ngộ quá trời quá đất rồi, mình mê quá trời, mình tưởng là mình cũng ngộ luôn nữa. Nhưng mà sau này càng đi sâu trong Phật Pháp rồi tôi nói ngộ không có dễ đâu ông. Ngộ không có dễ đâu, phải trả gì cái giá gì nó kinh khủng lắm. Trời ơi cái chuyện mà như sáng tôi nói là cái chuyện mà phá sắc ấm theo con đường mà gọi là đột phá đó, mà không đi theo cái thứ bậc công phu của thiền định đó, kinh khủng, không phải đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta học Phật càng sâu, chúng ta mới thấy đạo Phật là một cái giá để trả hằng hà sa số kiếp cho một cái thấy biết Phật Pháp nhỏ nhất của mình. Đối với chúng tôi là vậy, một cái thấy biết Phật Pháp rất nhỏ cũng có thể đổi hằng hà sa số kiếp tu tập của mình mới có thể thấy được. Còn không chúng ta cứ trơ trơ qua đó, ngày này tháng nọ qua tới đời này kiếp kia, mình vẫn trơ trơ ở đó mà không phá nổi cái gì. Thật ra đối với Phật Pháp mà mình thấy nhiều khi mình thấy tăng ni Phật tử cứ gà lơ thơ phất phơ. Thì nó phải chịu thôi chứ nói sao giờ. Trách không được, tại vì họ bị sao, họ bị hoặc nghiệp che chắn rồi, mình trách không được. Họ không có dùng dãy ra khỏi cái hoặc nghiệp của riêng họ thì làm gì mà nói tới chuyện tới Phật Pháp. Như vậy là một vị thiện tri thức phải tìm cái cách nào mà đâm thủng cái hoặc nghiệp đó, đập vỡ cái đập nghiệp đó để cho họ có thể sáng mắt lên rồi cái trách nhiệm của mình, chứ không phải của họ. Thật sự tất cả chúng sanh đều bị mê mờ bởi hoặc nghiệp riêng của chính mình, họ không có lối thoát, họ đang lùng tung lúng trúng trong đó. Thì những người sáng mắt có trách nhiệm, nhưng mà ai dám đưa để đập thì đó mới là cái người mà có chút thiện căn. Chứ phần đồng là đập một hai cái đầu bỏ trốn mất hết. Nhiều khi người ta cũng chạm nhẹ tới bản ngã một cái rồi nổi sân đùng đùng bỏ đi, hay là không thèm học của thầy nữa rồi đóng cửa lại tôi tự tu hay gì đó tùm lum à. Nó không có theo, không có đủ sức để có thể mà người ta chạm tới.
ta chạm tới cái cửa bản ngã là chỗ đau nhất trong cuộc đời của mình. Có những cái mình rất là quý, nhưng mà mình bên ngoài mình cũng nói mình quý ông thầy mình này nọ kia đủ thứ, ông thầy ông chọc tới cái chỗ quý của mình cái mình nói sân với ông thầy là cái như xong đời. Cái nó quý cái gì chứ đâu phải quý đạo lý. Cái đạo lý là một cái gì đó mà khi chạm tới mình đau thấu tim đen, đau cho tới tể phải nói là tan thân mất mạng mà dám phải đưa đầu tới để mà nhận cái đau đó thì mới phá vỡ nọ. Thế vậy chứ khó lắm. Cho nên có những cái cửa ngõ để mình chấp nhận phá mình đó, thì mình phải chạy chịu những cái thương đau ở trong đời sống này. Phải dùng cái từ phải chấp nhận thương đau. Thương đau lắm chứ không phải là ẩn nhẫn cái kiểu bình thường. Không có. Có những cái chuyện mà phải nói là thà chết 100 mạng còn sướng hơn chịu cái thương đau đó nữa. Vậy mà mình dám phải đưa cái thương đau để mình nhận thì mình mới có thể nhận nổi cái đạo lý. Trả giá rất là đắt, không phải giỡn đâu. Cho nên những người học đạo có đôi khi có những cái thử thách rất là thông thường mà người ta quá không được. Quá không được thì chịu thôi. Có nghĩa là gì? Thiện căn của mình mỏng quá bị phá vỡ chứ gì, đúng không? Mình đang theo học cái dòng pháp bị chuyện cái mình bỏ mình không học nữa, có nghĩa là gì? Thiện căn mình mỏng đụng cái bể mất rồi. Chứ còn nếu mà thiện căn mình lớn với tất cả những cái thương đau xảy ra, cỡ giá nào tôi cũng đem đi đổi đạo lý hết. Thậm chí là hằng hà sa số thân mạng sắp tới tôi cũng sẵn sàng để đổi. Thì những cái thương đau thương tổn là gì? Không có, không có với mình trong cái chuyện mà đổi lấy đạo lý. Vì đạo lý là quý nhất, sinh mạng không bằng thì mới được. Đó, cho nên khi mà thấy được cái tâm con người ta học đạo, mà một vị thầy để ngồi chờ thấy cái tâm này nó tiến tới đâu để ông thầy cất nhắc, có khi chờ cả một cái đời. Thấy con người xô nó một bước rồi nó đứng đó lấy chạy đập nó cũng giống nhất luôn. Nó đứng đó hoài như trời trồng vậy đó. Có những người như vậy á, nhưng mà mới gặp á, cái cách tu tập của họ tinh tấn thấy là mình cũng nhiều hy vọng đúng không, nhưng mà đẩy qua được có một bước một rồi bị nguyên một cái vết sắt phía trước chắn hàng sau mình xô không tới nữa và không có cách nào để phá, đành chịu họ đứng đó suốt đời này, giữ cho được cái tình thầy trò để cho đời sau học đạo tiếp, cho đời này là họ tới đó thôi. Tức là bao nhiêu cái phước lực của họ gom tụ lại để đời này chỉ bước đúng một bước trong Phật pháp thôi, thì vị thầy cũng phải thấy được điều này và chờ qua tới đời sau. Chứ không phải chuyện giải đạo là dễ, không phải chuyện giải đạo là dễ, nhưng mà người ta thấy không biết sao dễ quá trời. Đúng không? Tôi thấy nhiều ông thầy cứ là học dài qua quyển kinh là có thể đi giảng được rồi. Tôi nói hay quá, không biết hay quá, không phải vậy đâu. Cái trách nhiệm mà để có thể chuyển hóa tâm linh của một người khác là người ta thấy tới mức độ tận cùng cái tâm thức của người đệ tử mình và cần phải chuyển cái kiểu gì và đời nào chuyển bao nhiêu. Phải nói thật như vậy là với tất cả những trách nhiệm của trí tuệ chứ không phải là tình cảm của thầy trò. Đây là một cái chuyện kinh khủng lắm, mà nhiều khi đọc tới cái chỗ mà biết tất cả tâm chúng sanh không phải là biết cái kiểu bình thường, không phải biết kiểu bình thường. Đương nhiên là thấy chuyện xấu, chuyện tốt của mình, thấy chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, dễ dở, mình là Phật tổ thấy hết. Nhưng mà các vị khi thấy được mình là dùng phương tiện gì để chuyển hóa mình, đó là cái bên sau của lòng từ. Có thói quen uống cà phê mỗi sáng, cái này là dính sâu hả? Hoặc là mỗi sáng ra ngồi nhịp nhịp chân hút thuốc. Nhưng ta để ý, này có một chuyện chúng tôi mới là tôi mới gặp một cái trường hợp thì mình nói liền. Đáng lý cái này nói trong cái chuyện mà trong cái bài gì về sức khỏe thì nó hay hơn. Chúng ta để ý là từ cái giờ 3 giờ tới 5 giờ sáng á, là giờ hoặc giờ gọi là thảy độc của phổi. Cho nên ai thức vào cái giờ đó để mà hít thở thì cái phổi nó sẽ tốt. Thì ra đến chùa 3 giờ bắt đầu thức dậy, ít nhiều gì chúng ta cũng ngồi thẳng lưng để hít thở thì cái phổi sau này rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cái gì xấu? Hút thuốc trong giờ đó. Đa số là bị lao phổi, lủng phổi, hư phổi thì hút thuốc trong cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ sáng, ngủ không được giờ đó. Những người mà lớn tuổi ngủ không được từ cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ bắt đầu hút thuốc là cái như xong cuộc đời. Phổi thế nào cũng bị lao, bị lủng. Rất là để ý đi. Thật ra hồi trẻ hút thuốc thấy không có gì, nhưng mà già hút thuốc bị lao. Nhưng mà đoạn già tại sao hút thuốc bị lao là tại vì từ 3 giờ tới 5 giờ sáng không ngủ được. Và giờ đó ngồi dậy lai rai ít lắm cũng phải 2-3 điếu.
Thay vì giờ đó nó phổi nó đang thải độc thì mình lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người bị phổi nặng là do hút thuốc ở cái giờ đó nhiều hơn, giờ đó nhiều hơn những giờ khác. Hoặc là cái giờ từ 11 giờ tới 1 giờ khuya đầu ngày mới. Đầu ngày mới cũng là cái giờ mà chuyển biến để thải độc của cơ thể, mà chúng ta lại đem độc vào. Cho nên đa phần những người mà bị bệnh về phổi và một số những bệnh khác là do cái thói quen ăn ngủ của chúng ta nó không có thuận, làm ảnh hưởng cơ quan nội tạng và bị nhiễm trong những cái giờ đó. Tất cả những người bị suyễn, những người bị phổi là họ bị nhiễm vào, nhiễm ở những cái môi trường xấu vào những cái giờ đó. Ví dụ như ở gần nhà mình người ta có thói quen đốt lò đi, để tạo ống khói trong cái giờ từ 3 giờ tới 5 giờ. Thì mình cái phổi mình có tốt cỡ nào để nữa giờ đó mà mình hít khói thì trước sau mình cũng bị à. Mình không có tránh khỏi, không bị suyễn cũng bị lao. Giờ đó là cái giờ mà cần cái môi trường thanh khiết nhất. Cho nên là chúng ta phải ví dụ như ở trong nhà mà muốn đốt hương, đây mình mới nói cái này là đụng nhiều người nè. Đốt hương trong cái giờ đó mà mua mấy cái loại hương tạp á, trời ơi, đó là mình xong chết mình á. Đó. Đó là mình tự xong chết mình á. Cho nên thức dậy 3 giờ khuya đốt nhang lại Phật để ngồi thiền. Mà cái loại nhang tào lao gì đó nó sử dụng quá chất mà mình nghe thơm thơm, mình nghĩ cái thơm đó là thơm, không phải. Chúng ta phải cố gắng tìm được những cái loại hương mà nó cháy lên nó không có bị gây ô nhiễm môi trường của chính mình, để cái giờ đó là cái phổi của mình nó không bị hấp thu những cái mùi, những cái hương đó gây ảnh hưởng cho mình. Rồi cái này là cái chuyện quan trọng rồi nha. Cho nên là phải tốn tiền mua nhang trầm. Nhang trầm là nhang trầm thiên nhiên. Chứ còn đồ tầm bậy ba cái lá cây gì nó làm mấy cái nhựa đó là cả như mình từ chết cho tới chết chứ không thể nào nói được. Đó, thành ra là có những cái mùi hương mà đa phần những người Ấn Độ họ xài cái này nhiều lắm. Cái hương gỗ chiên đèn, ở Việt Nam mình thì có hương trầm, một số nước Đông Á cũng có hương trầm. Khi cái hương tự nhiên đó nó cháy lên nó sẽ có một cái vị, cái mùi á, cái mùi mà nó gần tức là nó có 1%, 1/1000 cái endorphin ở trong đó. Nó làm cho cái não bộ chúng ta nó được xoa dịu. Có những cái loại cây như vậy thì mà tạo cái hương á, thì rõ ràng là cái thời thiền chúng ta nó không có căng thẳng, nó nhẹ nhàng. Còn đốt cái hương tạp á, là chúng ta nghe đầu tiên là cái khí thở chúng ta nó sẽ bị ô nhiễm, nó không có thông và dẫn tới là cái thiền định chúng ta sẽ không tốt. Cho nên cái giờ 3 giờ khuya thì ở chùa dứt khoát là chúng ta phải lựa cái nhang thật tốt để dành để đốt cái giờ đó. Dù như ban ngày bình thường đốt nhang gì cũng được, nhưng mà đúng 3 giờ tới 5 giờ là đừng bao giờ xong những cái loại hương không tốt. Đây là điều mà rất là cần, tôi thấy cần cho nên chúng ta nhắc. Chứ thật sự thì nó không có trong bài này, nhưng mà do tôi gặp, bữa đó mình gặp một cái người mà đang rất là mạnh khỏe mà họ xuống dốc. Thì tôi hỏi là thường sáng thức dậy mấy giờ? Thì nói ngon lành, tôi lúc này cũng già rồi thầy ơi, tôi không có ngủ được. 2 giờ mấy, 3 giờ tôi bắt đầu tôi thức à. Tôi hỏi thêm câu nữa, thức dậy làm cái gì? Thì đó mới lộ ra. Thức dậy làm cái gì? Uống tách trà. Tôi uống trà thì được, không có sao, giờ làm gì nữa. Hút điếu thuốc từ đó. Thằng này là mới giết cái phổi, còn tách trà thì nó không giết. Có nghĩa là giờ đó uống trà, hút thuốc, uống cà phê, hút thuốc, gửi như đời vẫn tàn. Đó là điều mình phải biết. Còn người tu mình đó là thức cũng 3 giờ tới 5 giờ nhưng mà đốt hương. Rất là nhiều người tu tập rất là tinh tấn nhưng bị cái hơi thở từ từ nó ngắn, hoặc là bị suyễn hoặc bị phổi là do đốt hương bậy bạ, hương tạp. Hay dùng là tạp hương ở trong nhà, xong ở trong nhà của mình, khiến cho cái tạp nó tạo ra một cái loại khí âm, nó làm nhiễm cả cái nhà của mình, khiến cái nhà mình không có sinh khí nữa. Thật ra là đốt hương tạp rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhiều chuyện, một là ảnh hưởng cái không khí môi trường, hay là nó làm âm hóa cái nhà của mình xuống. Thật ra khi mà đốt hương chúng ta có thể lựa những loại hương đốt để nó xong cái xong khí trong nhà. Khi mà cái khí dương nó thoát ra thì nó đẩy được cái tà khí ra khỏi nhà, khiến cái sinh khí của cái nhà mình nó được tốt. Cho nên cái giờ mà từ 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ rất là dương. Mà mình kích dương lên bằng cách mình đốt những loại hương nó dương.
mình đánh tiếng chuông nó dương, mình đánh tiếng mõ nó dương, thì nó sẽ tạo được cái sinh khí cho cái chỗ mình đang sống, khiến cho nhà mình nó sinh khí. Chúng ta thấy rất rõ sau một thời gian tu tập. Nhưng mà nhiều người tu bước vào cái phòng tu thấy u ám, đốt nhang người ta cúng không à thầy ơi. Cúng mà nhìn bó nhang hả, cầm tới quá chất dính đầy tay thì chết cho tới chết chứ không có thoát được. Có một người đang tu tập tốt ở trong thất mà chỉ cần người Phật tử cúng bó nhang tào lao vô thôi, họ đốt là nguyên nửa một tuần lễ đó là không có tu được. Cứ tới giờ đó là nghe trong tâm nó có một cái gì, tại hơi thở không thông nó sẽ tạo sự bức ngặt khác, là loạn khí, và thiền định không có xảy ra, không có tốt được. Nó thành ra là chúng ta thấy có nhiều khi ấy, chúng ta đi gặp những cái vị mà họ tu tốt thì chúng ta thử lại cái bàn thờ ha, thử chúng ta liếc tới liếc lui chúng ta coi người đó đốt nhang gì biết. Không phải là họ chơi sang đốt nhang mất tiền, không phải đâu, nhưng mà họ biết được cái giá trị của cái miếng nhang họ đốt nó tạo được cái gì cho cái lúc mà mình hành thiền, nó góp phần cho cái việc hành thiền của mình. Thì đây là những cái điều mà nó ngoài lề nhưng mà chúng ta cần nên lưu ý. Đừng có giỡn chơi, đừng có muốn đốt nhang gì, đốt càng rẻ tiền càng tốt, tại mình tu mà càng tiết kiệm mà càng tốt, không có. Càng tiết kiệm thì coi chừng càng nguy hiểm chứ không phải là tốt. Có những cái mà buộc chúng ta phải xài đúng. Cho nên là thường là chúng ta dễ có thể bị nhiễm với những cái khối được xông ra từ hương đốt ở các chùa, ở trong thiền thất, ở trong phòng riêng của mình. Đây là điều mà người ta phải biết. Thì tôi cũng gặp một số thầy, số sư cô bị lao phổi. Thì họ cũng hay thức cả cái giờ phia đó, rồi họ đốt nhang, họ ngồi thiền trước bàn Phật. Nhưng mà một là tâm không yên, do khói nó xông lên. Mà giai đoạn đầu là tâm không yên, nhưng mà dần hồi nó ảnh hưởng tới phổi. Và ảnh hưởng tới phổi rồi ảnh hưởng tới nhiều cái khác nữa. Tại vì cái phút đó là cần cái khí, tất cả tế bào mà nó mới vừa bắt đầu hoạt động, kích hoạt lại thì phổi nó hoạt động lại, phổi hoạt động lại nó sẽ đem khí oxy để nó nuôi khắp các cái tế bào trong cơ thể của mình. Nhưng mà lúc đó mình bị hít cái CO2 nhiều hơn là oxy, khiến cho các tế bào nó bị nhiễm khí CO2, gọi là nhiễm độc. Mỗi ngày ngắm một chút, mặc dầu nó không có nhiều, nhưng mỗi ngày ngắm một chút là chúng ta sẽ bị bệnh. Ngoài cái bệnh phổi ra còn một số bệnh khác do ảnh hưởng của khói nữa. Cho nên cái việc mà đốt nhang ở buổi tối là chúng ta phải coi lại. Một là người nam mà hút thuốc từ cái khoảng mà 3 giờ tới 5 giờ sáng, hay là 3 giờ tới 5 giờ sáng mà đốt nhang tụng kinh tọa thiền thì chúng ta phải rất dè dặt, hoặc là đốt ít lại vừa phải thôi. Thứ hai là chúng ta phải lựa cái loại nhang nào đó để cho nó xông được cái khí dương ở nơi mình tu tập. Chứ còn cái nhang xấu nó kết khí âm thì nó chiêu cái âm khí từ bên ngoài vào thêm, chứ không phải chơi. Cái khí dương nó sẽ đẩy được cái âm khí ra, nhưng mà khí âm nó sẽ làm tràn ngập âm. Cho nên có những cái phòng thiền đó, mình vô mình thấy lạnh ngắt, khí âm nhiều. Mà cái người tu đó, lại là không có khả năng thiền định để có thể hóa giải được cái âm khí nữa bản thân mình. Thành ra là không để lại cái thiền đường đó cái dương khí chút nào hết. Có những cái thiền đường chúng ta chỉ cần bước chân vô thôi chúng ta thấy nó ấm áp, nó lạ thường lắm. Tức là người tu đó có năng lượng tốt, họ để lại cái gì ở chỗ họ mới vừa đứng lên. Cho nên chúng ta thấy là có những người mà đây nói chuyện đi ngược lại, chúng tôi hay nói hoài tới cái chuyện đi Ấn Độ. Ở đây chúng ta đi Ấn Độ hết chưa ta? Khi mà chúng ta tới cội Bồ Đề á, hai chỗ định lực lớn nhất là cội Bồ Đề và cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Chỗ nào Niết Bàn thì càng mãnh liệt hơn cái lúc mà Đức Phật thành đạo. Nhưng mà vì cái tâm thức con người ta nó như chúng tôi nói là cứ ai tới đó cũng cầu khẩn vãng sinh, thành ra nó trở thành một cái dòng xoắn tham tâm cuồn cuộn ở cái quanh đó. Thì nếu như mình tới đó mà đủ cái tâm để lắng động thiền định á, thì mình thấp hơn cái tầng dao động ồn ào kia thì mình sẽ nhận được cái lực thiền định của Đức Phật vẫn còn nguyên đâu đó, khiến cho công phu tu tập của mình nó thăng tiến. Thì nhiều người cũng đồn đãi là tới đó tu mới tốt, nhưng mà tới đó cái tâm cầu mong của mình là nó đã làm bích rồi, hết đường để mình thâu nhận cái năng lượng rồi.
Mình phải vô tư hồn nhiên và phải hành pháp cho đúng để cái tâm mình đầy đủ cái định lực, mình mới có thể kết nối đó được. Cho nên những cái chỗ mà có những người đạt đạo, có những người đã tu tập tốt, thì chúng ta đừng có cho cái tâm chúng ta nó vọng động, để chúng ta giữ được cái thông thoáng ở nơi tâm mình, và nó sẽ kết nối được với cái trường lực ở những cái người tu tốt. Cho nên có một cái số người mà cái tâm linh nhạy cảm á, thì họ chỉ cần họ từ xa thôi, khoảng chừng 10m, 20m mà họ gặp một cái người tu tốt là họ chạm tới cái lực đó liền, họ bị chấn động. Mình bây giờ mình không thấy nổi cái này, nếu mà mình lại gặp một người tu tốt mình thấy nó cũng thường, chứ còn người bình thường không có đâu. Đang đứng xây lưng, không phải đối diện mình đâu, nhưng mà cái người mà tu tốt đi tới sau lưng mình cách khoảng 10m là mình bị chấn động, mình quay lại liền. Nó có một cái lực đó, chứ không phải không có. Họ gần như là một cái trường lực rất là lớn, nó phủ khắp họ 10m, 20m như vậy, chứ không phải không có đâu. Cho nên nhiều khi nó, ủa tôi trực giác là thầy đi tới. Không phải trực giác, mà cái lực của ông thầy nó tác động tới, để tâm mình lúc đó đang yên, mình mới chạm nổi cái lực đó. Thì những cái nơi mà có những người tu đạt đạo, cái định lực nó còn nguyên. Ở Việt Nam thì còn một số nơi mà các vị thấy đi tới những cái nơi mà các vị để lại nhục thân á, thì chúng ta có dịp để đi tham quan những cái nơi các vị thiền sư mà để lại nhục thân, tới những cái tháp thờ đó mà chúng ta đủ cái thanh tịnh á, thì chúng ta vẫn thấy nó nguyên ở đó, cái định lực kinh khủng. Còn hết không ạ? Không cần, ở đâu cũng có hết. Nhưng mà mình nhiều khi mình giới thiệu người ta tới, người ta đâu có thấy gì đâu. Nói tôi tới mấy lần tôi đâu có thấy gì đâu. Ví dụ vậy, giống như ở những cái chỗ thờ của chánh điện của mình, hoặc là ở các nơi mà tôi nói là nên đứng ở cái giữa, cái như chánh điện phía trước là tôi kêu đứng giữa chỗ mà gạch với đá đó, rồi thả lỏng người sẽ thấy một cái lực hút để mình nhẹ ra. Ví dụ mình căng thẳng bị nhức đầu, cứ vô đó ngồi và thả lỏng đi rồi nó sẽ hết. Ví dụ tôi mà nhiều người cũng có người họ hết, có người nữa tôi đâu thấy gì đâu thầy, tôi nói không thấy thì gắng chịu rồi biết giải thích làm sao, đâu biết giải thích làm sao. Nhưng mà cái lực nó kỳ cục lắm, cái năng lượng nó có thể nó làm mở con người ta ra khi người ta đã tới chỗ đó. Mà nhiều khi họ nói chuyện linh thiêng linh khí, tôi nói không phải, nó có những cái cục đất, có những cái nơi mà nó tháo gỡ được cái dòng xoắn trói cột. Trước kia nó là cái dòng xoắn trói cột, thì bây giờ những cái nơi thanh tịnh nó là dòng xoắn tháo gỡ. Cho nên mình tới đó mình nghe mình nhẹ đi, mà mình không lý giải được. Ở đây là rõ ràng là bị rọ, bị lưới trói cột do hoặc nghiệp khổ, đúng không? Thì bây giờ đó là cái chỗ tháo gỡ cái hoặc nghiệp khổ của mình, là những cái nơi thanh tịnh, những cái nơi có cái lực thiền định của những người đã tu hành. Thành ra có những người không lý giải được là khi tới cái chùa đó cái mình thấy nhẹ, mà mình không cần ngồi thiền, ngồi dựa đại gốc cột mình cũng cảm thấy mình sướng dễ sợ luôn á. Có những chùa tới rút nhăn lẹ lẹ bỏ lên xe ngồi không xe không thèm uống nước nữa, vô đó là thấy mệt rồi. Có những cái chùa như vậy thì rõ ràng biết rằng nếu mà chúng ta hỏi thăm kỹ là chúng ở đó không có tu tốt. Những chùa mình tới một cái mình thích tới hoài không phải là có tiền có gạo gì, nhưng mà vì cái yên ổn, cái an lạc, cái thanh tịnh đó nó tỏa khắp ở khuôn viên đó rồi, tự nhiên mình tới mình cảm giác mình nhẹ. Ở nhà mất ngủ mà tới ngồi giữa gốc cột chùa đó ngủ ngon, nhưng mà không có lý giải được, nó tháo gỡ được cái hoặc nghiệp khổ của mình một cách vô hình. Đây là cái lực cuốn hút của âm dương, đây là cái lực một cách rất là tự nhiên của vũ trụ này, chứ không phải là linh thiêng quyền bí gì hết á. Nhưng mà ở chỗ đó người ta tu tốt nó tạo thành một cái loại dương lực để có thể làm bung vỡ tất cả những cái bí kết trong tâm thức của mình. Cho nên mình tới đó mình cảm giác mình nhẹ mà mình không lý giải được đó. Thì vậy là do ở đây ảnh hưởng tới cái đoạn mà ông tha quá tự tại thiên vương này, ông chơi ông dùng cái hoặc nghiệp khổ để làm rọ làm lưới, là chúng sanh nghe từ rõ lưới là biết không thoát rồi, đúng không? Rồi còn gì nữa, cột trói tất cả các hạng phàm phu. Nếu mà chúng ta còn thấy nghe hay biết bằng hoặc nghiệp khổ thì chúng ta bị ông trời tha quá tự tại thiên vương trói chúng ta ở lại cõi phàm này không ra được. Mà đó là sự thật, không cần ông trói cho mình cũng tự trói mình rồi. Đại thiên thế giới đại phạm vương, tất cả chỗ ở của phạm thiên
đều hay hiện thân ngồi ở trước, diễn thông tiếng phạm âm vi diệu. Chỗ trời này chúng ta có nghe chưa? Đại thiên thế giới đại phạm vương, nghe chưa? Thì cõi trời này á là nơi của tất cả các trời đại phạm ở, thì ổng luôn luôn hiện thân ngồi trước hết. Cõi trời này cũng hơi lạ, cho nên mình muốn làm chuyện gì gì đó sai trái mình không bao giờ làm được. Nó chỗ nào cũng thấy ông trời cũng hiện hết. Cái cõi này là chúng ta cũng ít khi mà nghe nói trong kinh, đúng không? Đại thiên thế giới đại phạm vương, đó là cõi trời đại phạm. Thì chỗ nào có căn chơi tăng chúng thì chỗ đó ông hay hiện thân ngồi trước chơi vậy đó. Tức là cái cách quản lý thiên chúng này rất là kỹ. Thật ra là các vị thiên chúng ở cõi trời đại phạm này á là không thể nào mà móng tâm để có thể làm điều gì sai trái được. Không có phóng túng, không có buông lung, không có theo những cái tà tâm của mình được, mà luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình rất là chân chính. Tại đi đâu quay tới quay lui, ở đằng trước ở đằng sau gì cũng thấy là hiện thân của trời đại phạm ở trước hết đó. Thành ra đâu có chạy đường nào thoát đâu. Giống như mình á, bây giờ á, ban đêm á, đêm nào mà mình ngồi thiền, không có ông thầy kiểm thiền thì ngồi nghiêm túc một chút, mà bữa nào mà liếc qua liếc lại thấy không ai kiểm thiền là mình ngồi hơi buông lung một chút, thấy chưa? Buồn buồn cũng gùng gùng người ngủ gục một chút. Nói sao, nhưng mà có ông thầy kiểm thiền là khác à, không có chuyện đó đâu, mới gán tinh tấn ngồi thẳng lưng. Nhưng mà cõi trời này gần như là không có cái chỗ nào không có ông trời đại phạm xuất hiện á. Thành ra là thiên chúng chắc chắn là sẽ tu tinh tấn, và đồng thời còn diễn thông tiếng phạm âm vi diệu nữa. Có nghĩa là lúc nào muốn nghe được cái tiếng phạm âm thì đều nghe được. Thì đây là một cõi trời mà không có phút nào không nghe diễn thuyết Phật Pháp. Đây là một cõi trời rất là đặc biệt, trời đại phạm. Đại phạm vương kia ở thế gian thiền định thần thông còn như ý, huống đấng xuất thế gian vô thượng mà thiền giải thoát chẳng tự tại. Chúng ta nếu mà thực sự phát tâm mà để mà sanh về cõi trời thì chúng ta thấy rõ ràng là nãy giờ chưa nói tới cõi trời đâu xuất coi sao, nhưng mà cõi trời đại phạm vương này là chúng ta cũng nên phát tâm về đi. Cỡ này là ngon rồi đó. Lúc nào cũng có thấy ông trời đại phạm và thuyết phạm âm vi diệu cho mình nghe. Tức là lúc nào, giờ nào cũng được học đạo hết đó. Giống như là giờ là nguyên cái khuôn viên chùa là đăng loa khắp hết ha, thì ngõ ngách nào cũng nghe mở loa âm nhạc. Những cái nơi du lịch nó hay mở nhạc như vậy. Thì ở chùa cũng vậy đó, mai mốt là nếu mà có điều kiện chúng ta sẽ mở loa khắp từ trước rồi tới sau, phục vô cổng chùa là được nghe giảng. Phục vô cổng chùa, đi đâu cũng nghe tiếng pháp âm vang 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 hết. Ma hê thủ la trí tự tại, đại hải long vương lúc làm mưa, có thể phân biệt điếm từng giọt, ở trong một niệm biết rõ ràng. Bậc vô lượng kiếp siêng tu học, được trí giác bồ đề vô thượng, há lại chẳng được, trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Ở đây nói là ma ha hê thủ la trí tự tại. Thì lúc mà mưa là chỉ có niệm biết hết các giọt mưa. Cái này Đức Phật có một lần đã nói trong kinh, nhờ sao khắp pháp giới mười phương này mưa một lượt, Đức Phật liền biết trong một sát na niệm bao nhiêu hạt. Nhà Đức Phật có nói. Và cũng có một cái chuyện, có một cái lần cái ông ngoại đạo đó tự dưng ổng cũng bữa đó ổng thấy cái cây cũng đẹp, sáng ngắm cái cây mà với những cái lá non nó trổ rất là đẹp, ổng thích thú cái ổng ngồi đó. Và ngồi đó thì không có chuyện gì, bắt đầu ngồi điếm lá cây. Ổng điếm cho suốt 3 tháng trời, vừa hết được lá cây ổng mừng quá, ổng ngồi điếm được hết lá cây. Ngồi một chỗ 3 tháng điếm lá cây là quý vị biết là thiền định không phải đơn giản rồi nha. Điếm mà xuyên suốt 3 tháng mà cộng mà không có lộn lá nào là không phải đơn giản đâu. Thì liền khi ấy ngày Xá Lợi Phất tới, thấy ông này cũng ngồi nghiêm trang và tỏ vẻ tự hào, thấy chưa? Hỏi ông ở đây làm gì, ông cười, ông nói là tôi suốt 3 tháng nay tôi ngồi điếm mà mới vừa hết lá cây của cây cổ thụ, đại thụ này.
Thì vậy là ngày sáng là Phật nó mất gì mà ông phải mất nhiều thời gian thế? Nói ông có biết được nhiều không? Ông chê tôi mất nhiều thời gian. Ngày sáng là Phật nói cả trúng bóc. Nó là chỉ trong một sát na niệm thôi là thấy được hết tất cả lá cây của cây đại thọ. Trí của các vị là như vậy. Cho nên ở đây cái vị mà ma hê thủ la trí tự tại đến cái độ là mưa bao nhiêu là sẽ thấy từng giọt mưa và đếm được từng giọt mưa một không sót. Thì ở đây ví dụ cái gì? Thì cái người mà vô lượng kiếp tu học được trí bồ đề vô thượng á, thì lại sao? Lại trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. Điều này Đức Phật có nói nhiều ở trong nhiều kinh, và nhất là trong bản kinh Pháp Hoa, đúng không? Trong bản kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tinh tấn hoặc là giải đãi ở trong rừng sâu hoặc là ở giữa chợ, thương Phật hoặc là ghét Phật, tinh tấn hoặc là giải đãi, tất cả những ý niệm đó Đức Thế Tôn biết rõ không sai sót một niệm nào. Đó, giống như mình ngồi đây bây giờ mình nghĩ gì đâu ai biết, nhưng mà Phật không có thấy sót niệm nào của mình đâu. Có nhiều khi đó mình còn bất giác, mình còn không biết mình nghĩ cái gì nữa. Mình ngồi đây nhiều khi mình còn không có rõ là mình nghĩ tốt nghĩ xấu nữa, tại vì mình đang bất giác, mình không có tỉnh. Nhưng mà Đức Phật thì thấy không sót một niệm nào của mình đang khởi. Đây là cái bậc mà vô lượng kiếp siêng tu học. Chúng ta tất cả những ý niệm dù nhỏ dù lớn nơi tâm mà được chúng ta rõ biết bây giờ á, thì sau này chính nó là cái gì? Loại trí tuệ để chúng ta có thể thấy biết khắp tất cả tâm chúng sanh sau này. Thì đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đạo. Còn nếu mà tâm mình còn chưa biết rõ thì không ai nói mình là người có trí cả. Thì ra tu để thấy rõ được mình. Người có trí là người thấy rõ mình trong mỗi lúc. Thì lúc mà mình có niệm tốt, niệm xấu, niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm buồn, thương, giận, ghét gì đó, bao nhiêu cái niệm đó, bao nhiêu cái thuận nghịch xảy ra nơi tâm mà chúng ta không biết rõ mình thì mình rõ ràng không phải là người có trí. Trước mắt là mình mới thấy rõ mình. Và một phen mình thấy rõ được hết mình rồi thì chúng sanh khác ở khắp pháp giới mười phương sẽ được mình thấy. Thì thường ví dụ như những người mà có cái năng lực thiền định mà ít thì họ có thể bằng cái thiền định họ lắng tâm, họ hướng về mình, họ biết được tâm mình và phải lắng trong định. Còn nhớ vị thánh thì không có cần phải lắng tâm như vậy, thấy một cách trực tiếp nhưng cần phải lắng tâm. Nhưng mà các vị đại thánh thì thấy một lần không phải một người mà thấy một lần nhiều người. Như Đức Phật thì thôi hết tất cả chúng sanh đều được thấy, không phải trong cõi mình mà tất cả các cõi nước ở mười phương. Thì càng thấy được cái trí tuệ của Đức Phật so với các vị thánh hiền thì rõ ràng là các vị thánh không có chỗ để so. Cho nên học Phật mà lần hồi chúng ta càng học, chúng ta càng thấy về cái trí tuệ, về cái sâu cạn của Đức Phật và các vị thánh là chúng ta sẽ thấy rất rõ. Chứ ngày xưa phải nói thật là khi mà chúng ta được đặt cái câu hỏi là cái chỗ chứng đắc của Đức Phật và các vị thánh đệ tử A-la-hán như thế nào thì chúng ta sẽ rất khó lý giải, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta học nhiều một chút, học và được một số bản kinh chuyên môn thì chúng ta có thể nói được, chúng ta có thể đưa ra ví dụ được. Và chúng tôi nhớ là có một cái lần cái lớp giảng sư cái thời 2004 là phải, có một cái bài, có một bài thi hỏi câu hỏi này của Hòa Thượng Nguyên Ngôn, gần như tăng chúng ni chúng rớt hết. Không ai có điểm cao ở bài đó rồi, không ai được ông Hòa Thượng chấm được 2 điểm. Chứ không tới 5 mà bài là 20 điểm, không ai được chấm tới 5 điểm. Tại vì không thể so sánh được cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật và A-la-hán. Trí tuệ và thần thông không ai có khả năng để có thể nói được. Thường là kinh sách nói chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỗ nọ một chút. Nhưng mà phải là những người có công phu thiền định và tu tập mới có thể hiểu nhiều hơn và nói được. Chứ còn nếu mà học giả học thức thì không đủ cái đầu để có thể so sánh cái chỗ khác nhau về trí tuệ của Đức Phật và trí tuệ của một vị thánh A-la-hán đâu. Thấy vậy chứ mà khó phân biệt lắm. Câu hỏi đó nghe nó bình thường nhưng mà nó rất là chuyên sâu, rất là khó thấy. Thì sau này ví dụ như có những cái câu hỏi mà để xác chứng được là người này tu tới đâu rồi thì người ta chỉ cần hỏi nhẹ câu thôi.
Ví dụ như bây giờ hỏi hoặc nghiệp là cái gì? Hoặc nghiệp là bên ngoài. Rồi vi tế hoặc là cái gì? Rồi tới trần sa hoặc là cái gì? Thì những cái này cũng có thể giải thích được. Nhưng mà hỏi tới câu lậu hoặc là cái gì? Là bó gối khoanh tay đứng nhìn. Lậu hoặc là cái gì? Thấy không? Mà phá hết cái lậu hoặc mới chứng được cái quả thánh nào là hạn. Thật ra tới cái lậu hoặc là trong kinh thỉnh thoảng có nói qua, nhưng mà không phải cái cách nói đó. À, nếu một cái hành giả mà không phá được lậu hoặc, không thấy được hết lậu hoặc để có thể phá, thì người đó chứng tỏ là họ không chứng thánh quả. Mà cái bài quản về là hoặc nghiệp rồi lậu hoặc rồi vi tế ngã chấp pháp chấp gì đó vân vân là chưa có mấy người giảng một cách triệt để. Thì phải thấy được cái hoặc nghiệp, thấy được cái lậu hoặc, và thấy được lậu hoặc rồi thì người đó không còn rò rỉ cái lậu hoặc để rớt vào sanh tử nữa, tức là phá trừ được cái lậu hoặc thì mới chứng được lậu tận thông, mới chứng được thánh quả. Có được cái thông trong lục thông là lậu tận thông. Còn các vị ví dụ như ở cõi trời này thì có được ngũ thông mà không thể nào có được cái lậu tận thông, vì chưa phá trừ được cái lậu hoặc sinh tử. Lậu hoặc là một cái gì? Và người mà thấy được lậu hoặc, tức là người đó cận kề thánh quả mới có đủ trí để mà thấy được. Khi thánh trí hiện lên mới thấy được lậu hoặc, và thấy được tận cùng cái lậu hoặc mới phá trừ sạch sẽ mới chứng quả A-la-hán. Thì đó là một cái bài riêng cho những người ở cái chiều sâu công phu. Và khi đối diện với vị thầy mình, cái phúc mà để có thể phá vỡ là phúc đó, ông thầy sẽ nói tới chuyện này mới có thể phá vỡ nổi mình, chứ nếu không phá không nổi. Và chúng ta rất là khó gặp được những cái chuyện đó. Một cái cuộc đối thoại mà để mà gọi là tẩy trừ những cái hoặc nghiệp lậu hoặc của đệ tử, để đệ tử mà sạch sẽ rớt vào cái tầng của đạo lý, là một cái cuộc hội thoại kinh hoàng. Và chỉ có những cái hội riêng của thiền mới làm chuyện này. Trong các cái thiền sử chúng tôi đọc, có khi những ông thầy nói chuyện liên tục, đặt những câu hỏi liên tục, hoặc là người đệ tử trình kiến giải liên tục bị ông thầy gật đầu hoặc là lắc đầu, chấp nhận hoặc là không chấp nhận, thì đó chưa phải là hay. Chưa thấy một cái cuộc hội thoại để phá vỡ đệ tử nào một cách ngon trong lịch sử thiền Trung Hoa. Nhưng mà nếu như một người tu thiền mà bắt được một cái nhịp nào đó trong thiền học rồi á, thì ngồi đối diện với vị thầy họ sẽ phá mình từng lớp một, gỡ rớt cho tới phá tận cùng cái lậu hoặc. Thì điều đó rất hiếm có, chỉ trừ là Đức Phật, các vị thánh đệ tử thật lớn. Còn trong thiền tổ sư Trung Quang tôi chưa gặp. Chúng ta đọc rất là nhiều về thiền ngữ rồi ngữ lục này nọ của các vị thiền sư chưa thấy. Đương nhiên là có những cái câu nói, có những cái lời mà người ta ngộ liền, nhưng mà đó không phải là phá trừ sạch cái lậu hoặc của người đệ tử mình đâu. Cái duyên người đó chín mùi nhờ câu nói đó để ngộ, thì đó là một cái chuyện. Và cái cách khai thị để ngộ là một chuyện khác nữa. Khi mà chúng ta học thiền á, đến những cái chỗ người này ngộ cái kiểu này, người kia ngộ cái kiểu kia, thì chúng ta sẽ nói lý do tại sao người này ngộ, và ngộ đó là ngộ tới đâu. Nếu mà nói tới thiền sư Trung Hoa, chúng ta phải phân được hai cái này: ngộ này lý do gì, và ngộ tới đâu. Sau khi ngộ nói một bài kệ đó thì mình liền biết là người này ngộ là triệt hay là chưa triệt. Và không triệt thì phải tới chừng nào mới là triệt, câu nói nào mới là triệt. Như vậy sau này mà chúng ta đọc lại cái giai thoại của Lục Tổ Huệ Năng, thì ngay khi mà nghe cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ trâm, thì cư sĩ Họ Lư phát tâm đi tu, có ngộ không? Có. Nhưng mà sau khi gặp Ngũ Tổ cũng nghe giảng là kinh Kim Cang tới câu đó để ngộ, thì ổng liền nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh giống không sanh diệt, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh không tăng không giảm gì gì đó. Bao nhiêu cái nào ngờ đó là khác nghìn trùng với cái đoạn đầu mà cư sĩ Hợ Lư đã ngộ. Hai cái nó khác nhau, cũng nghe câu đó cũng ngộ, nhưng mà hai cái ngộ nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên được gọi là giải ngộ và triệt ngộ thì hai cái tầng tâm thức hoàn toàn khác. Và đến mức độ mà triệt ngộ thực sự ở trong đạo Phật là chứng những cái quả vị thánh rất là cao ở trong đạo Phật rồi. Thật ra là cái phần mà ví dụ như giai đoạn đầu
mà lục tổ Huệ Nghiêm năng thấy rất rõ cái chuyện của mình đó là không dính mắc, mình là vô sở trụ, đó là căn nó không có dính với trần, vân vân. Thì đến cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là thấy được cái tâm vô trụ của mình là ngộ rồi, thoát ra ngoài thân căn ngũ uẩn chứ không phải là không. Nhưng mà chỗ đó chưa có sạch. Khi nghe giảng lại một lần nữa thì bắt đầu mới thực sự là triệt ngộ. Tại đó chúng ta thấy là con người có nhiều cái bước rõ ràng để bước vào đạo Phật, và càng được ngộ nhiều lần. Thực sự có những vật đại căn một lần đã xong, nhưng mà có những người ngộ 5-7 lần. Chúng ta học thiền sử chúng ta thấy những cái điều này, nhưng mà vẫn không xong. Vì sao? Vì cái vị thầy đó chưa qua cái cửa đó mà khai thị cho ổng là ít có khi nào có vị đệ tử mà ngộ qua thầy, hiếm hoi lắm. Ở trong thiền sử mới có một người là vọt hơn thầy mình hàng ngàn bước, còn không là cứ ông thầy ở tầng đó thì khai thị đệ tử tới tầng đó thôi à, không thể vượt qua. Ở trong thiền sử thỉnh thoảng có những vị siêu xuất hơn thầy mình thì đó là hiếm lắm, trong hàng ngàn người mới có một hai người, nhiều thế hệ mới có ra được một người. Thì điều này là cái điều rất là hiếm hoi, không phải dễ. Thật ra khi mà chúng ta thấy đến cái chuyện mà học đạo, mà chúng ta đã vượt qua những cái tầng nghiệp thức của mình, phá được những cái tầng vọng tưởng để biến chuyển những cái bậc tâm linh càng lúc càng cao của mình, để mình có thể ở những cái cảnh giới, ví dụ như chúng ta đọc cõi trời như thế này. Nhưng mà có nhiều người họ sẽ có cái độ cảm là mình đang ở cái tầng đó, đọc thấy rõ, hoặc là mà nó từng ở cái tầng trời đó với những cái sinh hoạt đó, mình đọc mình biết là cái tầng đó mình qua rồi, hoặc là mình đang ở đó. Vì là họ cũng thừa biết là họ bỏ thân này là họ sẽ ngang cái tầng đó, họ có thể vào ra cõi giới trời đó một cách tự tại. Có những người học Phật họ sẽ thấy được điều này, thấy rõ chứ không phải không thấy. Tức là nếu mà đọc một số các cõi trời mà giống như nãy giờ các cõi trời chúng ta thấy đó, thì những cái cõi đó họ thừa sức tới hay không. Ví dụ như mình đang học trên đây không phải học để hiểu ông trời, mà đọc coi mình có tới cõi trời đó không. Thì rõ ràng là mấy cõi này mình chưa tới được. Mình đọc mình thấy còn xa lạ, thấy còn cao hơn mình á, vì là biết ra mình chưa tới được. Nhưng mà có những cái chúng ta thấy rõ ràng nó có nhiều cái tương ưng với cái cách này, thì chúng ta đã từng tới hoặc là đã từng qua rồi, thì chúng ta thấy được rất là rõ. Rồi chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà càng đi sâu vào đời sống tâm linh chừng nào á, thì càng hiểu cái gì? Hiểu tâm thiên hạ nhiều chừng đó. Càng thấy, dùng từ thấy chứ không phải là hiểu, hiểu không hết, thấy rõ lắm. Cái lúc mà chúng ta chưa có tu chứng cái gì á, thì chúng ta thấy rõ mình không? Rõ. Chúng ta tu càng tốt chừng nào chúng ta càng thấy rõ mình chừng đó. Thì khi mà chúng ta đã vượt qua cái thân căn ngũ uẩn của mình một lần, và chúng ta tiếp tục sống đời sống đạo lý, thì tất cả cái tâm của chúng sanh nó hiện ra rõ, không có mất được, không có khuất lấp được. Cũng như cái lúc mà chúng ta hết sức tỉnh sáng thì không có cái tâm nào ở nơi mình mà có thể vượt qua cái thấy biết của mình. Mình tường tận rõ ràng từng cái niệm mong manh nhỏ nhiệm nhất ở nơi tâm, từng sát na một. Giống như cái chuyện mà bây giờ á, thì cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thô, và những ý niệm thô đó là cái tầng ngoài của tưởng, cho tới những ý niệm tế là cái tầng sâu của tưởng ấm. Có khi chúng ta thấy những cái mong manh chớm khởi thì mình nghĩ là thấy hành ấm, không phải, sai rồi, mới thấy được cái tầng của tưởng ấm thôi. Và khi chúng ta phá vỡ hết cái tầng của tưởng ấm là một phen toàn cái thế gian này chúng ta thấy không. Thân này không liền tại chỗ khi chúng ta phá được tưởng ấm. Nếu chúng ta không phá được cái sắc ấm nha, đỡ có một cái công phu thiền định, nó không phải cần phải phá theo thứ lớp là phá sắc ấm, phá thọ ấm rồi mới phá tưởng ấm, không phải như vậy. Có những công phu thiền định lỡ chúng ta đi sâu vào để chúng ta một phen phá được tưởng ấm. Quý vị để ý thấy rõ ràng là thỉnh thoảng có một số người họ chạm tới cái bề ngoài của cái chuyện này, thì tự dưng toàn thân của họ biến mất, không có trọng lượng. Thân không rõ ràng, không thể lý luận sao được hết đâu. Thân là rõ ràng là không, không nói là nhẹ nữa mà tan biến mất. Và họ đi đứng nằm ngồi là hoàn toàn, họ sinh hoạt với mình là họ rõ ràng họ hoàn toàn không có thân. Mất cái tưởng rồi là không có trọng lượng nào của cái thân mình đang mang hết đó.
Thật ra bây giờ mà khi chúng ta ý thức là mình có cái thân này 5kg, 10kg, 20kg gì đó, rõ ràng là chúng ta còn sống trong tưởng. Phá tưởng rồi cái thân này mất thì nó sẽ phá tưởng rồi nó sẽ phá ngược lại những cái kia. Nhưng mà một phen rớt vào cái rỗng không một đoạn đầu, sau đó chúng ta trong hơn, tức là cái đoạn mà chúng ta rớt vào cái không lúc đầu nó mù tối lắm. Dụng từ mù tối không có đúng, nhưng mà nó sáng hơn bây giờ thôi. Nhưng mà so với trí tuệ giác ngộ thì nó còn đang rất là mù. Nó mù một cái đoạn mi mù đó, nhưng mà rỗng không có ý niệm, bật tất cả những ý niệm lăng xăng như bây giờ mà chúng ta đang thấy. Bây giờ cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thuộc phần tưởng. Thì khi chúng ta phá sạch những cái đó, tâm chúng ta nó rỗng một đoạn rất dài. Ở trong cái khoảng rỗng đó một đoạn rất là dài. Xong rồi rất là chúng ta sáng lên từ từ, sáng lên từ từ, thì chúng ta thấy một cái tầng sâu vọng niệm nữa, mà không phải những ý niệm như bây giờ. Kinh khủng. Lúc đó chúng ta mới thấy là lộ diện cái thằng hành ẩm ra, là những cái cuồn cuộn tâm thức, chứ không phải là ý niệm nữa. Cuồn cuộn, cuồn cuộn, cuồn cuộn, cuồn cuộn rất mãnh liệt, và không ai có khả năng tạm dừng cái này. Thì vậy là công phu mà để phá những cái dòng thác của tâm thức cuồn cuộn đang cuốn đi, những cái biển tâm thức chứ không còn là dòng thác nữa, những cái biển trôi ngầm sâu ở trong hành ẩm. Thì lúc đó là phải nói là chúng ta có một cái thoáng chơi giới, là tại vì mình thấy mình phá hết ý niệm rồi. Phá ý niệm ở trong cái tầng không rồi, ở là không tưởng nhưng mà còn hành. Mới phá được cái không, mới phá được cái tưởng đã trở thành không thôi. Thì lúc đầu nó mù mờ, lúc sau nó cuộn, rồi chúng ta phải nói là một thoáng rợn người khi thấy được cái cửa ngõ hành ấm mở ra. Mà ý niệm nó không có phải là từng niệm như bây giờ, nó lăng tăng li ti nhỏ nhiệm. Lúc đầu chúng ta thấy cuộn vậy, lần lần trí chúng ta thấy rõ cái cuồn cuộn đó nó có đầy đủ quá khứ hiện tại vị lai. Chúng ta thấy ba thời vọng niệm hiện ra, thì khi đó mới được nói là tôi biết được hành ấm. Còn bây giờ mình thấy, ví dụ như mình nhớ quá khứ là mình nhớ quá khứ, đúng không? Mình nhớ vị lai là mình nhớ vị lai, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà lúc đó nó phải nói là nó hằng hà sa số tỷ lớp quý niệm với đầy đủ quá khứ vị lai lộ diện ra trong khi hành ấm lộ ra. Và như vậy để mà công phu phá được cái biển hành ấm, chúng ta dùng từ là biển chứ không nói là cái thác hay là dòng sông nữa, thì là một công phu kinh khủng để có thể vượt qua nổi hành ấm này. Thật ra lúc đầu có nhiều người nói là tôi tu cái tự nhiên tôi bật vọng niệm, tôi nói tốt rồi đó. Bật được vọng niệm là tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà nó chỉ là cái gì, nó là bể mấy hòn bọt lăn tăn trên mặt biển thôi, không giải quyết được chuyện gì hết trơn, còn nguyên một cái biển nước hành ấm chứ kìa, kinh khủng như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy vọng niệm mình thưa thớt có nghĩa là mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước nó bể à. Từng phân tử nước có nghĩa là một hành ấm, mà nguyên một biển nước, tức là nguyên một biển hành ấm nó để phải có thể biến thành không thì không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên nói tới những người mà gọi là ngũ quẩn giai không mà ngộ tùm lum từ trước đến giờ, mình thấy tức cười lắm, mà mình không có dám đụng tới. Càng đụng tới thì càng mít lòng. Nói mà nói tới cái chuyện mà nói đến là thấy được hành ấm thôi là cả cái đời tu tập của chúng ta tu tinh tấn thì chưa chắc gì chúng ta có thể được một lần mộng thấy. Mặc dầu nó là một biển mênh mông đó, nhưng mà chúng ta chưa có phá nổi cái hàng rào của tưởng ấm. Những ý niệm thô thiển buồn thương giận ghét nhớ nhung này nó kia mình chưa phá được mà. Thì làm gì thấy nổi tới hành ấm để mà phá. Mà không thấy nổi tới hành ấm để phá thì không thấy nổi cái sự phân biệt của ý thức sâu trong hành ấm này nữa. Sau cái lớp hành ấm cuồn cuộn đó là cái lớp của thức ấm. Vậy là cái ngũ quẩn mà trong cái giai đoạn mà chúng ta giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như là giảng kinh Bát Nhã này nọ kia là chúng ta chưa có nói hết được những cái điều như thế này. Nếu như sau này mà nói lại ngũ quẩn ở trong những cái đoạn này ha, thì chúng ta sẽ nói ở một cái tầng của kinh Quan Nghiêm nói, thì mới thấy rằng là trời ơi, kiếm người ngộ khó lắm. Phải dùng cái từ như vậy. Chứ hồi xưa trong lịch sử tôi thấy người ta ngộ lum rồi cười chứ, lưng đọc lịch sử Trung Hoa mà hồi đó phải ngộ mình mê chết luôn á. Ở mày không ngộ à, ở Việt Nam cũng ngộ,
Cái năm tôi nghe tu thiền mấy thiền viện nó cũng ngộ quá trời quá đất, rồi mình mê quá trời, mình tưởng là mình cũng ngộ luôn nữa. Nhưng mà sau này càng đi sâu trong Phật pháp rồi tôi nói ngộ không có dễ đâu ông. Ngộ không có dễ đâu, phải trả gì cái giá gì nó kinh khủng lắm. Trời ơi, cái chuyện mà như sáng tôi nói là cái chuyện mà phá sắc ấm theo con đường mà gọi là đột phá đó, mà không đi theo cái thứ bậc công phu của thiền định đó, kinh khủng, không phải đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta học Phật càng sâu, chúng ta mới thấy đạo Phật là một cái giá để trả hằng hà sa số kiếp cho một cái thấy biết Phật pháp nhỏ nhất của mình. Đối với chúng tôi là vậy, một cái thấy biết Phật pháp rất nhỏ cũng có thể đổi hằng hà sa số kiếp tu tập của mình mới có thể thấy được. Còn không, chúng ta cứ trơ trơ qua đó, ngày này tháng nọ qua tới đời này kiếp kia, mình vẫn trơ trơ ở đó mà không phá nổi cái gì. Thật ra đối với Phật pháp mà mình thấy, nhiều khi mình thấy tăng ni Phật tử cứ là lơ thơ phất phơ. Thì nó phải chịu thôi chứ nói sao giờ. Trách không được, tại vì họ bị sao? Họ bị hoặc nghiệp che chắn rồi, mình trách không được. Họ không có dùng dãy ra khỏi cái hoặc nghiệp của riêng họ thì làm gì mà nói tới chuyện tới Phật pháp. Như vậy là một vị thiện tri thức phải tìm cái cách nào mà đâm thủng cái hoặc nghiệp đó, đập vỡ cái đập nghiệp đó để cho họ có thể sáng mắt lên rồi cái trách nhiệm của mình, chứ không phải của họ. Thật sự tất cả chúng sanh đều bị mê mờ bởi hoặc nghiệp riêng của chính mình, họ không có lối thoát, họ đang lùng tung lúng trúng trong đó. Thì những người sáng mắt có trách nhiệm, nhưng mà ai dám đưa để đập thì đó mới là cái người mà có chút thiện căn. Chứ phần đồng là đập một hai cái đầu bỏ trốn mất hết. Không. Giờ khi người ta cũng chạm nhẹ tới bản ngã một cái rồi nổi sân đùng đùng bỏ đi, hay là không thèm học của thầy nữa, rồi đóng cửa lại tôi tự tu hay gì đó tùm lum à. Nó không có theo, không có đủ sức để có thể mà người ta chạm tới. Ta chạm tới cái cửa bản ngã là chỗ đau nhất trong cuộc đời của mình. Có những cái mình rất là quý, nhưng mà mình bên ngoài mình cũng nói mình quý ông thầy mình này nọ kia đủ thứ. Cái ông thầy ông chọc tới cái chỗ quý của mình, cái mình nói sân với ông thầy là cái như xong đời. Cái nó quý cái gì chứ, nó phải quý đạo lý. Cái đạo lý là một cái gì đó mà khi chạm tới mình đau thấu tim đen, đau cho tới thể phải nói là tan thân mất mạng mà dám phải đưa đầu tới để mà nhận cái đau đó thì mới phá vỡ nọ. Thế vậy chứ khó lắm. Cho nên có những cái cửa ngõ để mình chấp nhận phá mình đó, thì mình phải chịu những cái thương đau ở trong đời sống này. Phải dùng cái từ và chấp nhận thương đau. Thương đau lắm chứ không phải là ẩn nhẫn cái kiểu bình thường. Không có. Có những cái chuyện mà phải nói là thà chết 100 mạng còn sướng hơn chịu cái thương đau đó nữa. Vậy mà mình dám phải đưa cái thương đau để mình nhận, thì mình mới có thể nhận nổi cái đạo lý. Trả giá rất là đắt, không phải giỡn đâu. Cho nên những người học đạo có đôi khi có những cái thử thách rất là thông thường mà người ta quá không được. Quá không được thì chịu thôi. Có nghĩa là gì? Thiện căn của mình mỏng quá bị phá vỡ chứ gì, đúng không? Mình đang theo học cái dòng pháp bị chuyện cái mình bỏ mình không học nữa, có nghĩa là gì? Thiện căn mình mỏng đụng cái bể mất rồi. Chứ còn nếu mà thiện căn mình lớn, với tất cả những cái thương đau xảy ra cỡ giá nào tôi cũng đem đi đổi đạo lý hết. Thậm chí là hằng hà sa số thân mạng sắp tới tôi cũng sẵn sàng để đổi. Thì những cái thương đau thương tổn là gì? Không có. Không có với mình trong cái chuyện mà đổi lấy đạo lý. Vì đạo lý là quý nhất, sinh mạng không bằng thì mới được. Đó, cho nên khi mà thấy được cái tâm con người ta học đạo, mà một vị thầy để ngồi chờ thấy cái tâm này nó tiến tới đâu để ông thầy cất nhắc, có khi chờ cả một cái đời. Thấy con người xô nó một bước rồi nó đứng đó lấy chạy đập nó cũng giống nhất luôn. Nó đứng đó hoài như trời trồng vậy đó. Có những người như vậy á, nhưng mà mới gặp á, cái cách tu tập của họ tinh tấn thấy là mình cũng nhiều hy vọng đúng không, nhưng mà đẩy qua được có một bước một rồi bị nguyên một cái vết sắt phía trước chắn hàng sau mình xô không tới nữa, và không có cách nào để phá, đành chịu họ đứng đó suốt đời này, giữ cho được cái tình thầy trò để cho đời sau học đạo tiếp. Cho đời này là họ tới đó thôi, tức là bao nhiêu cái phước lực của họ gom tụ lại để đời này chỉ bước đúng một bước trong Phật pháp thôi. Thì vị thầy cũng phải thấy được điều này và chờ qua tới đời sau.
chứ không phải chuyện giải đạo là dễ, không phải chuyện giải đạo là dễ, nhưng mà người ta thấy không biết sao dễ quá trời. Đúng không? Tôi thấy nhiều ông thầy cứ là học học dài qua quyển kinh là có thể đi giảng được rồi. Tôi nói hay quá, không biết hay quá, không phải vậy đâu. Cái trách nhiệm mà để có thể chuyển hóa tâm linh của một người khác là người ta thấy tới mức độ tận cùng cái tâm thức của người đệ tử mình, và cần phải chuyển cái kiểu gì, và đời nào chuyển